Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 466, chồn sao có thể kéo xe. La Kiến Cường vốn đang áp chế cơn giận, bây giờ thấy Vương Tử Quân tỏ ra hùng hồn như vậy, hắn dùng ngón tay chỉ vào Vương Tử Quân rồi tức giận đến mức run rẩy cả người. Chủ tịch Vương Tử Quân, mong anh chú ý lời nói và việc làm của mình, nếu như anh cố tình gây sự, thứ cho tôi không khách khí, xin ngài rời khỏi phòng làm việc của tôi. Cố tình gây sự, Bí thư La, tôi mời anh đến đây mà xem. Khi Quốc Lương đi theo các anh thì không có vấn đề, bây giờ mới ở một đêm đã bị đánh gãy cả mũi. Anh cũng đừng nên nói cho tôi biết, là chính cậu ấy té ngã gãy mũi đấy nhé. Các anh là ban ngành giám sát và kỷ luật đảng, các anh nên biết những chuyện thế này đại biểu cho vấn đề gì. Bí thư La, chúng ta nói chuyện làm việc đều phải nhìn vào quy củ, phải giữ thể diện cho nhau. Vương Tử Quân vừa nói vừa vỗ mạnh tay lên mặt bàn của La Kiến Cường, hắn dùng sức quá mạnh dọa cho Bí thư La phải nhảy dựng lên. Ầm. Một ly sứ trên bàn làm việc của Bí thư La Kiến Cường lăn khỏi bàn và rơi xuống nền đá cẩm thạch, ly sứ vỡ tan thành nhiều mảnh, âm thanh trong trẻo thậm chí còn chói tai hơn cả tiếng vỗ bàn vào lúc vừa rồi. Vẻ mặt La Kiến Cường chợt tái nhợt nhưng ánh mắt lại rơi lên mặt Triệu Quốc Lương. Hắn nhìn thấy vết thương trên mũi Triệu Quốc Lương, trong lòng thật sự không khỏi cảm thấy rất căm tức. Con bà nó, thằng nào làm việc không có mắt mà đổ ra một đống rác thải như vậy. Hắn là người công tác trong ủy ban kỷ luật nhiều năm, hắn tất nhiên biết rõ vết thương trên mặt Triệu Quốc Lương đại biểu cho cái gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ tịch Vương, chuyện này ủy ban kỷ luật nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ cho đồng chí Tiểu Triệu một câu trả lời thuyết phục. La Kiến Cường cắn răng trầm giọng nói, lúc này hắn không thể đạp tên khốn Vạn Quốc Tỉnh ngã lăn ra đất, là một chuyện tốt mà tên khốn kia lại làm cho mình rơi vào tình thế bị động như lúc này. Bây giờ Vương Tử Quân gây náo loạn trong phòng của mình, lại dùng giọng hào hùng như thế để vấn tội chính mình, nhưng hắn lại chỉ có thể nén giận nói lời tốt đẹp cho Vương Tử Quân, thật sự là con bà nó bất lực. Nhưng dù La Kiến Cường có tức giận thế nào cũng không thể phát tác, dù sao thì chuyện này hắn cũng là người đối lý. Bí thư La, anh nói quá mơ hồ rồi, anh nói sao để tôi có thể tin tưởng anh đây? Ngày hôm qua anh điều thư ký Tiểu Triệu đi, lúc đi đến đều là binh hùng tướng mạnh. Không ngờ đám binh tướng của anh đều có đạo đức như vậy, cũng không thể không nghi ngờ bọn họ chính là đám côn đồ lưu manh. Tôi cũng thật sự không ngờ ban ngành kiểm tra kỷ luật của thành phố Đông Bộ lại rơi rớt đến mức độ như vậy. La Kiến Cường thật sự cảm thấy cơn giận của mình đang bùng lên, hắn cố gắng áp chế, đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy Vương Tử Quân nói tiếp. Tất nhiên là một người phụ trách của ban ngành kiểm tra kỷ luật, có lẽ Bí thư La lại càng là người cảm thấy bất an. Tôi thấy để các anh tự truy cứu thật sự là không được, cảm thấy như vậy dù sao cũng sẽ sinh ra tình huống tị hiềm. Thế cho nên tôi sẽ đề nghị với Bí thư Tiết, mời các đồng chí ban ngành khác hoặc các đồng chí trên tỉnh xuống xử lý chuyện này. Tôi cũng muốn xem đội ngũ kiểm tra kỷ luật của thành phố Đông Bộ rốt cuộc là hỗn loạn đến mức thế nào. Vương Tử Quân, tôi thấy anh rõ ràng không phải là được một tấc tiến lên một thước, là được một tấc tiến lên cả chục thước, làm người không thể quá phận như vậy được. La Kiến Cường thấy Vương Tử Quân nói mà không chừa cho mình dư âm đường về, thế là cảm thấy như có mèo cào trong lòng. Vương Tử Quân nổi tiếng là người có thù tất báo, chẳng lẽ quyết định níu chặt lấy tóc của mình không tha? Tùy tiện. Vương Tử Quân lạnh lùng nói một câu, La Kiến Cường chợt nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, chợt thấy bên ngoài đã đầy người. Lúc này đám cán bộ đang dùng ánh mắt giật mình nhìn vào những gì phát sinh bên trong. Các anh đến đây vây quanh làm gì? Muốn xem náo nhiệt sao? Thật sự không có chút tố chất gì cả. La Kiến Cường thấy đám nhân viên đứng ngoài nhìn vào bằng ánh mắt dò xét, thế là lửa giận trong lòng càng bùng phát, hắn nhanh chóng mở miệng khiển trách. Một dãy máy vi tính được sắp xếp thẳng hàng, Tần Hồng Cẩm đứng sau lưng đám người đang thao tác máy tính giống như một nữ vương tôn quý, ánh mắt không những nhìn những ngón tay thao tác nhanh chóng trên bàn phím. Giám đốc Tần, cứ theo đà này thì chúng ta sẽ phải bồi thường tiền. Một tên đàn ông đeo kiếng mặc tây trang có bộ dạng cực kỳ khéo léo cung kính đi đến trước mặt Tần Hồng Cẩm, hắn khẽ nói. Bồi thường bao nhiêu? Tần Hồng Cẩm nghiêng đầu đi chỗ khác dùng giọng không chút quan tâm nói. Người đàn ông kia không ngờ Tần Hồng Cẩm lại hỏi như vậy, hắn vì không chuẩn bị nên vã cả mồ hôi trán. Hắn cố gắng chấn định tâm tình, lúc này mới dùng giọng không yên nói. Thật xin lỗi giám đốc Tần, số lượng cụ thể là bao nhiêu thì tôi chưa tính toán. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ thiệt hại của chúng ta là từ khoảng 100 cho đến 300 triệu. Đô la sao?
Tần Hồng Cẩm vẫn nghiêng đầu đi chỗ khác, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Không phải, là nhân dân tệ. Người đàn ông chợt cảm thấy chấn động, hắn hiểu rõ tổng giám đốc của mình, nàng chính là anh thư trên đường kinh doanh, ánh mắt cực kỳ sắc bén, mưu lược không giống như người thường, hễ có chút gió thổi cỏ lay là sẽ nhanh chóng hoạt động. Cũng chính vì những đức tính tốt như vậy mà nàng thường chiến thắng trong tất cả tình huống, nhưng vì sao hôm nay giám đốc lại có phản ứng như vậy? Anh Triệu, tôi hiểu rõ tâm tình của anh, thương trường có nguy hiểm, đầu tư phải cẩn thận, điều này là tôi hiểu. Nhưng chúng ta cũng có thể đối đầu với nguy hiểm, 100 hay 300 triệu cũng được, anh nghĩ rằng tập đoàn chúng ta không chịu được sao? Tề Chính Hồng đưa mắt nhìn tên đàn ông đối diện, sau đó cười hỏi. 100 hay 300 triệu cũng được, tên đàn ông nghe những lời này mà không khỏi cảm khái. Hắn biết rất rõ người phụ nữ trước mặt không nói khoác với mình, đối với nàng thì 1 hay 300 triệu cũng không có gì khác nhau. Hắn nghĩ đến khoảng thời gian trước đó, công ty đã tìm được rất nhiều tài chính từ nước ngoài giống như có thần thánh trợ giúp, thế là cảm giác bất mãn vì ném tiền qua cửa sổ vào lúc này chợt biến mất không còn bóng dáng. Chút tiền như vậy cũng không làm cho giám đốc Tần cảm thấy có vấn đề, dù sao thì đối với công ty cũng chỉ là giảm bớt chút lợi nhuận trong 1 năm mà thôi. Người đàn ông thầm nghĩ thông suốt những vấn đề này. Sau đó hắn cười ha hả nói. Giám đốc Tần, anh nói đúng, chuyện này tôi thật sự không có ý kiến gì khác. Sau khi tên đàn ông kia bỏ đi thì ánh mắt Tần Hồng Cẩm lại chuyển lên những con số nháy nháy trên màn hình, hai bàn tay khẽ xoắn lại với nhau, trong miệng khẽ lẩm bẩm với một âm thanh mà chỉ có mình nàng nghe được. Chỉ cần có trợ giúp với anh ấy, đừng nói là 300 triệu, dù là trả giá cả công ty thì có vấn đề gì chứ. Nhưng chút tiền ném ra thị trường vào lúc này cũng không phải là quá lớn. Sau khi Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của La Kiến Cường thì cũng không đến phòng làm việc của Bí Thư Tiết Diệu Tiến, sau khi cho Triệu Quốc Lương 2 ngày nghỉ thì đi về phòng làm việc của mình. Nhưng hắn gây náo loạn như vậy làm cho khu văn phòng thị ủy vốn đang bình tĩnh chợt bùng phát những con sóng ngầm. Ủy ban kỷ luật thị ủy phá án đánh người, người đó lại là thư ký của Vương Tử Quân, vì sao lại đánh thư ký của Vương Tử Quân? Rốt cuộc nhân viên phá án muốn làm gì? Rất nhiều nghi vấn được truyền bá rộng rãi trong khu văn phòng thị ủy. Tuy kéo theo đó là những lời nghị luận không đâu vào đâu, thế nhưng nhiều lời nói chọc khoáy không khỏi làm cho La Kiến Cường cảm thấy bực bội. Những tin tức này tất nhiên sẽ không gạt được lỗ tai của đám thường ủy thị ủy, nhưng sau khi nghe được tin tức như vậy thì bọn họ lại chọn phương án trầm mặc. Văn phòng thị ủy bình yên như mặt hồ phẳng lặng, giống như tất cả các sự kiện chưa từng phát sinh. Có câu, có người mừng sẽ có kẻ lo, khi đám người thân cận với Vương Tử Quân cảm thấy vui sướng vì tình huống nghịch chuyển, lúc này trong một gian phòng ở tòa nhà cao hơn 10 tầng của tập đoàn Lam Hà, vẻ mặt Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm thật sự rất khó coi. Anh Đinh, anh làm như vậy không quá đáng lắm sao? Lý Khang Lộ vừa đi lại trong phòng vừa trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Đinh Xuyên trụ ở đầu dây bên kia đã không còn cười lên ha hả như dĩ vãng, hắn trầm mặc một lúc rồi nói. Chủ tịch Lý, anh cũng biết rõ tôi hành động như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bất đắc dĩ sao, anh Đinh, anh cảm thấy một câu bất đắc dĩ có thể giải quyết được vấn đề sao? Anh có biết như vậy sẽ làm cho chúng ta cực kỳ bị động không? Lý Khang Lộ nói đến hai chữ chúng ta thì thật sự nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện cũng là cực kỳ oán hận, thật sự giống như hận không thể đạp cho Đinh Xuyên trụ ngã nhào xuống đất, sau đó tiến lên đấm đá dẫm đạp điên cuồng. Điều này thì tôi biết. Nhưng này Chủ tịch Lý, xin ngài cứ tin tưởng nơi tôi khẳng định có khổ tâm. Chủ tịch Lý, tôi còn có chuyện phải quay về thành phố Sơn Viên, khi nào anh đến thành phố Sơn Viên thì tôi sẽ tiếp đãi với quy cách cao nhất, coi như chịu tội với anh em. Không cần. Lý Khang Lộ tuy không hy vọng đắc tội với Đinh Xuyên Trụ, thế nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư dài dòng với tên khốn lật ỏ ọng như Đinh Xuyên Trụ. Hắn cười lạnh một tiếng chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng tút tút truyền ra. Đối phương đã cúp máy từ lúc nào rồi? Bên kia dám cúp máy trước, con bà nó, một hành động như vậy của Đinh Xuyên Trụ thật sự chọc giận Lý Khang Lộ, tên khốn kia dám cúp máy không khách khí như vậy, điều này không khỏi làm cho cơn giận của Lý Khang Lộ đẩy lên mức cao độ. Sau này tên khốn Đinh Xuyên Trụ nếu còn đến thành phố Đông Bộ, chúng ta phải trực tiếp đẩy loại khốn nạn này ra ngoài. Đúng là con mẹ nó gian thương, gian manh xảo trá. Lý Khang Lộ quăng mạnh điện thoại lên bàn. Sau đó dùng giọng nổi giận đùng đùng nói. Tiết Nhất Phàm nhìn bộ dạng xúc động tâm tình của Lý Khang Lộ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ yêu thương. Khang Lộ, không đáng tức giận với loại người như vậy, sau này không hợp tác với hắn nữa là được.
Chỉ là em đang suy xét rõ ràng sự kiện này, Đinh Xuyên chủ kia là ai? Hắn vì muốn giành một chén canh trong hạng mục xây dựng trung tâm thương mại mà không tiếc liên thủ với Đỗ Gia Hào để ép chết Phương Tử Quân. Bây giờ hắn đột nhiên bỏ chạy, làm cho chúng ta trở tay không kịp, thật sự là thất bại thảm hại, trong sự việc này chẳng lẽ có gì đó khó nói ra. Lý Khang Lộ chợt tỉnh táo trở lại, hắn hít vào vài hơi thật sâu, vung tay ôm Tiết Nhất Phàm vào lòng, sau đó hôn lên môi nàng một cái. Một lát sau hắn mới trầm giọng nói. Anh vừa rồi thật sự có hơi nóng nảy, Nhất Phàm em nói đúng, chúng ta nên suy xét rõ ràng huyền cơ bên trong sự kiện này. Có thể làm cho Đinh Xuyên trụ cam tâm tình nguyện lật ngược thế cờ vốn đã chắc thắng trong tay, như vậy chỉ có hai khả năng, một là Đinh Xuyên trụ đã bị Vương Tử Quân chụp lấy búi tóc trên đầu, mặt khác đã có một đại nhân vật lên tiếng chào hỏi thư ký trưởng Đinh ở trên tỉnh ủy. Có lẽ có người chào hỏi. Tiết Nhất Phàm là người mưa dầm thấm đất trên quan trường, nàng cũng biết được rất nhiều chuyện, nàng trầm ngâm một chút rồi dùng giọng khẳng định nói. Ừ, có lẽ là vậy. Lý Khang Lộ lấy từ trong tủ ra một ly rượu đỏ, rót cho Tiết Nhất Phàm nửa ly và cho mình nửa ly, sau đó lắc lắc ly nói tiếp. Nhưng dù Vương Tử Quân có nhờ nhân vật nào chào hỏi, hắn có thể làm gì được chúng ta chứ? Sau lưng Vương Tử Quân có đại nhân vật, sau lưng bí thư Tiết cũng không phải không có người, trong quan trường cũng không phải anh có hậu trường thì có thể không làm mà được lợi, dù là ai cũng phải hiểu quy tắc ngầm trên quan trường. Tiết Nhất Phàm cười cười, tuy nàng cũng không phải người quá động tình và xinh đẹp, thế nhưng nụ cười của nàng cũng đủ hút hồn vô số đàn ông. Khang Lộ anh nói đúng, Đinh Xuyên trụ rời khỏi thành phố Đông Bộ, Vương Tử Quân còn làm gì được? Dù sao thì hạng mục trung tâm thương mại cũng đã nằm trong tay anh, do anh làm chủ. Hai người nói chuyện và đều nở nụ cười, tuy không phải là nụ cười thắng lợi thế nhưng dù ít dù nhiều cũng có chút đắc ý. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, hai người Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm đang tâm sự đầy hứng thú chợt tỏ ra mất kiên nhẫn. Nhưng Tiết Nhất Phàm vẫn rút bàn tay của Lý Khang Lộ ra khỏi ngực mình, sau đó cố gắng áp chế tâm tình rồi dùng giọng nghiêm túc nói. Vào đi. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ báo cáo với Chủ tịch Lý về tình huống giao dịch cổ phần của tập đoàn chúng ta, nói anh những chuyện gì không cần thiết thì đừng quấy rầy, anh không nghe rõ sao. Khi thấy người đi vào là một vị phó tổng giám đốc của tập đoàn, Tiết Nhất Phàm chợt lạnh mặt nói. Tiết Nhất Phàm là tổng giám đốc tập đoàn, lại là con gái của bí thư Tiết Diệu Tiến, thế cho nên uy tín của nàng ở tập đoàn Lam Hà phải nói là không ai có thể so sánh được, trên căn bản là nói một không hai. Cho dù là vài vị phó tổng giám đốc trong tập đoàn cũng phải nghe theo lời nàng. Giám đốc Tiết, không phải tôi muốn quấy rối chị, mà lúc này cổ phần của tập đoàn chúng ta biến hóa quá lớn, bây giờ đang có người bán tống bán tháo cổ phiếu của chúng ta, chỉ sợ sau một thời gian nữa sẽ kéo giá cổ phiếu của chúng ta xuống một mức giá thấp mới. Phó tổng giám đốc lau mồ hôi trán rồi dùng giọng cực kỳ sốt ruột nói. Lý Khang Lộ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon. Sau khi nghe được những lời như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn chợt đứng khỏi ghế salon rồi nói. Anh nói gì, anh nói lại một lần nữa tôi xem. Chủ tịch Lý, cổ phiếu của tập đoàn chúng ta bây giờ đang bị bán tháo, hơn nữa lại có đu mọi tin tức xấu của tập đoàn được phát tát trên tiuyenfull.vn. Nếu như chúng ta không tiếp tục tăng cường tài chính, như vậy chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi, hậu quả thật sự khó tưởng. Vị phó tổng giám đốc cũng không tiếp tục chú ý dùng từ, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra dự cảm của mình. Đầu tư thêm tài chính, bao nhiêu? Tiết Nhất Phàm trầm ngâm một chút rồi trầm giọng nói. Ít nhất cũng phải là 200 triệu. Vị phó tổng giám đốc thật sự có nghiên cứu ở phương diện này, khi thấy Tiết Nhất Phàm hỏi thì nhanh chóng cho ra đáp án. 200 triệu. Gương mặt Tiết Nhất Phàm chợt trở nên khó coi, cùng lúc này vẻ mặt Lý Khang Lộ cũng tái nhợt. Sau khi Phó Tổng Giám Đốc rời khỏi phòng làm việc của Tiết Nhất Phàm, vừa rồi Tiết Nhất Phàm còn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, bây giờ hầu như đã đến gần biên giới sụp đổ. Text được lấy tại truyện full. Khang Lộ, làm sao bây giờ? Tài chính của tập đoàn đã. Lý Khang Lộ cũng thật sự hoảng hốt, nhưng hắn đứng trước người phụ nữ mình yêu và phải trở thành một ngọn núi, vì thế hắn cố nén giận khẽ nói lời an ủi. Đừng có gấp, không có chuyện gì đâu, chỉ cần chúng ta làm cho tốt, tất cả sẽ khá hơn. Thế này đi, anh giám đốc cho Gia Hào, để cậu ấy tranh thủ kiếm ít tiền. Tiết Nhất Phàm gật đầu nói. Anh nói với anh ta, dù thế nào cũng phải làm tốt vụ này, không thì đợi đến lúc cổ phần đóng băng thì hậu quả là khó tưởng. Anh biết rồi đấy, công ty căn bản không thể nào chống lại kiểm tra. Lý Khang Lộ nghiêm túc lên tiếng đồng ý,
sau đó hắn nhấc điện thoại gọi ra ngoài. Trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, màn hình máy tính cũng đang lóe lên, hắn nhìn những số liệu giao dịch cổ phiếu của tập đoàn đầu tiên trong thành phố Đông Bộ đưa lên niêm yết, trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt. Chủ tịch Vương, chủ tịch Nhâm đến. Lý Cẩm Hồ vừa nói vừa giúp Vương Tử Quân mở cửa. Chủ tịch Nhâm, hôm nay ngài lại đột nhiên tập kích, sau này có gì dặn dò thì ngài cứ nói một tiếng, để tôi đến phòng làm việc của anh báo cáo. Hơn nữa tôi cũng đảm bảo chỉ cần có được lời triệu kiến của ngài thì sẽ chạy đi ngay. Lúc này trạng thái tinh thần của Nhâm Sương Bình là rất tốt, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Vương ơi là chủ tịch Vương, mỗi lần tôi đến đây đều bị anh tâng bốc quá đầu, thời gian dài thì sẽ giống như đầu bếp, đầu dài hẳn ra, ha ha. Nhâm Sương Bình cũng không chờ Vương Tử Quân nhường chỗ, hắn ngồi xuống ghế salon. Lý Cẩm Hồ nhanh chóng dâng trà nước cho hai vị lãnh đạo, sau đó rời khỏi phòng. Chủ tịch Vương, tôi cũng đã nghe nói về chuyện của Ủy ban Kỷ luật, đối với chuyện này thì ngoài phẫn nộ, tôi cũng rất đau lòng. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho La Kiến Cường, yêu cầu anh ta phải có lời giải thích cho văn phòng khối chính quyền thành phố, phải thẩm tra đồng chí của mình xem rốt cuộc họ muốn làm gì. Người thẩm vấn kia thật sự không thể chấp nhận được. Nhâm Sương Bình uống một ngụm trà rồi dùng giọng cực kỳ căm phẫn nói với Vương Tử Quân. Nhâm Sương Bình tỏ thái độ làm cho Vương Tử Quân liên tục cười lạnh. Tuy hắn nhập gánh công tác với Nhâm Sương Bình chưa quá lâu, thế nhưng hắn biết chủ tịch Nhâm là hạng người gì. Bây giờ đối phương đang bộc lộ ý tốt, như vậy sau đó tuyệt đối sẽ có suy nghĩ mà không ai đoán ra được. Vương Tử Quân dù nhìn rõ tâm của Nhâm Sương Bình nhưng cũng không chọc ra, hắn chỉ cười cười nói. Đối với chuyện này thì tôi còn phải tự kiểm điểm, tôi đã chạy đến náo loạn ở chỗ của Bí Thư La, bây giờ nghĩ lại cảm thấy tâm tình xúc động thì còn có thể hiểu được, thế nhưng phương thức xúc động như thế cũng không hay. Tự phê bình, Nhâm Sương Bình thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ anh cũng có tâm tư này sao? Cũng không biết anh hào sảng chạy đến gây náo loạn thì phát sinh những sự kiện long trời lở đất thế nào, sự việc đến tình trạng này mà anh còn ở đây nói lời phê bình giả mù sa mưa. Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân. Anh thật sự không phải là một phó chủ tịch thường vụ, phải là một diễn viên hạng nhất mới đúng. Không, không phải, nếu nhìn vào những gì anh đã diễn trò, chỉ sợ phải là vua điện ảnh. Nhâm Sương Bình thầm nghĩ như vậy nhưng lại nghiêm trang nói. Ôi, điều này cũng khó tránh khỏi, đèn không khơi không sáng, nếu quá chú tâm sẽ không thể nào phân biệt rõ, chẳng lẽ là Kiến Cường không xem xét lại thuộc hạ của mình. Chủ tịch Vương làm như vậy cũng không phải hướng vào bản thân của Bí Thư La Kiến Cường. Đó là vì công tác, là vì những hành vi không đúng. Nhưng dù sao thì nói đi cũng nói lại, Triệu Quốc Lương có thể nói là rất may mắn khi có một vị lãnh đạo bao che cho cấp dưới như vậy, vào thời điểm mấu chốt có thể đứng ra che gió che mưa, không để cho cấp dưới chịu chút uất ức. Tình huống như vậy diễn ra, không phải sau này Triệu Quốc Lương sẽ luôn trung thành tận tâm cống hiến hết sức lực cho Chủ tịch Vương sao? Chủ tịch Nhâm, anh nói như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Còn về phía Bí Thư La Kiến Cường, dù thế nào thì tôi cũng là người đường đường chính chính. Còn chuyện của Triệu Quốc Lương, tôi tin chắc một điều đó là anh ấy có thể chống lại khảo nghiệm. Vương Tử Quân đã suy đoán được mục đích của Nhâm Sương Bình khi đến đây lần này, nhưng hắn chỉ mở miệng nói vài vấn đề tào lao với đối phương, căn bản không chịu đi vào chính đề. Nhâm Sương Bình và Vương Tử Quân tiếp tục nói hai câu về La Kiến Cường, sau đó rút ra một phần văn kiện trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, anh xem cái này đi đã. Vương Tử Quân lấy văn kiện ra xem và vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, cũng có thêm chút vui sướng bùng phát trong lòng. Văn kiện này cũng không phải là của đơn vị nào khác, nó là một lá đơn tố cáo, nội dung tờ đơn tố cáo Tổng Giám đốc Tập đoàn Lam Hà là Tiết Nhất Phàm và Phó Chủ tịch Chủ quản lý Khang Lộ tham ô công khoản. Nhìn vào tờ đơn thì biết kẻ tố cáo có địa vị không thấp trong Tập đoàn Lam Hà, không những biết rõ số tiền tham ô, thậm chí còn biết cả số tiền kia dùng để làm gì. Xem ra Nhâm Sương Bình đã bỏ ra không ít sức lực vì vụ này, có lẽ tờ đơn này cũng là do Nhâm Sương Bình nhào nặn ra. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn cũng không mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn Nhâm Sương Bình. Đối với chuyện này tôi cảm thấy cực kỳ đau lòng, không ngờ tôi làm chủ tịch thành phố mà tập đoàn Lam Hà dưới tay lại phát sinh sự kiện như vậy, sợ rằng tôi cũng khó tránh khỏi trách nhiệm của mình. Chuyện bây giờ đã xảy ra, nếu muốn ngăn cản nó tiếp tục lan tràn. Đồng thời cũng dự phòng các tình huống xấu, tôi cảm thấy chúng ta nên lựa chọn ra một vài biện pháp. Nhâm Sương Bình nói rất khẽ nhưng ánh mắt lại luôn đặt lên người Vương Tử Quân. À, căn cứ vào thái độ phụ trách của thượng cấp với đồng chí bên dưới, thật sự không nên nuông chiều nhân nhượng, không thể làm như không thấy.
Vương Tử Quân hiểu thái độ của Nhâm Xương Bình, hắn dùng giọng phụ họa nói. Vẻ mặt Nhâm Xương Bình vốn rất ngưng trọng, lúc này chợt lộ ra nụ cười khó thể phát hiện ra được. Tôi biết Chủ tịch Tử Quân là một người có thể chống lại khảo nghiệm, có sự giúp đỡ của Chủ tịch Tử Quân, tôi tin tương lai của thành phố Đông Bộ sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhâm Xương Bình nói ra những lời không đầu không đuôi nhưng ý nghĩa của nó là thế nào thì hai người lại thầm hiểu rõ ràng. Ngày mai hay tương lai sẽ đẹp hơn, Vương Tử Quân nâng ly trà lên khẽ lắc lư qua lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không ai ra tay thì tất cả cực kỳ bình tĩnh, nhưng một khi đã ra tay thì lại giống như gió bão sấm sét. Dưới tình huống mà các cán bộ bình thường căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, Phó Chủ tịch Lý Khang Lộ trước nay luôn cực kỳ uy phong và con gái của Bí thư Thị ủy Nguyên là Tổng Giám đốc Tập đoàn Lam Hà Tiết Nhất Phàm đã bị nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy khống chế. Dù không tuyên bố lý do với bên ngoài, hơn nữa tin tức này được phong tỏa rất chặt, nhưng lúc này toàn bộ thị ủy đã thông qua nhiều nguồn tin để biết rõ vấn đề. Một đám người trước đó xuân phong đắc ý chợt hỗn loạn, mà một đám người trước kia thất thế lại đang xoa tay chờ cơ hội đến. Vua nào chiều nấy, xảy ra chuyện lớn như vậy thì rất nhiều người sinh ra cảm giác nhà tan cửa nát, nếu một khi tòa nhà lớn đổ xuống, tất nhiên sẽ có người muốn leo lên, hơn nữa số người ngóng trông cơ hội như vậy là rất đông. Hai ngày qua phòng làm việc của Vương Tử Quân trở nên cực kỳ náo nhiệt, tuy rất nhiều người cũng không biết sự kiện này liên lụy rộng như thế nào, thế nhưng có một vấn đề đã quá rõ ràng, vị phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân vừa đến nhận chức ở thành phố Đông Bộ hơn 2 tháng rõ ràng không thể nào liên quan đến sự việc đang diễn ra. Vương Tử Quân là một phó chủ tịch thường vụ, tất nhiên sẽ là một bến cảng an toàn cho không ít cán bộ, rất nhiều người đang cố gắng tìm một ngôi nhà an toàn trong thời điểm nhà tan cửa nát như bây giờ. Chủ tịch Vương, trưởng phòng lao động thương binh xã hội lại đến. Triệu Quốc Lương lúc này đã khôi phục lại bộ dạng thường ngày, hắn nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó khẽ lên tiếng báo cáo với lãnh đạo. Hai ngày qua thành phố Đông Bộ rơi vào tình huống gió mây xoay vần, thế là vị trưởng phòng lao động thương binh xã hội là đơn vị nằm dưới tay của Vương Tử Quân đã liên tục đến báo cáo công tác. Nhưng phần lớn là Vương Tử Quân để cho Lý Cẩm Hồ tiếp đãi, có vấn đề gì liên quan đều cho Lý Cẩm Hồ ra mặt xử lý. Đối với những vấn đề này, rất nhiều người nhìn bằng mắt nhưng lại nghĩ trong lòng, mà vị trưởng phòng lao động thương binh xã hội càng hiểu ý của Vương Tử Quân. Nhưng hắn thật sự phát huy tư tưởng, có công mài sắt có ngày nên kim, cho dù mỗi lần đến đều có kết quả như nhau, nhiều lần bị nhục, thế nhưng vẫn kiên trì đến báo cáo đúng giờ vào mỗi ngày. Hôm nay anh ta có chuyện gì? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Nghe nói muốn báo cáo với anh về những tình huống của lao động ở bên ngoài. Triệu Quốc Lương nói rồi đặt một phần văn kiện xuống trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn văn kiện rồi thản nhiên nói. Dựa theo quy củ, để cho anh ta bàn bạc với thư ký trưởng Lý, hai bên cùng nhau nghiên cứu. Sự kiện Tiết Nhất Phàm có liên quan đến rất nhiều người, lúc này cả thành phố Đông Bộ rơi vào tình huống sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc. Rất nhiều người vì có liên quan đến sự việc mà thật sự cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, thời gian trôi qua vô cùng khổ sở. Vương Tử Quân vừa dùng cơm xem TV, lần này Chủ tịch Nhâm Xương Bình xuất hiện liên tục trên truyền hình của thành phố Đông Bộ. Lúc này Chủ tịch Nhâm đang ngồi tiếp nhận phỏng vấn, đang nói về hướng đi trong tương lai của thành phố Đông Bộ. Trước kia chương trình thời sự của thành phố Đông Bộ thường truyền bá tin tức Bí thư Tiết Diệu Tiến đi đâu làm gì, bây giờ lại giống như lơ đãng đẩy Nhâm Xương Bình lên phía trước, xem ra Chủ tịch Nhâm cũng không phải nhanh chân như bình thường. Vương Tử Quân thật sự rất cảm khái. Hắn vừa mới ăn vào vài miếng cơm thì hình ảnh mình và nhóm Lý Cẩm Hồ xuống khảo sát huyện Đằng Nhạc. Theo Vương Tử Quân được biết thì ngày hôm nay phải có 7-8 sự kiện khác quan trọng hơn hành trình của mình rất nhiều, thế nhưng 7-8 hạng mục công tác kia lại không được đưa lên thời sự. Chính mình chỉ đi xuống huyện kiểm tra vài vấn đề lại được phát sóng sau Nhâm Xương Bình, chỉ cần nhìn vào thì biết rõ ẩn ý của nó là gì. Sau khi hết chương trình thời sự thì Vương Tử Quân đặt bát cơm xuống, dù Mạc Tiểu Bắc cũng không thường xuyên về nhà. Thế nhưng chỉ cần có thời gian là Vương Tử Quân sẽ tình nguyện về nhà làm cơm ăn, cũng không muốn tiếp nhận những bữa tiệc cứ tiếp diễn không ngừng kia. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, hắn cầm lấy điện thoại, bấm nút nghe rồi tươi cười nói. Trưởng phòng Quách, đã lâu rồi anh không gọi điện thoại đến, có phải là tổ chức đã quên tôi rồi không? Quách Tiên Vi ở đầu dây bên kia cười ha hả nói. Cậu Vương! Cậu cũng không phải là thuộc hạ của tôi, biết rõ vì sao tôi không gọi điện thoại cho cậu không?
đó chính là mỗi lần cậu nói mình là thuộc hạ thì tôi cảm thấy rất sợ hãi. Cậu là cán bộ tương lai vô hạn, không biết khi nào sẽ là thượng cấp của tôi, đến lúc đó tôi sợ mình chịu không nổi, chỉ sợ lại bị cậu ép cho tắc thở. Quách Tiên Vi cũng không quá khách khí với Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng dùng lời lẽ trêu chọc nói. Biện pháp tốt nhất để giảm bớt cảm giác xa lạ chính là nói vài câu vui đùa, hai người có thể nói chuyện vui vẻ thì cảm giác lạ lẫm sẽ nhanh chóng biến mất. Sau khi nói vài câu tùy ý thì Quách Tiên Vi cười ha hả nói. Chủ tịch Tử Quân, thành phố Đông Bộ các anh thật sự là thay đổi không ngờ, đây đối với cậu chính là một cơ hội rất tốt, cậu cũng nên nắm chắc lấy nó là vừa. Quách Tiên Vi nói lời rất ẩn giấu, Vương Tử Quân thầm phân tích những lời pha trò của đối phương, lại nói. Anh Quách, điều này tôi hiểu, nhưng tôi đây nói nhỏ, lời nhẹ, lại là núi cao xa hoàng đế, nếu chỉ là mình tôi ở đây bắc loa tay lên kêu gào cũng không ra trò trống gì, vào thời điểm mấu chốt còn cần anh Quách giúp đỡ nhiều hơn. Chỉ cần ngài lên tiếng, dù tôi có đổ mồ hôi thế nào cũng sẽ cố gắng mà thôi. Tuy Quách Tiên Vi hiểu đó là những lời khách khí của Vương Tử Quân với mình, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui. Hắn cũng là người trong quan trường, cũng thích nghe những lời tốt đẹp và vui vẻ như vậy. Nhưng hắn cũng biết Vương Tử Quân không phải là người thường, vì người kia chỉ cần ra tay thì có nhiều kẻ phải chạy vội đi, hơn nữa cấp bậc cũng không thể theo kịp, vì thế mà lời nói của hắn càng thêm thân mật. Tử Quân, nói cho cậu biết một tin tức, có lãnh đạo trong tỉnh Khong vừa ý với cục diện ở thành phố Đông Bộ, hai ngày nữa sẽ có một tổ công tác đến thành phố Đông Bộ để hỗ trợ điều tra. Quách Tiên Vi lúc này hạ thấp giọng nói. Đã xác định tổ trưởng tổ công tác chưa? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi hỏi Quách Tiên Vi. Đã được xác định, là trưởng phòng đồng. Là trưởng phòng đồng Quốc Khánh. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, những ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu. Trước kia Đồng Quốc Khánh là chủ tịch thành phố Đông Bộ, vì lý niệm chính trị khác biệt một trời một vực với bí thư Tiết Diệu Tiến thế nên mối quan hệ rất căng cứng. Chính vì thế mà tỉnh ủy mới quyết định điều Đồng Quốc Khánh từ Đông Bộ đến Sơn Viên. Bây giờ hắn quay về thành phố Đông Bộ, lúc này cục diện ở thành phố Đông Bộ cực kỳ hỗn loạn, chỉ sợ sẽ có nhiều chuyện xấu xảy ra. Trong quan trường có rất nhiều chuyện xấu, hơn nữa tất cả đều có thể bùng phát. Quách Tiên Vi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao thì hắn biết trước tin tức Đồng Quốc Khánh sắp đến cũng có thời gian một ngày để chuẩn bị tốt thế cục. Khi Vương Tử Quân đang gọi điện thoại với Quách Tiên Vi, trong một khách sạn ở thành phố Sơn Viên, có hai người đang ngồi uống rượu với nhau. Nếu chỉ nhìn vào vẻ mặt hai người, chắc chắn sẽ thấy rõ bọn họ cực kỳ xúc cảm. Lão lãnh đạo, tôi mời ngài một ly. Thường ủy thị ủy kiêm chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố Đông Bộ là Phùng Chí Trường nâng ly rượu lên cung kính nói với Đồng Quốc Khánh đang ngồi trên vị trí chủ vị. Tuy chỉ có hai người nhưng vị trí lại không rối loạn, Đồng Quốc Khánh đối diện với lời mời rượu của Phùng Chí Trường thì khẽ cười nói. Chí Trường, tôi nói với anh nhé. Cũng không cần gọi là lão lãnh đạo, hai người chúng ta cũng không nên có nghi thức xã giao như vậy. Đồng Quốc Khánh công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, gần đây luôn là cán bộ lãnh đạo mặt lạnh, nhưng bây giờ lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất ấm áp. Tôi nhất định ghi khắc trong lòng lời dạy của Chủ tịch Đại Nhân. Phùng Chí Trường nói rồi nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này Đồng Quốc Khánh cũng rất hào hứng, sau khi Phùng Chí Trường uống cạn ly thì hắn cũng nhanh chóng uống sạch sẽ. Trưởng phòng Đồng, biết rõ ngài đến thành phố Đông Bộ công tác, đám người chúng tôi thật sự an tâm nhiều hơn. Ngài không biết đấy thôi, bây giờ cả thành phố đều hỗn loạn, tuy không thể nói là rắn mất đầu nhưng ít nhất cũng không an tâm công tác, mục tiêu cuối năm cũng co cụm, khó thể nào thúc đẩy được. Phùng Chí Trường cũng hiểu vì sao lú này lãnh đạo lại hẹn gặp mặt mình, thế cho nên hắn cũng không che giấu, nhanh chóng báo cáo cho Đồng Quốc Khánh về tình huống của trưởng phòng Đông Bộ vào lúc này. Đồng Quốc Khánh lẳng lặng lắng nghe, chốc chốc còn đề xuất một vài nghi vấn với Phùng Chí Trường. Hắn là người từng làm chủ tịch thành phố Đông Bộ vài năm, dù ra đi được vài năm nhưng lúc này Phùng Chí Trường nói ra tình huống, hắn vẫn có thể liên hệ với những gì mình được biết vào dĩ vãng. Nhâm Sương Bình lúc này rất sinh động sao? Đồng Quốc Khánh cầm chai rượu rót vào ly cho Phùng Chí Trường rồi khẽ hỏi. Đúng vậy, những ngày qua đồng chí chủ tịch Nhâm rất bận rộn, hơn nữa rất nhiều chuyện đều đưa ra ý kiến của mình. Lão lãnh đạo, đây chính là một điều chưa từng thấy ở chủ tịch Nhâm trong 5-6 năm qua, có lẽ cùng là thời kỳ đắc ý nhất của anh ta. Còn có người nói lời giễu cợt, rằng chủ tịch Nhâm công tác 5-6 năm qua thật sự khó thể nào so với hai ngày vừa rồi.
Phùng Chí Trường nói lời mỉa mai cho thấy hắn căn bản không thèm quan tâm đến vị chủ tịch Nhâm Xương Bình kia. Nhưng Đồng Quốc Khánh cũng không vì vậy mà cho ra bất kỳ bình luận gì về Nhâm Xương Bình. Hắn khẽ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi mới nói. Bí thư Tiết thì thế nào? Những ngày qua bí thư Tiết cực kỳ an phận. Phùng Chí Trường trầm ngâm một lúc rồi nói, lại tiếp tục lên tiếng. Có rất nhiều tin đồn trong sự kiện này, đó là bí thư Tiết và Lý Khang Lộ với Tiết Nhất Phàm đã tham ô không ít tài sản của tập đoàn Lam Hà. Tất nhiên tôi kiên quyết không tin vào tin đồn này, tuy những năm qua anh ta chèn ép tôi rất mạnh, thế nhưng tôi vẫn không tin anh ấy tham ô số tiền kia. Bia đầu anh ấy có chút sai lầm ở sự kiện này, nhưng nếu nói là tham ô thì tôi không tin. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu nhìn Phùng Chí Trường, mà Phùng Chí Trường cũng nhìn về phía hắn. Đồng Quốc Khánh thấy ánh mắt thành khẩn của Phùng Chí Trường thì gật đầu nói. Tôi cũng thật sự không tin câu nói kia, tuy anh Thiết là người có tác phong bá đạo, thế nhưng lại không bao giờ phạm vào sai lầm nguyên tắc như vậy. Khi Đồng Quốc Khánh lên tiếng bình luận thì hai người đều trầm mặc, Phùng Chí Trường cảm nhận được bầu không khí trầm lắng, thế là trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Lão lãnh đạo, nếu ngài muốn thuận lợi triển khai mở rộng công tác ở thành phố Đông Bộ, có một người không thể coi thường. Anh nói đến bí thư Phạm Bằng Phi sao? Đồng Quốc Khánh ngẩng đầu dùng giọng kiên định nói. Không phải là Phạm Bằng Phi, chính là Vương Tử Quân. Phùng Chí Trường gắp một miếng thức ăn rồi nói. Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân thật sự là một người không đơn giản. Tuy anh ta đến thành phố Đông Bộ chưa lâu nhưng đã nhanh chóng đứng vững gót chân ở khối chính quyền và cả phía thị ủy. Anh ấy đã vài lần lật ngược cổ tay Nhâm Xương Bình trên hội nghị ban ngành khối chính quyền, bây giờ uy tín rất mạnh mẽ. Lúc này anh ấy lại là người vừa mới đến, không liên quan đến tập đoàn Lam Hà, thế nên lực ảnh hưởng sẽ vượt qua cả Phạm Bằng Phi. Lão lãnh đạo, chỉ cần ngài kéo được người này, hiệu quả sẽ tuyệt đối rõ ràng. Ít nhất ngài cũng không cần quan tâm đến khối chính quyền thành phố, anh ta thật sự đáng tín nhiệm hơn Nhâm Xương Bình rất nhiều. Vương Tử Quân. Đồng Quốc Khánh không ngờ người Phùng Chí Trường nhắc đến lại là Vương Tử Quân. Hắn thật sự không xa lạ gì Vương Tử Quân. Dù người này ở trong khu văn phòng thị ủy hay xuống thành phố Đông Bộ nhận chức thì đều để lại cho Đồng Quốc Khánh ấn tượng rất sâu. Một cán bộ trẻ tuổi như vậy mà có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại, tất nhiên sẽ có yếu tố bên ngoài, thế nhưng bản thân cũng không phải là một kẻ kém cỏi. Hơn nữa đối phương có thể đứng vững bàn chân trong hang hổ được Tiết Diệu Tiến kinh doanh nhiều năm trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng có tài năng. Đứng vững bàn chân ở thành phố Đông Bộ, Đồng Quốc Khánh nhớ năm xưa mình là chủ tịch thành phố. Dù là người đứng đầu khối chính quyền thành phố thì mỗi lần chiến đấu đều bị Tiết Diệu Tiến ép cho không kịp thở. Khi đó Phùng Chí Trường là phó chủ tịch thường vụ, bây giờ bị ép làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc, tất nhiên sẽ không cần phải nói. Xem ra mình nên làm tốt quan hệ với vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia. Trong lòng Đồng Quốc Khánh bùng lên cảm khái, hắn nâng ly rượu lên mời Phùng Chí Trường, hai người nhanh chóng uống cạn. Tổ công tác của tỉnh ủy sắp đến, tin tức này truyền đi rất nhanh. Ngày hôm sau Vương Tử Quân đi làm đã có không ít người nghe được tin tức này. Người thứ nhất chạy đến phòng làm việc của hắn nói về tin tức này chính là Phó Chủ tịch Trương Thông. Sau khi Đinh Xuyên Trụ rời khỏi thành phố Đông Bộ thì Trương Thông giống như hiểu ra vấn đề, không những liên tục đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, lại hạ thấp tư thái và cực kỳ ẩn nhẫn khi đối diện với Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân luôn khách khí với Chủ tịch Trương, thế nhưng Trương Thông luôn chủ động xác định mình ở bên dưới Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương. Xem ra trong tỉnh có ý kiến với công tác của bí thư Tiết, nếu không sẽ không đồng ý cho lão chủ tịch năm xưa là trưởng phòng Đồng Quốc Khánh dẫn đội quay về. Trương Thông đặt ly trong tay xuống, sau đó cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Chương 467, thay đổi bất ngờ. Vương Tử Quân hiểu rất rõ Trương Thông vì sao lại nói ra những lời bình luận không chút kiêng kỵ về bí thư Tiết Diệu Tiến ngay trước mặt mình như vậy. Đơn giản là Trương Thông muốn một cảm giác thành thật với nhau giữa hai bên. Nhìn theo phương diện nào đó thì đây là một chuyện đáng mừng, dù là thế nào thì ít nhất cũng có thể kéo Trương Thông về phía hàng ngũ của mình. Nhưng trong quan trường có quá nhiều người như vậy, đối với những kẻ hai mặt thì anh có thể kết giao nhưng đừng bao giờ thổ lộ tình cảm. Thế cho nên Vương Tử Quân chỉ khẽ cười lấy lòng Trương Thông, căn bản không phát biểu ý kiến gì khác. Trương Thông thật sự giống như không được thấy tình huống Vương Tử Quân từ chối không cho ra ý kiến, hắn vẫn nói về sự kiện liên quan đến Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến. Năm xưa khi Chủ tịch Đồng và Bí thư Tiết tranh chấp cực mạnh thì Nhâm Xương Bình là Phó Bí thư nắm công tác tuyên truyền. Khi đó tôi luôn cảm thấy Bí thư Nhâm Xương Bình đi gần với Chủ tịch Đồng,
đến khi anh ấy được bí thư Tiết tiến cử làm lãnh đạo khối chính quyền thành phố tay cho chủ tịch Đồng, tôi mới chợt bừng tỉnh, thật sự là tôi quá ngây thơ. Công tác là như vậy, ai cũng có lựa chọn của mình. Vương Tử Quân cười cười xem như đáp lại những lời của Trương Thông. Lúc này Trương Thông thấy Vương Tử Quân mở miệng thì chợt hào hứng, thế là bỏ ra rất nhiều thời gian để nói về ân oán giữa Đồng Quốc Khánh và Tiết Diệu Tiến. Trương Thông công tác thật sự không quá tốt, thế nhưng lại ghi nhớ rất kỹ những câu chuyện năm xưa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Quốc Lương đi vào. Trương Thông thấy Triệu Quốc Lương đi đến thì khẽ vẫy tay ân cần hỏi han. Tiểu Triệu, đến cho tôi xem vết thương của cậu thế nào rồi. Tôi nghe nói tên nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật đã bị cách chức điều tra, nếu như La Kiến Cường làm qua loa cho xong, như vậy khối chính quyền thành phố chúng ta sẽ kiên quyết không đồng ý, cần phải xử lý thật sự nghiêm khắc mới được. Cảm ơn Chủ tịch Trương đã quan tâm, cũng không có gì đáng ngại cả. Triệu Quốc Lương thật sự hiểu rất rõ vấn đề, hắn biết rõ Trương Thông đang cố gắng tạo tư thái với mình như vậy chính là ông say không phải vì rượu. Hắn có bị uất ức hay không thì Trương Thông căn bản chẳng quan tâm, đối phương chỉ muốn bày tỏ ra tư thái phù hợp trước mặt Chủ tịch Vương Tử Quân mà thôi. Vậy thì tốt rồi, vậy thì quá tốt rồi, đúng là cán bộ thanh niên, sức khỏe dồi dào. Nhưng cậu cũng nên chú ý một chút, tôi thấy hay là thế này, bác sĩ Hà của bệnh viện thành phố chính là bạn của tôi sẽ chào hỏi anh ấy, cậu trực tiếp đến gặp anh ấy là được, nên kiểm tra kỹ một chút, nếu không đến độ tuổi như tôi mà có di chứng thì thật sự rất phiền. Trương Thông vung tay lên dùng giọng của người từng trải nói với Triệu Quốc Lương. Trương Thông dù sao cũng là phó chủ tịch thành phố, Triệu Quốc Lương ất nhiên cũng không từ chối ý tốt của đối phương. Vì thế hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, chờ ý kiến của Chủ tịch Vương. Quốc Lương, nếu Chủ tịch Trương đã quan tâm như vậy, cậu còn chưa mau cảm ơn Chủ tịch Trương. Cậu cũng đừng khách khí với chuyện kiểm tra sức khỏe, mỗi năm bệnh viện của bọn họ tiếp đón biết bao nhiêu lượt bệnh nhân, cũng không phải chỉ có một mình cậu. Cảm tạ Chủ tịch Trương. Triệu Quốc Lương vội vàng nói lời cảm tạ với Trương Thông. Ôi, có gì đâu mà cảm với trả tạ, cậu là người phục vụ trực tiếp cho Chủ tịch Vương, trực tiếp có liên quan đến chất lượng công tác của Chủ tịch, thế cho nên cậu có khỏe hay không chính là một chuyện cực kỳ quan trọng của khối chính quyền thành phố Đông Bộ chúng ta. Ha ha, Trương Thông thật sự là suy nghĩ rất nhanh, hắn trực tiếp liên hệ cái mũi bị thương của Triệu Quốc Lương với Đại cục Phát triển của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt túng quẫn không biết nói sao của Triệu Quốc Lương, thế là hắn cảm thấy Triệu Quốc Lương cần phải có thêm kinh nghiệm với những lời như vậy, hắn tranh thủ thời gian nói. Quốc Lương, có chuyện gì sao? Chủ tịch Vương, vừa rồi văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói rằng ngày hôm nay tổ công tác của tỉnh ủy sẽ đến thành phố Đông Bộ chúng ta, xin ngài 10 giờ rưỡi đến phòng họp thị ủy để hoan nghênh tổ công tác. Đến rất nhanh. Vương Tử Quân thầm có chút cảm khái, sau đó hắn nới với Triệu Quốc Lương. Tôi biết rồi. Khi Triệu Quốc Lương chuẩn bị rời đi thì Lý Cẩm Hồ lại gõ cửa đi vào. Sau khi chào hỏi Vương Tử Quân và Trương Thông thì hắn nhanh chóng lên tiếng báo cáo. Hai vị chủ tịch, vừa rồi thư ký trưởng Đào đã truyền đạt chỉ thị của Chủ tịch Nhâm, nói là mời các vị lãnh đạo 10 phút sau đến tập hợp ở dưới khu văn phòng khối chính quyền thành phố, chuẩn bị đến đường cao tốc nghênh đón tổ công tác của lãnh đạo tỉnh ủy. Mới đó đã có hai chỉ thị. Hơn nữa nội dung của hai chỉ thị này lại khác biệt với nhau như thế. Sau khi nghe xong hai chỉ thị như vậy thì Vương Tử Quân khẽ cười nhạt một tiếng, Trương Thông đứng bên cạnh lại dùng ánh mắt cực kỳ có ẩn ý nhìn Vương Tử Quân. Ý kiến của bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố không trùng khớp với nhau, điều này thường xuyên xuất hiện ở các thành phố khác, thế nhưng trong thành phố Đông Bộ, đây là tình huống lần đầu tiên xuất hiện sau khi Nhâm Sương Bình đến nhận công tác. Nhâm Sương Bình không thể không biết thông báo của văn phòng thị ủy. Mà hắn dẫn theo thành viên ban ngành khối chính quyền đi đón lãnh đạo lại càng nói rõ vấn đề. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của Trương Thông, hắn cười nhạt một tiếng nói. Chủ tịch Trương, có lẽ vị thư ký trưởng kia đang đi tìm anh đấy. Trương Thông cười hì hì, đang định lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là phó thư ký trưởng hỗ trợ công tác của Trương Thông là Địch Cù Bân cười ha hả đi vào. Hắn vừa chào hỏi Vương Tử Quân và Trương Thông vừa nói. Chủ tịch Trương. Vừa rồi thư ký trưởng Đào cho ra thông báo, yêu cầu 10 phút sau tất cả các vị chủ tịch phải tập hợp bên dưới khu văn phòng khối chính quyền thành phố, nhanh chóng đến đường cao tốc nghênh đón lãnh đạo tỉnh ủy. Ha ha ha, chủ tịch Vương thật sự là dự đoán như thần, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, anh vừa nói còn chưa dứt lời thì thư ký trưởng Cù Bân đã đến rồi. Trương Thông đợi Địch Cù Bân nói xong thì cười ha hả nói.
Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến lời nịnh hót của Trương Thông, hắn khẽ cười nói. Cũng không phải là tôi nói chuẩn, mà thư ký trưởng Địch phối hợp rất tốt. Địch Cù Bân ở bên cạnh thật sự cảm thấy khó hiểu, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ khẽ cười cười rồi nhìn sang Lý Cẩm Hồ ở bên cạnh. Hai bên đều có chỉ thị, Chủ tịch Trương, anh xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Tử Quân suy tư một lát rồi cười ha hả hỏi Trương Thông ở bên cạnh. Trương Thông cũng căn bản không cần suy xét mà cười nói. Chủ tịch Vương, tôi đi theo ngài, anh đi đâu tôi đi đó. Trương Thông tuy nói lời có vẻ trêu chọc thế nhưng lại có ý nghĩa rất rõ ràng, đó chính là khi đứng thành hàng thì tôi và anh sẽ nhất trí quan điểm với nhau. Vậy thì chúng ta cùng đi xuống, đều nghênh đón tổ công tác, hai người chúng ta cùng tuân thủ hai bên là được. Vương Tử Quân nói rồi đi ra ngoài phòng làm việc của mình. Khi hắn ra khỏi phòng thì vừa nhìn thấy Phó Chủ tịch Lưu Nham Phú và Tôn Quốc Lĩnh đi đến. Phương hướng của bọn họ chính là phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trương Thông thấy hai người kia đi đến thì trong mắt chợt lóe lên một luồng sáng, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng biến mất. Đồng thời tận sâu trong lòng hắn cũng bội phục lựa chọn của mình, lúc này đi đến gần Vương Tử Quân căn bản là một quyết định không sai. Chào Chủ tịch Lưu, Chủ tịch Tôn. Vương Tử Quân cười cùng chào hỏi hai vị Chủ tịch Tôn Lưu, sau đó nhanh chóng đi về phía cầu thang. Khi đoàn người Vương Tử Quân đi xuống khoảng sân bên dưới thì Nhâm Sương Bình đã chờ sẵn. Lúc này cảm giác đầu tiên Nhâm Sương Bình đem đến cho Vương Tử Quân chính là rất hăng hái, mái tóc bóng mượt, căn bản không chút rối loạn. Khi nhóm Vương Tử Quân thấy Nhâm Sương Bình, lúc này Nhâm Sương Bình cũng thấy đoàn người Vương Tử Quân. Khi thấy ba người Lưu Nham Phú, Tôn Quốc Lĩnh và Trương Thông cùng sóng vai cười nói bên cạnh Vương Tử Quân đi xuống lầu thì khóe mắt hắn chợt lóe lên hào quang. Nhưng chút biến đổi được Nhâm Sương Bình che giấu rất tốt, trên mặt hắn nhanh chóng lộ ra vẻ tươi cười hớn hở. Chủ tịch Quốc Lĩnh, tôi đang đợi các anh, lúc này lão chủ tịch đến thành phố Đông Bộ chúng ta kiểm tra chỉ đạo công tác, chúng ta là bộ hạ cũ cũng không thể chậm trễ được. Tôn Quốc Lĩnh là một vị phó chủ tịch có lý lịch cực kỳ sâu trong đám phó chủ tịch thành phố Đông Bộ, đã từng trải qua hai thời đại của Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình, bây giờ nghe Nhâm Sương Bình nói như vậy thì chỉ nở nụ cười thản nhiên. Năm xưa khi Đồng Quốc Khánh làm chủ tịch thành phố Đông Bộ thì thái độ của chủ tịch Nhâm rất lãnh đạm. Nhưng Tôn Quốc Lĩnh sẽ không nói ra những điều như vậy, hắn khẽ cười cười với Nhâm Sương Bình rồi nói. Chủ tịch Nhâm, bây giờ chưa đến thời điểm xuất phát thì phải. Đi sớm một chút cũng không có vấn đề gì. Nhâm Sương Bình khẽ khoát tay chặn lại, sau đó nói tiếp. Chúng ta chờ lãnh đạo một chút là không có vấn đề, nếu để lãnh đạo phải chờ thì rõ ràng là thất lễ. Chiếc xe 30 chỗ của khối chính quyền thành phố Đông Bộ đã được nổ máy chờ sẵn. Khi Nhâm Sương Bình cất bước đi về phía chiếc xe, nhóm Vương Tử Quân cũng đi theo Nhâm Sương Bình lên xe. Tuy bên ngoài vẫn khá lạnh thế nhưng bên trong xe mở điều hòa rất ấm áp, làm người ta sinh ra cảm giác ấm áp như mùa xuân. Chủ tịch Tử Quân, trong đám người chúng ta chỉ sợ có mình anh và Chủ tịch Lưu là chưa từng cùng công tác với Chủ tịch Đồng. Nói đến Chủ tịch Đồng, thành phố Đông Bộ chúng ta phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm cũng nhờ công lao của anh ấy. Những năm qua tôi luôn lấy Chủ tịch Đồng làm tấm gương sáng soi đường cho mình. Nhâm Sương Bình ngồi trên xe rồi cười tủm tỉm nói với đám người Vương Tử Quân. Trình Hiểu Bình cười khúc khích nói. Chủ tịch Nhâm, những lời này của anh thật sự đã nói vào tâm khảm của chúng tôi. Năm xưa Chủ tịch Đồng công tác ở thành phố Đông Bộ thì có quan hệ rất tốt với ngài, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, có một lần các anh cùng tiếp đón tổ nghiên cứu của một thành phố láng giềng. Cũng là hai anh liên thủ làm cho bọn họ uống say đến mức gục trong nhà khách, thật sự là toàn quân bị diệt. Tiếng cười của Trình Hiểu Bình càng làm cho Nhâm Sương Bình có hứng thú trò chuyện, hắn khẽ khoát tay áo nói. Đó là những chuyện tốt năm xưa, khi đó tôi còn trẻ, bây giờ nếu bảo tôi uống thì cũng không được nhiều như vậy. Chủ tịch Nhâm, ngài có thể uống hay không là vấn đề về tử lượng, uống cũng không uống nhiều là vấn đề không khí, không muốn uống cũng phải uống chính là vì thế cục phát triển kinh tế của thành phố chúng ta. Trình Hiểu Bình rất hiểu tâm tư của đám đàn ông, nàng nói đến chủ đề rượu, tất nhiên sẽ nhận được những cái gật đầu liên tục và nụ cười tủm tỉm của Nhâm Sương Bình. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Trình Hiểu Bình mà có chút phản cảm, hơn nữa cũng sinh ra cảm giác bội phục. Trình Hiểu Bình là người cực kỳ thuận thế, là người giỏi thúc đẩy mượn gió bẻ măng. Nhưng trong quan trường thật sự rất cần người có tâm tính như vậy, thế cho nên Trình Hiểu Bình có thể điều chỉnh tâm tính để nói chuyện với Nhâm Sương Bình, rõ ràng cũng là một bản lĩnh khó có được. Trong đám phó chủ tịch thành phố thì Lưu Nham Phú không nói lời nào, Trương Thông cũng không ngừng chen vào vài câu,
còn Tôn Quốc Lĩnh thì lại bày ra bộ dạng của một lão thần, bầu không khí trong xe không tính là đè nén, cũng không tính là sinh động. Hơn 20 phút sau thì xe dừng lại bên đường cao tốc, thư ký trưởng Đào Chính Đào chờ xe dừng lại thì tiến đến bên cạnh Nhâm Sương Bình rồi khẽ nói. Chủ tịch Nhâm, vừa rồi tôi đã liên lạc với thư ký của trưởng phòng Đồng, có lẽ hơn 10 phút nữa bọn họ sẽ rời khỏi đường cao tốc. Ừ. Nhâm Sương Bình khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn khắp bốn phía rồi trầm giọng nói. 5 phút sau anh liên lạc lại một lần nữa cho tôi. Đào Chính Đào có thể trở thành thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố tất nhiên sẽ nhận được tín nhiệm lớn của Vương Tử Quân, hắn trước nay luôn chấp hành đúng như những gì Nhâm Sương Bình phân phó, căn bản chưa từng trái lời. Hôm nay khí trời rất đẹp, mùa xuân kéo đến, cũng là lúc đạp thanh một chút. Lúc này mời các vị xuống xe thư giãn, cả ngày ngồi trong xe cũng không tốt, bây giờ là cơ hội khó có được. Nhâm Sương Bình nhìn không gian bên ngoài xe rồi dùng giọng khẳng định nói với các thủ hạ bên cạnh. Vương Tử Quân nhìn Nhâm Sương Bình xuống xe, hắn cũng nhanh chóng đứng lên. Hắn là phó chủ tịch thường vụ, tuy hắn không quá đồng ý với tình huống Nhâm Sương Bình đi đón trưởng phòng Đồng Quốc Khánh, thế nhưng ở những chuyện nhỏ thế này hắn phải giữ gìn hình tượng của chủ tịch Nhâm Sương Bình. Dù sao thì đối nghịch khắp nơi với người ta cũng không phải là một chuyện hay ho gì. Chủ tịch Vương, khung cảnh hai bên đường cao tốc thật sự rất đẹp. Trương Thông thấy Vương Tử Quân đứng lên thì cười ha hả đứng lên phía sau rồi lớn tiếng nói. Lưu Nham Phú cũng không có ý chen chân với Trương Thông, khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn đến thì hắn buông tay nói. Ngày hôm qua ngủ có hơi muộn, hai mắt bây giờ thật sự mở không ra, tạm thời cũng không thể cùng mọi người tham gia náo nhiệt được. Cùng ở lại với Lưu Nham Phú còn có Thường ủy Thị ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trúc Phu Bình. Lúc này Trúc Phu Bình tỏ ra cực kỳ an phận, sau khi lên xe thì hầu như không nói lời nào. Vương Tử Quân có thể hiểu được tâm tính của Trúc Phu Bình, vị Phó Chủ tịch tiến vào Thường ủy này cũng là thủ hạ được chính tay Tiết Diệu Tiến đề bạt như Lý Khang Lộ, bây giờ Nhâm Sương Bình đưa ban ngành đi đón trưởng phòng Đồng. Nếu như hắn không biết rõ ý nghĩa của nó là thế nào thì không phải uổng công lăn lộn quan trường sao? Khi Đồng Quốc Khánh chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố, lúc đó Trúc Phu Bình là trưởng phòng tài chính, nhưng vị trưởng phòng tài chính này chỉ nghe lời của bí thư, căn bản luôn đứng xa ngàn dặm với chủ tịch Đồng. Trúc Phu Bình đứng thành hàng như vậy làm cho Đồng Quốc Khánh cực kỳ căm tức, thế cho nên chủ tịch Đồng Quốc Khánh còn chưa kịp ra chiêu trong cuộc chiến với bí thư Tiết thì đã thua 3 phần rồi. Bây giờ con gái của bí thư Tiết rơi vào vòng xoáy tham ô công khoản, sự việc này xảy ra, địa vị nhất ngôn cửu đỉnh của bí thư Tiết Diệu Tiến ở trong thành phố Đông Bộ chợt rung chuyển mãnh liệt. Nếu như là người khác đứng đầu tổ công tác đến thành phố Đông Bộ thì Trúc Phu Bình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng khốn nổi lãnh đạo tổ công tác lại là lão chủ tịch Đồng Quốc Khánh. Tình huống này là như thế nào thì ai ai cũng hiểu rõ, Trúc Phu Bình cảm thấy nó giống như đám mây tháng 6, sắp đổ mưa thì một cơn gió từ nơi đâu kéo đến. Ngọn gió thổi qua làm cho đám mây bồng bềnh bay đi mất, cũng không có giọt mưa nào. Hơn 10 phút sau 3 chiếc xe con và một chiếc xe 30 chỗ còn rất mới chạy đến trạm thu phí ở đầu đường cao tốc, vì trước đó hai bên đã có liên lạc, thế cho nên sau đoàn xe chạy đến trạm thu phí đã phóng về phía đám người Nhâm Sương Bình. Đồng Quốc Khánh từ trên chiếc xe 30 chỗ thong thả bước xuống, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Khi hắn xòe bàn tay ra thì Nhâm Sương Bình đã cười tươi hớn hở đi lên nghênh đón lãnh đạo. Lão Chủ tịch, là ngài đã quay lại, thật sự làm tôi chờ mong phát khổ. Nhâm Sương Bình nói tràn đầy chân tình, nhưng lời này cũng có hai nghĩa. Hắn vừa nói vừa đưa hai tay đến bắt chặt tay trưởng phòng Đồng Quốc Khánh. Từ đầu đến cuối thì trưởng phòng Đồng Quốc Khánh vẫn luôn nở nụ cười, sau khi bắt tay với Chủ tịch Nhâm Sương Bình thì quay sang cười cười với nhóm Vương Tử Quân, lại tiếp tục bắt tay chào hỏi từng người trong nhóm Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều liên hệ tình cảm với Đồng Quốc Khánh ở trên tỉnh ủy, nhưng khi Đồng Quốc Khánh bắt chặt tay hắn, hắn có thể cảm thấy bàn tay của đối phương siết khá chặt. Khi Vương Tử Quân hiểu rõ ý của Đồng Quốc Khánh, trưởng phòng Đồng đã đến bắt tay Trúc Phu Bình. Hai người này đều nở nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng khi hai người bắt tay, Vương Tử Quân chợt cảm thấy trong mắt hai người này có vẻ khô cứng và khó chịu. Chủ tịch Nhâm, Chủ tịch Vương, hai anh lên xe của tôi ngồi một chút. Đồng Quốc Khánh bắt tay với Lưu Nham Phú, sau đó cười ha hả quay sang nói với Nhâm Sương Bình và Vương Tử Quân. Nhâm Sương Bình vốn rất cố kỵ Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Đồng Quốc Khánh nói mình và Vương Tử Quân cùng lên xe, thế là hai mắt càng lóe lên, nhưng lại nhanh chóng dùng giọng nhiệt tình nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân, lão lãnh đạo đã lên tiếng, chúng ta cùng lên xe nghe lãnh đạo dạy bảo.
Vương Tử Quân cũng không ngờ Đổng Quốc Khánh lại đối đãi với mình như vậy. Lúc này hắn chỉ cười nhạt một tiếng với lời kêu gọi của Chủ tịch Nhâm, sau đó đi theo Nhâm Sương Bình lên xe của lãnh đạo. Chiếc xe của phòng tổ chức tỉnh ủy nhìn qua thật sự không quá thu hút, thế nhưng vào bên trong ngồi mới cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt là trước ghế của Đổng Quốc Khánh còn có một cái bàn trà đặc chế, còn có một dĩa hoa quả. Lão lãnh đạo, lần này tôi phải cảm tạ ngài, nhờ ngài đưa Chủ tịch Vương đến thành phố Đông Bộ, thật sự đưa đến cho ban ngành khối chính quyền chúng tôi một viên mãnh tướng. Chủ tịch Vương đến thành phố Đông Bộ không lâu nhưng lại hoàn toàn thích ứng với cương vị, đã chia sẻ rất nhiều công tác với tôi. Nhâm Sương Bình ngồi xuống bên cạnh Đổng Quốc Khánh với bộ dạng cực kỳ bình tĩnh, sau đó hắn nhanh chóng cười tươi dùng giọng tán thưởng nói. Nhâm Sương Bình nói thì có vẻ giống như tán thưởng Vương Tử Quân, thực tế lại là một câu hai nghĩa. Hắn không những khẳng định mình là thượng cấp của Vương Tử Quân, hơn nữa còn cố gắng bày tỏ với Đổng Quốc Khánh về địa vị không thể sánh nổi của mình ở khối chính quyền thành phố. Đổng Quốc Khánh là một cán bộ công tác tổ chức nhiều năm, sao không hiểu tâm tư của Nhâm Sương Bình. Nhưng Nhâm Sương Bình nói rất hay, người ta tuy cảm nhận được sự khác thường nhưng căn bản chẳng tìm ra được căn cứ. Đổng Quốc Khánh cũng cười cười, lại không nói lời nào. Lần này hắn được người khác đề cử nên có chút coi trọng Vương Tử Quân, thế nhưng đó không phải là nguyên tắc của hắn, không phải hắn muốn tiếp cận Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân là người có tiếng không có miếng, như vậy hắn cũng không cần tốn công sức trên người Vương Tử Quân. Nhâm Sương Bình áp chế được Vương Tử Quân, điều này làm cho Đổng Quốc Khánh cảm thấy rất vui sướng. Trước kia hắn từng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn khống chế được tình thế, vì vậy một ban ngành không đoàn kết sẽ dễ dàng đối phó với một tập thể đoàn kết rất nhiều. Bí thư Vương, mời ngồi bên này. Vì Nhâm Sương Bình ngồi bên cạnh Đổng Quốc Khánh, bên kia của Đổng Quốc Khánh lại có người. Dưới tình huống này Vương Tử Quân cũng không thể ra sau ngồi, nếu như vậy muốn nói chuyện với trưởng phòng Đổng cũng không thuận tiện. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đứng lên đi ra hàng ghế phía sau Đổng Quốc Khánh, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Đổng Quốc Khánh chợt cười hì hì đứng lên dùng giọng cung kính nói với Vương Tử Quân. Để tôi ngồi phía sau cũng được, chủ nhiệm Tả. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên đứng lên, hắn xòe bàn ta ra bắt chặt tay đối phương rồi dùng giọng khiêm tốn nói. Bí thư Vương. Anh nói vậy là không xem tôi như người một nhà rồi, mời anh ngồi. Chủ nhiệm nói rồi tranh thủ đi ra phía sau. Bí thư Vương, anh Tả nói đúng, năm xưa anh công tác ở tỉnh ủy cũng là lãnh đạo của chúng tôi, bây giờ vẫn là lãnh đạo của chúng tôi, nếu anh quá khách khí cũng không xem chúng tôi như người một nhà. Vài người ngồi sau lưng chủ nhiệm Tả cũng lên tiếng hưởng ứng. Vậy đa tạ các vị. Vương Tử Quân ôm quyền với đám cán bộ kia, sau đó hắn nhiệt tình nói. Chờ đến thành phố Đông Bộ, tôi sẽ mời các vị vài ly. Chủ tịch Vương, anh mời rượu thì chúng tôi cũng sẽ không khách khí. Hi hi, từ sau khi anh rời khỏi tỉnh đoàn thì chúng tôi đã lâu rồi không được uống với anh. Chủ nhiệm Tả cười hi hi dùng giọng nịnh hót nói với Vương Tử Quân. Nhâm Sương Bình nhìn Vương Tử Quân nói chuyện với đám cán bộ tỉnh ủy mà trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng dù không thoải mái thì hắn cũng chẳng làm gì được. Ai bảo hắn không có quá nhiều quan hệ ở trong cơ quan tỉnh ủy. Đổng Quốc Khánh ngồi trên xe với thái độ rất mập mờ, tuy Nhâm Sương Bình liên tục ném vấn đề lên người Đổng Quốc Khánh, thế nhưng Đổng Quốc Khánh lại căn bản chỉ cười mà không nói. Chương 468, muốn bóp quả hồng cũng phải xem độ nặng của mình là thế nào. Nửa giờ sau xe dừng lại vững vàng ở khu văn phòng thị ủy, khi xe dừng lại ổn định thì bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến đã dẫn theo các vị thường ủy thị ủy đứng chờ bên dưới. Vẻ mặt bí thư Tiết Diệu Tiến căn bản không có gì khác biệt so với trước kia, giống như tình huống nghênh đón lãnh đạo tỉnh ủy xuống kiểm tra thị sát vào thời điểm trước kia. Nhưng dù là ai cũng có thể đoán được vào thời điểm này thì bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến sẽ không thể nào bình tĩnh như trước kia cho được. Tổ công tác đến dù với danh nghĩa hỗ trợ Tiết Diệu Tiến triển khai mở rộng công tác của thành phố Đông Bộ, thế nhưng sự kiện này đã tiến thêm một bước khẳng định thời điểm địa vị của Tiết Diệu Tiến lung lay mãnh liệt ở thành phố Đông Bộ. Khi Nhâm Sương Bình bước xuống xe và đoàn xe của khối chính quyền thành phố chợt dừng lại phía sau thì vẻ mặt bí thư Tiết Diệu Tiến chợt biến đổi. Hắn nhìn Đổng Quốc Khánh vươn tay ra, hắn có chút chần chừ, ngay sau đó thì cười lớn nói. Hoan nghênh trưởng phòng Đổng đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác. Tiết Diệu Tiến nói rất đông cứng, lúc này vẻ mặt đám thường ủy thị ủy ở phía sau bí thư cũng thật sự không tốt đẹp gì cho lắm. Bây giờ là thời điểm mà quyền lực ở thành phố Đông Bộ đang dần biến hóa theo xu thế khác lạ, đám người khối chính quyền thành phố đi nghênh đón Đổng Quốc Khánh,
bọn họ lại đứng sau lưng bí thư Tiết Diệu Tiến, điều này sẽ làm cho đại biểu tỉnh ủy là Đồng Quốc Khánh suy nghĩ thế nào. Bí thư Tiết, trưởng phòng Đồng chính là lão chủ tịch của thành phố Đông Bộ chúng ta, thế cho nên khối chính quyền chúng tôi mới quyết định biểu hiện sự tôn trọng với lãnh đạo cũ, quyết định đến đường cao tốc đón tiếp lão chủ tịch. Khi Tiết Diệu Tiến bắt tay với Đồng Quốc Khánh thì Nhâm Sương Bình cười ha hả nói. Nhâm Sương Bình nói những lời này giống như báo cáo với Tiết Diệu Tiến, nhưng ẩn ý của nó là quá rõ ràng, cũng không quá đơn giản. Nhiều người nghe được câu nói của Chủ tịch Nhâm Sương Bình thì không khỏi sinh ra những ý nghĩ khác thường, đó chính là lúc này thế cục chính trị của thành phố Đông Bộ đang đi về một hướng khác. Nhâm Sương Bình là người trước kia Tiết Diệu Tiến nói gì nghe nấy, bây giờ đã bắt đầu chuyển sang vòng tay của Đồng Quốc Khánh. Tiết Diệu Tiến cũng không nói gì, hắn trực tiếp lướt qua Nhâm Sương Bình, lại đưa tay với một cán bộ văn phòng tỉnh ủy ở sau lưng Đồng Quốc Khánh, hoan nghênh hắn đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác. Mà Nhâm Sương Bình lại giống như không thấy được tình huống này, hắn thay đổi vị trí, đi đến đứng sau lưng Tiết Diệu Tiến, sau đó lại nói với Đồng Quốc Khánh. Lão lãnh đạo, chào mừng anh đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác. Chuyện được copy tại truyện full. Sau nghi thức chào đón đơn giản thì Đồng Quốc Khánh được đám người vây quanh đi đến phòng họp thị ủy. Các vị thường ủy thị ủy, các vị phó chủ tịch thành phố đều tiến vào ngồi xuống ghế, bầu không khí trong phòng họp cực kỳ trang nghiêm. Các đồng chí, chúng ta dùng tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón tổ công tác của lãnh đạo tỉnh ủy đến thành phố Đông Bộ. Tiết Diệu Tiến ngồi trên vị trí của mình cực kỳ nghiêm túc, sau đó hắn trầm giọng nói. Bình thường dựa theo quy củ, lãnh đạo tuyến trên xuống chỉ đạo công tác, phía địa phương nên khiêm nhường dành ra vị trí chính giữa. Trước kia Tiết Diệu Tiến thật sự thường làm như vậy, nhưng hôm nay hắn giống như đã quên tất cả, trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình. Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình cùng ngồi hai bên trái phải của bí thư Tiết Diệu Tiến, điều này làm cho người đám cán bộ của thành phố Đông Bộ sinh ra ảo giác, giống như thời gian quay lại vài năm, đến thời điểm hai hổ tranh chấp trong hội nghị thường ủy thành phố Đông Bộ. Nhưng vị trí sai sót nằm ở ngay bên cạnh phó bí thư Phạm Bằng Phi, năm xưa phó chủ tịch thường vụ cũng không trẻ tuổi như vậy, cũng không có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Đồng Quốc Khánh đứng lên ân cần nói lời thăm hỏi với các vị lãnh đạo thành phố Đông Bộ. Thưa các đồng chí, công tác của thành phố Đông Bộ chúng ta còn kém một chút so với yêu cầu của tỉnh ủy, lúc này tổ công tác của tỉnh ủy đến chính là muốn hỗ trợ chúng ta, cho ra chỗ dựa, tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, xúc tiến kinh tế thành phố phát triển nhảy vọt. Sau này trong công tác thì chúng ta cần xem xét nhiều đến ý kiến của tổ công tác. Tiết Diệu Tiến nói rất đường hoàng nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào đó để thấy được chút cảm giác không thoải mái. Tiết Diệu Tiến là một vị bí thư thị ủy, trong lòng không thoải mái cũng khó thể nói nên lời, dù sao thì sự việc liên quan đến Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ cũng làm cho hắn khó thể mở miệng được. Tiết Diệu Tiến phát biểu hoan nghênh lãnh đạo mất 4-5 phút, sau khi nói xong thì hắn nhìn xuống đám cán bộ nói. Bây giờ chúng ta dùng tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh tổ trưởng Đồng Quốc Khánh cho ra chỉ thị với chúng ta. Lại một tràng vỗ tay vang lên như sấm, gương mặt Đồng Quốc Khánh tràn đầy nụ cười. Sau khi chờ tiếng vỗ tay kết thúc, hắn mới cười nói. Lần này tỉnh ủy phái tôi đưa đoàn công tác xuống thành phố Đông Bộ, tôi thật sự có chút sợ hãi, thật sự có áp lực rất lớn. Thành phố Đông Bộ chúng ta thật sự công tác rất có danh tiếng trong tỉnh, dù là ở phương diện nào cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ lãnh đạo tỉnh ủy. Bây giờ tổ công tác chúng tôi đến thành phố Đông Bộ là vì một nguyên nhân mà ai cũng biết. Cũng vì nguyên nhân này mà làm cho công tác của đồng chí Bí thư Diệu Tiến có chút áp lực. Thế cho nên mục đích của tổ công tác chính là thúc đẩy và trợ giúp đồng chí Bí thư Diệu Tiến có thể thoải mái xử lý sự việc, có thể công tác mà không cần quá lo lắng. Đồng Quốc Khánh nói ra những lời cực kỳ ẩn giấu, không những vạch rõ tình huống của Tiết Diệu Tiến vào lúc này, hơn nữa còn tiến thêm một bước xác định mục đích của tổ công tác, chính là giúp đỡ Bí thư Tiết Diệu Tiến triển khai mở rộng công tác. Cũng giống như lời phát biểu của Tiết Diệu Tiến, Đồng Quốc Khánh lên tiếng cũng nhận được nhiều tràng pháo tay. Nhưng lúc này ánh mắt của đám cán bộ lãnh đạo bên dưới lại có thêm chút khác thường. Tiết Diệu Tiến cũng vỗ tay, vẻ mặt cực kỳ trầm tĩnh, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt giống như căn bản không hiểu ý của Đồng Quốc Khánh. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Phạm Bằng Phi chủ trì hội nghị chuẩn bị mở miệng, nhưng hắn còn chưa kịp cầm lấy micro thì Nhâm Sương Bình đã đột nhiên nói. Trưởng phòng Đồng, Bí thư Tiết, tôi có một đề nghị thế này. Tổ công tác được lãnh đạo tỉnh đưa đến chỉ đạo công tác của chúng ta, không bằng buổi chiều chúng ta tổ chức hội nghị cán bộ trên cấp cục toàn thành phố, như vậy có thể để các bọn họ tiếp thu quyết tâm của tỉnh ủy.
Nhâm Sương Bình tuy nói không nhiều nhưng lại cho thấy tình huống hắn hoàn toàn ngã về phía Đổng Quốc Khánh. Nếu tổ chức cán bộ cấp cục toàn thành phố, như vậy sẽ là một sự kiện gây ảnh hưởng không tốt cho bí thư Tiết Diệu Tiến. Sau khi Nhâm Sương Bình mở miệng thì cả phòng họp trở nên trầm mặc, rất nhiều thường ủy chọn phương án trầm mặc. Trong số người này có những người có quan hệ rất tốt với bí thư Tiết Diệu Tiến, thế nhưng lúc này bọn họ cũng không thể đưa mình đứng gần một vị bí thư sắp ngã đổ như Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân chọn phương án trầm mặc, vì sự việc này không có ích lợi gì cho mình, hắn cũng không muốn tham dự, tất nhiên hắn cũng không muốn nhảy vào hố nước bẩn kia. Nhưng hắn không mở miệng thì cũng không có nghĩa rằng có người tình nguyện buông tha cho hắn. Nhâm Sương Bình nhìn đám cán bộ đang trầm mặc, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Chủ tịch Vương, nếu mọi người không phản đối thì anh phụ trách công tác truyền đạt yêu cầu của tỉnh ủy với công tác của thành phố chúng ta. Đặc biệt là đối với các quận huyện, để cho bọn họ đến đúng giờ, nếu như lúc đó không đến. Vương Tử Quân vốn không muốn chen chân vào vụ này, nhưng một câu nói của Nhâm Sương Bình lại đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Nếu hắn làm theo đúng những gì Nhâm Sương Bình đã nói, như vậy người ta sẽ nghĩ rằng đó là yêu cầu của hắn. Nếu hắn phản đối, lại càng xem như sắp đắc tội với Đổng Quốc Khánh. Vương Tử Quân không muốn gây chuyện, như vậy cũng không phải hắn sợ phiền phức. Hắn nhìn ánh mắt của mọi người, sau đó trầm ngâm một lát rồi đứng lên nói. Chủ tịch Nhâm, tôi thấy có một số việc nên làm theo quy củ thì hay hơn. Vương Tử Quân nói một câu làm theo quy củ làm cho Nhâm Sương Bình đỏ mặt. Vương Tử Quân rõ ràng đang chỉ trích hắn không hiểu quy củ, nhưng hắn vừa xấu hổ lại vừa vui mừng. Dù sao thì Vương Tử Quân nói như vậy đã đắc tội với Đổng Quốc Khánh, mà sự việc này chính là thứ mà Nhâm Sương Bình thích được thấy nhất. Chủ tịch Nhâm, anh không phải thường đứng trên hội nghị khối chính quyền thành phố yêu cầu chúng tôi luôn chấp hành đúng trình tự sao? Đề nghị của anh còn chưa được thông qua ở hội nghị thường ủy, anh đã yêu cầu Chủ tịch Vương chấp hành, hì hì, thật sự không biết nói gì hơn. Lưu Nham Phú cũng không nể tình Nhâm Sương Bình, trước mặt hắn dù không có micro nhưng âm thanh lại rất vang dội, liên tục vang vọng trong phòng. Trương Thông ngồi bên cạnh Lưu Nham Phú, khi Lưu Nham Phú mở miệng thì hắn thấy ánh mắt Vương Tử Quân như nhìn về phía mình. Hắn vốn không muốn gia nhập vào sự việc này, thế nhưng dưới ánh mắt của Vương Tử Quân thì hắn không nhịn được nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Lưu. Chủ tịch Nhâm, anh không thể tự nhiên đưa ra yêu cầu với chúng tôi, cũng không thể buông lỏng yêu cầu với chính mình. Nếu như chỉ là một mình Vương Tử Quân lên tiếng chỉ trích thì Nhâm Sương Bình sẽ chẳng quan tâm, nhưng Vương Tử Quân vừa lên tiếng đã có thêm hai vị phó chủ tịch thành phố kết hợp phản kích, chính sự việc đã bộc lộ vấn đề. Tuy không nhất định là Vương Tử Quân đúng, thế nhưng vị trí của một chủ tịch thành phố trong khối chính quyền thành phố lại có vấn đề. Trong tình cảnh có nhiều người như thế này mà bị vài vị phó chủ tịch lên tiếng chỉ trích, Nhâm Sương Bình thật sự đỏ mặt. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì Phó Chủ tịch Trúc Phu Bình vài ngày qua cực kỳ an phận cũng mở miệng. Chủ tịch Nhâm, có một số việc tôi cảm thấy anh cũng nên nghe những lời đề nghị tốt đẹp của các đồng chí khác. Nhâm Sương Bình nhìn bộ dạng nghiêm trang của Trúc Phu Bình, giống như mình phạm vào sai lầm gì đó. Lúc này hắn thật sự cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế cơn giận của mình. Không thể không nhẫn nhịn, tuy Nhâm Sương Bình là Chủ tịch thành phố Đông Bộ. Thế nhưng khi đối mặt với bốn vị phó chủ tịch thành phố, đặc biệt là các vị phó chủ tịch quan trọng vây công, hắn thật sự rơi vào phiền phức. Hơn nữa lúc này còn có Tiết Diệu Tiến và Đổng Quốc Khánh đang nhìn, nếu thật sự gây ồn ào, dù kết quả thế nào thì người mất mặt cũng là một chủ tịch thành phố như hắn. Không khống chế được cục diện thì sẽ phát sinh vấn đề khá lớn, nếu như cứ để tình huống tiếp diễn theo chiều hướng hiện tại, chỉ sợ một vị chủ tịch như hắn muốn tiến lên một bước cũng khó khăn. Nhâm Sương Bình dùng ánh mắt có chút hận ý nhìn Vương Tử Quân, hắn biết rõ sự việc đến nước này cũng là vì Vương Tử Quân, nếu không phải là Vương Tử Quân thì hắn cũng không mất mặt như vậy. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nổi giận, Vương Tử Quân tuy làm cho Nhâm Sương Bình mất mặt nhưng cũng đắc tội với Đổng Quốc Khánh, như vậy xem như mục đích của Nhâm Sương Bình đã đạt được. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó cười nói. Trưởng phòng Đổng, bí thư Tiết, vừa rồi là tôi có chút nóng nảy. Ý kiến của đồng chí Tử Quân là rất tốt. Bây giờ chúng ta để cho hai vị lãnh đạo và thường ủy quyết định. Đổng Quốc Khánh luôn quan sát Vương Tử Quân, vì trước đó hắn luôn hoài nghi với lời đề cử của thuộc hạ cũ, vì thế hắn luôn đặt tất cả tinh lực để quan sát Vương Tử Quân. Lúc bắt đầu thì hắn phát hiện vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi này cũng không có quá nhiều điểm hơn người, nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao thuộc hạ cũ của mình lại trịnh trọng đề cử Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là một khâu cực kỳ quan trọng trong thế cục của thành phố Đông Bộ.
nếu để cho Tiết Diệu Tiến tìm được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, như vậy sẽ là tai nạn của chính mình. Bí thư Tiết, tôi thấy cũng đừng nên tổ chức hội nghị như vậy, vì tổ công tác chúng tôi đến hỗ trợ thị ủy Đông Bộ, các đồng chí tuyến dưới cũng bận rộn, cũng đừng làm phiền bọn họ. Đồng Quốc Khánh có chút trầm ngâm, sau đó nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến đưa mắt nhìn nụ cười của Đồng Quốc Khánh, hắn trịnh trọng gật đầu nói. Lấy suy xét của trưởng phòng Đồng làm cơ sở, chúng tôi nên học tập theo lãnh đạo. Nếu ngài đã nói như vậy thì cứ thực hiện như vậy. Hội nghị tiến hành đến lúc này đã rất hòa hợp, nhưng ai cũng thấy trong cảm giác hòa hợp có chút căng cứng. Tuy nhiều người cố gắng giữ biểu hiện vui vẻ trên mặt của mình, thế nhưng cảm giác đông cứng vẫn không thể lá đi đâu được. Tất nhiên sau đó là tiệc rượu, sau khi ăn uống vui vẻ thì Đồng Quốc Khánh và các nhân viên công tác được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng VIP của khách sạn Đông Bộ, đám lãnh đạo thị ủy cũng chậm rãi giải tán. Bầu không khí thực hành chỉ thị của lãnh đạo thị ủy không một tiếng động đã từng tồn tại, thế nhưng lúc này Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ đã bị bắt, bí thư Tiết Diệu Tiến ngày xưa là ngọn núi sừng sững ở thành phố Đông Bộ, bây giờ đã mất đi tư cách là một ngọn núi Thái Sơn. Vương Tử Quân bắt chuyện với nhóm người Lưu Nham Phú rồi lên xe đang chờ ngoài khách sạn. Thái Thần Bân cũng không chờ Vương Tử Quân phân phó mà chạy về phía khu nhà thường ủy thị ủy. Khi xe đi được nửa đường, Vương Tử Quân có chút cảm giác say, hắn nghĩ đến tình huống mình dùng tài lực khổng lồ của tập đoàn Quân Thành để tạo ra cục diện thế này ở thành phố Đông Bộ, đúng lúc điện thoại trên người Triệu Quốc Lương vang lên. Alo, chào anh. Triệu Quốc Lương xem số điện thoại rồi dùng giọng tiêu chuẩn nói với đầu dây bên kia. Sau khi xác định âm thanh bên kia thì Triệu Quốc Lương đã dùng giọng đầy cung kính nói. Xin ngài chờ một chút. Chủ tịch Vương, điện thoại của trưởng phòng Đồng. Triệu Quốc Lương vừa dùng tay che điện thoại vừa khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận điện thoại trong tay Triệu Quốc Lương rồi cười nói. Chào trưởng phòng Đồng, tôi là Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, cậu uống rượu có say không? Nếu không thì đến phòng tôi uống trà. Tuy giọng điệu của Đồng Quốc Khánh rất có hương vị thương lượng nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được bên trong chú ý vị chân thật đáng tin. Ngài đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi cười nói vào trong điện thoại. Quán trà Lâm Vãn. Đồng Quốc Khánh nói những chữ này xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ được một thời gian nhưng lại không quá hiểu rõ về các quán trà. Cũng may Thái Thần Bân đã quen thuộc với thành phố Đông Bộ. Sau khi Vương Tử Quân nói tên quán trà thì nhanh chóng đổi hướng chạy về phía một con hẻm nhỏ. Chương 469, đoàn kết là đường dễ đi. Một con hẻm nhỏ vắng vẻ, một căn nhà ba tầng vững chãi bên cạnh một hàng trúc xanh mướt. Nơi đây thật sự là một quán trà rất có hương vị, trên tấm biển hiệu không biết đã trải qua bao mưa gió có ghi bốn chữ quán trà Lâm Vãn. Chủ tịch Vương, mời anh đi bên này. Vương Tử Quân đi đến trước cửa quán thì tên thanh niên luôn đi cạnh Đồng Quốc Khánh tiến lên nở nụ cười tiếp đón. Vương Tử Quân thật sự không biết tên của người này, hắn mỉm cười bắt tay với đối phương, sau đó đi theo chỉ dẫn của người kia đi lên một gian phòng ở lầu 2. Gian phòng này không lớn, Đồng Quốc Khánh đang nhàn nhã ngồi uống trà bên trong, nước được đun sôi phì khói ẩm ẩm, không gian như được bao phủ trong khói sương, làm cho gian phòng tăng thêm vài phần hư ảo. Chủ tịch Vương, mời anh đi sang bên này. Đồng Quốc Khánh thật sự không còn chút cảm giác say, hắn đứng lên chỉ vào vị trí bên cạnh mình, tỏ ý mời Vương Tử Quân ngồi xuống. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn ngồi xuống bên cạnh Đồng Quốc Khánh rồi cười nói. Trưởng phòng Đồng, ngài thật sự rất có nhã hứng, sau khi uống rượu thì tìm một quán trà đẹp như thế này để thưởng thức, thật sự thần tiên cũng kém ngài. Đồng Quốc Khánh cầm ấm trà châm nước cho Vương Tử Quân rồi nói. Quán trà Lâm Vãn này chính là chốn cũ của tôi. Năm xưa khi tôi công tác ở thành phố Đông Bộ, khi không có việc gì thường đến đây uống trà. Hôm nay uống vào chút rượu, cũng muốn đến xem quán trà còn mở cửa hay không, may mà nơi này không làm tôi thất vọng. Nhưng nếu uống trà một mình thì thật sự có chút cô độc, thế nên mới mời Chủ tịch Vương sang uống trà cùng một ông lão như tôi cho vui. Trưởng phòng Đồng đang tuổi tráng niên, nếu ngài là một ông lão thì cũng không biết có bao nhiêu cán bộ ở thành phố Đông Bộ không biết nên gọi mình là gì. Vương Tử Quân khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hắn cười dùng giọng nịnh nọt nói với Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh rất thỏa mãn với lời nịnh nọt của Vương Tử Quân, tuy hắn biết rõ những lời kia thật sự không thể coi là thật. Nhưng Đồng Quốc Khánh cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này, ha ha cười nói. Tử Quân, khi cậu mới đến thành phố Đông Bộ, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đứng vững bàn chân.
Cũng không ngờ những ngày qua cậu không những mở ra cục diện của mình, lại biến thành một tồn tại không nhỏ ở thành phố Đông Bộ, tôi thật sự bội phục cậu ở điểm này. Vương Tử Quân cười cười nói. Trưởng phòng Đồng, ngài như vậy là quá đề cao tôi rồi, sở dĩ có thể mở ra cục diện cũng là nhờ lãnh đạo quan tâm, được các đồng chí giúp đỡ, nếu không chỉ dựa vào một mình tôi thì không được gì. Đồng Quốc Khánh rất tán thưởng sự khiêm tốn của Vương Tử Quân, trẻ tuổi mà có thể thắng không kiêu không nóng nảy như vậy, hèn gì có thể nhanh chóng mở ra cục diện ở thành phố Đông Bộ. Bộ hạ cũ của hắn cũng rất tôn sùng Vương Tử Quân, vì thế có thể thấy mình mời Vương Tử Quân đến đây uống trà cũng không sai. Chủ tịch Tử Quân, cậu đã công tác ở thành phố Đông Bộ một thời gian, chắc chắn cậu cũng đã ý thức được những vấn đề tồn tại ở nơi đây. Bây giờ tỉnh ủy cử tổ công tác của chúng tôi xuống Đông Bộ, trong mắt rất nhiều người thì chúng tôi chính là những kẻ đến gây phiền toái, nhưng thực tế thì tôi cảm thấy chúng tôi chỉ đến trợ giúp đồng chí Bí Thư Diệu tiến triển khai mở rộng công tác mà thôi. Đồng Quốc Khánh tuy nói không quá lớn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía mặt Vương Tử Quân, giống như muốn tìm ra được thứ gì đó từ trên mặt đối phương. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bộ dạng có chút gây sự của Đồng Quốc Khánh, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Đến khi Đồng Quốc Khánh nói xong thì hắn mới trầm giọng nói. Tôi hiểu chuyện này, tôi cảm thấy dù là Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ gây ra bao nhiêu nhiễu loạn, chúng ta cũng đều phải xem sự phát triển của thành phố Đông Bộ làm trọng. Cậu nói rất đúng, tỉnh ủy cũng có ý này, càng là lúc này thì chúng ta càng cần phải đoàn kết để đối phó với tất cả vấn đề phát sinh. Đồng Quốc Khánh nâng ly trà lên làm một ngụm rồi nói tiếp. Bây giờ với tình huống của thành phố Đông Bộ thì cái cần nhất chính là đoàn kết, chỉ có đoàn kết ban ngành mới có thể đưa thành phố Đông Bộ thoát khỏi tình huống khốn đốn, cũng chỉ có đoàn kết đội ngũ mới có thể đưa thành phố Đông Bộ phát triển về phía huy hoàng. Đồng Quốc Khánh liên tục nói hai chữ đoàn kết, tất nhiên nó có ý nghĩa như thế nào thì không cần nói cũng biết. Đoàn kết ban ngành, đoàn kết đội ngũ, tất cả đều rất cần thiết, lúc này Đồng Quốc Khánh lại nói ra cả hai, chứ không phải là một bí thư thị ủy như Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân cười cười nói. Trưởng phòng Đồng, tôi hiểu ý của ngài, chỉ cần chúng ta cùng ra sức, tôi tin tưởng tất cả khó khăn chỉ là tạm thời, ngày mai thì thành phố Đông Bộ sẽ càng thêm huy hoàng hơn. À, tôi cũng tin tưởng như vậy. Hai mắt Đồng Quốc Khánh chợt lóe lên, sau khi châm trà cho Vương Tử Quân thì hắn cũng không tiếp tục bàn về vấn đề này, lại chuyển rời chủ đề lên kinh nghiệm công tác của hắn ở thành phố Đông Bộ vào thời điểm trước kia. Chủ tịch Tử Quân, cậu biết vì sao quán trà này lại lấy tên là Lâm Vãn không? Đồng Quốc Khánh nâng ly trà lên, sau đó mở miệng dùng giọng có chút thần bí nói. Vì sao gọi là quán trà Lâm Vãn? Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ trong đầu, hắn cười nói. Không phải dựa vào sở thích ngồi lên chiếc xe Lâm Vãn của Thủ tướng đấy chứ? Ha ha ha, cậu cũng phạm vào sai lầm giống như tôi năm xưa. Khi xưa tôi đến nơi này cũng có ý nghĩ như cậu. Nhưng đáp án lại khác. Tôi nói cho cậu biết, chỗ này sở dĩ gọi là quán trà Lâm Vãn, vì chủ nhân của nó tên là Lâm Vãn. Vương Tử Quân dù thế nào cũng không ngờ lại có một đáp án như vậy, hắn không khỏi gãi gãi đầu nói. Thậm chí có chuyện này sao? Thật sự khó ngờ. Sau khi châm thêm ba lượt nước thì bình trà đã nhạt, hai bên nói chuyện thêm nửa giờ, sau đó Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh cùng rời khỏi quán trà Lâm Vãn. Khi bắt tay rời đi, Đồng Quốc Khánh giữ chặt tay Vương Tử Quân nói. Đoàn kết là con đường dễ đi nhất. Tuy lên xe nhưng Vương Tử Quân vẫn suy nghĩ về lời nói của Đồng Quốc Khánh, ý nghĩa của nó là gì thì hắn hiểu rất rõ, nhưng nếu thật sự đi theo đúng ý nghĩ của Đồng Quốc Khánh, hắn thật sự làm không được. Đồng Quốc Khánh là lãnh đạo tổ công tác của tỉnh ủy, lúc này đến thành phố Đông Bộ có thể nói là địa vị rất quan trọng. Nhưng bây giờ thành phố Đông Bộ vẫn là của Bí Thư Tiết Diệu Tiến. Cũng không phải là địa vị của Đồng Quốc Khánh có thể so sánh được. Lúc này Tiết Diệu Tiến cũng vì sự kiện Tiết Nhất Phàm mà rơi vào nguy cơ. Nếu nói Tiết Diệu Tiến như một con thuyền đang giữa muôn trùng sóng dữ thì Đồng Quốc Khánh rõ ràng là một con thuyền đang mạnh mẽ vượt trùng khơi. Vương Tử Quân nếu có thể dựa vào con thuyền của Đồng Quốc Khánh thì thật sự là chuyện tốt. Không thể nghi ngờ nếu có sự trợ giúp của Đồng Quốc Khánh, sau này công tác của hắn sẽ càng thêm thuận lợi, địa vị ở thành phố Đông Bộ cũng càng thêm vững chắc. Nhưng thật lòng thì Vương Tử Quân lại không chuẩn bị làm như vậy, tuy hắn biết như thế sẽ mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt, nhưng hắn cũng biết chỉ cần mình dựa vào Đồng Quốc Khánh, như vậy sau này công tác của mình sẽ phải xoay tròn theo đối phương. Đây chính là phương diện mà Vương Tử Quân căn bản không thể nào tiếp nhận được. Tầng số 6 của khu văn phòng thị ủy có vài phòng đặc biệt được mở ra để làm phòng làm việc cho tổ công tác, tuy tổ công tác đến thành phố Đông Bộ cũng không can thiệp nhiều,
thế nhưng sự có mặt của tổ công tác cũng không khỏi làm cho khu thị ủy sinh ra bầu không khí đè nén. Loại cảm giác này căn bản là không nhìn thấy, thế nhưng nó thật sự xuất hiện trong lòng mọi người. Nếu so sánh chuyện tổ công tác tỉnh ủy đến thành phố Đông Bộ thì sự kiện Tổng Giám đốc Tiết Nhất Phàm tập đoàn Lam Hà là con gái của Bí thư Thị ủy và Phó Chủ tịch Lý Khang lộ tham ô tài sản càng hấp dẫn ánh mắt người khác hơn. Nhưng lúc này phải chờ điều tra của Ủy ban Kỷ luật, trước đó căn bản không có tin tức gì chính xác, cũng vì vậy mà làm cho tin đồn bay đầy trời. Trong tình thế như vậy thì Vương Tử Quân căn bản giống như không thấy và không quan tâm, hắn đi làm thì vẫn đi làm, có việc gì cần xử lý thì xử lý. Căn bản không xem những sự việc kia có gì liên quan đến mình. Vương Tử Quân uống trà ngon của Mạc Tiểu Bắc mang từ thủ đô đến cho mình, hắn khẽ duỗi tay. Loại trà này nếu bán trên thị trường sẽ có giá không rẻ nhưng hắn uống vào và thật sự khó cảm nhận được hương vị gì đặc biệt, nhưng vì đây là ý tốt của Mạc Tiểu Bắc, hắn tất nhiên cũng không thể biến lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ sói được. Chủ tịch, khu quy hoạch kỹ thuật cao bên kia đã xảy ra chuyện. Vì vấn đề di rời giải tỏa ảm phát sinh xung đột với hai thôn, một nhân viên công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao đã phải nhập viện. Lý Cẩm Hồ chạy đến có chút vội vàng, hắn thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng báo cáo. Người thế nào? Vương Tử Quân cũng kinh hoàng, bây giờ thành phố Đông Bộ giống như đứng trên đầu sóng ngọn gió ở tỉnh Sơn Nam, bây giờ lại có chuyện xảy ra, thật sự nhà dột gặp mưa đêm. Người không có vấn đề. Nhưng lúc này người thân của những người bị thương đang tụ tập ở trước cổng khối chính quyền thành phố, yêu cầu khối chính quyền phải cho bọn họ một câu trả lời rõ ràng. Lý Cẩm Hồ xoa xoa bàn tay trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Người đang vây quanh cổng khối chính quyền thành phố, Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà rơi vào trầm ngâm. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, khu quy hoạch kỹ thuật cao chính là hạng mục do chính một tay bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến thúc đẩy phát triển. Chủ nhiệm Trương Đảo Long của khu quy hoạch kỹ thuật cao lại là ái tướng của bí thư Tiết Diệu Tiến. Trước đó vì muốn đẩy Trương Đảo Long lên vị trí chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao thì bí thư Tiết Diệu Tiến đã từng tiến hành một lần thỏa hiệp với Vương Tử Quân. Bây giờ Tiết Diệu Tiến tuy vẫn là bí thư thị ủy nhưng lực ảnh hưởng ở thành phố Đông Bộ đang giảm xuống rất thấp, vài ngày qua Đồng Quốc Khánh dẫn dội ngũ xuống thành phố Đông Bộ cũng giống như không muốn làm gì, nhưng đại đa số cán bộ thị ủy đã coi Đồng Quốc Khánh là tồn tại cao nhất. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ thấy vài chục tên đàn ông mặc trang phục không đồng nhất đã tụ tập ở cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố, bọn họ đang giằng co với bảo vệ. Dù đứng quá xa không thấy rõ tình hình thực tế, nhưng chỉ cần nhìn động tác của đôi bên cũng có thể thấy nhóm đàn ông phía bên kia rất kích động. Tút tút tút. Khi Vương Tử Quân đang định tiến thêm một bước hỏi Lý Cẩm Hồ xem tình huống rốt cuộc là thế nào, đột nhiên điện thoại vang lên. Lý Cẩm Hồ nghe máy. Chợt thấy bên trong truyền ra âm thanh của thư ký trưởng Đào Chính Đào. Chủ tịch Vương có đó không? Đào Chính Đào trao đổi hai câu ngắn gọn với Lý Cẩm Hồ, thế là Lý Cẩm Hồ đưa điện thoại sang cho Vương Tử Quân, Đào Chính Đào lại nói. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Nhâm muốn đối thoại với quần chúng đến kêu oan ở cổng văn phòng khối chính quyền thành phố, anh ấy yêu cầu 5 phút sau các vị phó chủ tịch tập trung bên dưới. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Đào Chính Đào, hắn lại rơi vào trầm ngâm. Chủ tịch đối thoại với quần chúng kêu oan, đây vốn là một việc cực kỳ bình thường, nhưng bây giờ Nhâm Sương Bình làm như vậy thì căn bản làm cho người ta tìm ra được hương vị không tầm thường. Nhâm Sương Bình lúc này chỉ sợ cũng không đơn giản là đối thoại với quần chúng. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy nghĩ về mục đích của Nhâm Sương Bình, đúng lúc điện thoại lại vang lên. Lúc này người gọi điện thoại đến là La Hồng Trương. Từ sau khi Vương Tử Quân trợ giúp La Hồng Trương đến nhận công tác ở khu quy hoạch kỹ thuật cao, La Hồng Trương có thể nói là cực kỳ thân cận với Vương Tử Quân, rất nhiều chuyện chỉ chú tâm dựa vào Chủ tịch Vương. La Hồng Trương lần này gọi điện thoại đến vì sự kiện dân chúng kêu oan, Vương Tử Quân căn cứ vào những báo cáo của La Hồng Trương để biết rõ vài vấn đề. Khu quy hoạch kỹ thuật cao muốn triển khai mở rộng và phát triển mạnh hơn, người đứng đầu là Trương Đảo Long họp ban ngành và cho ra quyết định cưỡng chế đối với những hộ dân bấy lâu nay không chịu di rời giải tỏa, thế là phát sinh xung đột lần này. Sau khi nghe xong báo cáo của La Hồng Trương thì Vương Tử Quân cũng không bày tỏ thái độ, hắn đơn giản nói một câu tôi biết rồi, sau đó tắt điện thoại. La Hồng Trương gọi điện thoại đến mất hơn 3 phút, khi Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của mình, hắn đã thấy Nhâm Sương Bình đang đứng ở dưới lầu. Bên cạnh Nhâm Sương Bình chính là Phó Chủ tịch Trình Hiểu Bình chủ quản khu quy hoạch kỹ thuật cao, vẻ mặt của Chủ tịch Trình cực kỳ bình tĩnh và nghiêm túc. Sau khi phát sinh xung đột vào 2 ngày trước thì Nhâm Sương Bình bắt đầu cố ý lôi kéo vị phó chủ tịch nữ duy nhất trong ban ngành khối chính quyền là Trình Hiểu Bình.
Hơn nữa Trình Hiểu Bình lại rất tích cực đáp lại lời lôi kéo của Nhâm Xương Bình, hai người có thể nói là tâm đầu ý hợp, mối quan hệ gần đây rất mật thiết. Chủ tịch Tử Quân, Trương Đảo Long này thật sự quá mức ẩu tả, chuyện lớn như vậy mà không báo cáo với chủ tịch chủ quản, trực tiếp ra tay, thật sự không có tố chất kỷ luật. Nhâm Xương Bình thấy Vương Tử Quân đi xuống thì trầm giọng nói ngay. Vô tổ chức kỷ luật. Vương Tử Quân nghe rõ lời bình của Nhâm Xương Bình, hắn thầm nghĩ những lời rõ ràng là nói về phía bí thư Tiết Diệu Tiến, rõ ràng bây giờ Trương Đảo Long thật sự khó sống khi lọt vào tay chủ tịch Nhâm Xương Bình. Chủ tịch Nhâm, sự kiện này xảy ra thì chúng ta phải cho Trương Đảo Long một bài học, chuyện lớn như vậy mà không báo cáo cho lãnh đạo, rõ ràng không xem đảng ủy chính quyền ra gì. Trình Hiểu Bình đứng bên cạnh Nhâm Xương Bình cũng dùng giọng cực kỳ căm phẫn nói. Khi ba người nói chuyện thì Phó Chủ tịch Trúc Phu Bình từ trên lầu đi xuống, lúc này ngoài Phó Chủ tịch Chủ quản Tài chính là Lưu Nham Phú không có mặt thì các vị Phó Chủ tịch khác đã đến đông đủ. Lúc nào ngoài cổng văn phòng khối chính quyền thành phố ngoài lực lượng bảo vệ còn có nhiều cảnh sát đứng chung quanh, vài cán bộ văn thư của văn phòng khối chính quyền đang tiến lên nói gì đó với người dân kêu oan. Trương Đảo Long kia không trả tiền cho chúng tôi, lại muốn phá nhà của chúng tôi, nếu chuyện này các người không cho ra câu trả lời phù hợp, chúng tôi sẽ kiên quyết không bỏ qua. Một người đàn ông hơn 30 tuổi với gương mặt đỏ bừng bừng đang lớn tiếng nói với nhân viên công tác. Đúng, tiểu tử ở nhà đánh bị thương, chuyện này nhất định phải làm cho ra lẽ. Chúng tôi không đi, nếu khối chính quyền không cho chúng tôi câu trả lời thích đáng, chúng tôi sẽ không đi. Đúng lúc đám người đang ồn ào loạn xạ, chợt có ai lên tiếng chủ tịch thành phố đến, thế là tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Nhâm Xương Bình. Các vị, tôi là Nhâm Xương Bình, mọi người có gì thì cứ từ từ nói, chỉ cần chúng tôi có vấn đề sẽ lập tức sửa chữa, quyết không để cho nhân dân chịu tổn thất. Nhâm Xương Bình vừa nói xong thì bầu không khí vừa mới yên ắng đã trở nên náo nhiệt, một tên đàn ông hô lớn. Chủ tịch Nhâm, ngài nói rất hay, nhân dân chúng tôi có một vị quan như ngài thì thật sự quá phúc đức. Bây giờ khu quy hoạch kỹ thuật cao không những không trả tiền mà muốn cưỡng chế nhà cửa của chúng tôi, còn đánh người bị thương, chuyện này các người phải cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng. Các vị hương thân, tôi đã biết nguyên nhân của sự kiện này, lúc này Nhâm Xương Bình tôi có thể nói cho mọi người biết. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, nếu phát hiện ra bất kỳ hiện tượng nào không đúng, trách nhiệm thuộc về ai thì kẻ đó phải gánh chịu, chúng tôi tuyệt đối không nương tay. Chủ tịch Nhâm nói như vậy thật sự rất tốt, nhưng tâm tư của anh ấy có lẽ không nằm ở phương diện này. Trương Thông đứng bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng xem như đáp lời Trương Thông. Sau khi Nhâm Xương Bình tỏ thái độ thì dân chúng bắt đầu tản đi. Lúc này gương mặt đầy nụ cười của Nhâm Xương Bình đã trở nên cực kỳ âm trầm. Trương Đảo Long này thật sự là coi trời bằng vung, chính Đào, anh gọi điện thoại cho mời chủ nhiệm Trương đến đây, nói là tôi có chuyện cần nói với anh ấy. Đào chính Đào trước nay căn bản chưa từng chậm trễ với lời phân phó của chủ tịch Nhâm, lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn lấy điện thoại ra trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Đảo Long truyền lời của chủ tịch Nhâm Xương Bình. Vì Nhâm Xương Bình muốn xử lý vụ này nên nhóm người Vương Tử Quân đều lục tục quay về phòng. Bây giờ Nhâm Xương Bình muốn khai đao với Trương Đảo Long, nhưng người mà Nhâm Xương Bình chĩa vào chính là bí thư Tiết Diệu Tiến. Chủ tịch Vương, lần này xem ra vị chủ tịch đại nhân của chúng ta đang từng bước ép sát. Trúc Phu Bình trên đường về phòng của mình thì lắc lư đi vào phòng của Vương Tử Quân, hắn dùng một câu hai nghĩa nói. Trúc Phu Bình trước nay rất ít khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn là thường ủy thị ủy, trước nay đều có sự kiêu ngạo của mình. Trước kia hắn luôn tỏ ra tôn trọng một vị phó chủ tịch thường vụ có vị trí cao hơn mình trong hội nghị thường ủy, thế nhưng lại chưa từng đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trúc Phu Bình không đến đã bày tỏ một thái độ rất rõ ràng. Bây giờ Trúc Phu Bình lại đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa mời Trúc Phu Bình vào phòng ngồi xuống vừa cười nói. Anh Trúc, hôm nay anh đến rất đúng lúc. Tôi vừa nhận được chút trà ngon từ một người bạn, chúng ta cùng nhau chia sẻ một chút. Trúc Phu Bình thấy Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến lời nói của mình, thế là trong mắt lóe lên vài luồng sáng, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn không chút biến đổi, hắn nói. Chủ tịch Vương, anh đúng là người có phúc, hi hi, tôi đây cũng muốn nếm thử xem trà ngon của Chủ tịch Vương là thế nào. Nếu nói về uống trà thì trong thành phố chúng ta chỉ có đồng chí Trương Đảo Long xem như có nghiên cứu rất sâu. Nhưng kể từ khi anh ta đến công tác ở khu quy hoạch kỹ thuật cao thì chuyện uống trà cũng xem như hoang phế. Sự việc hôm nay nói trắng ra thì rõ ràng là anh ấy không may,
chỉ tiêu của khu quy hoạch kỹ thuật cao là do thường ủy Thụy ủy định ra, nếu anh ấy kết thúc mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải gánh trách nhiệm. Bây giờ anh ấy dùng thủ đoạn có hơi mạnh một chút thì chủ tịch Nhâm lại không đồng ý, nếu chủ tịch Nhâm cứ như vậy thì sau này làm gì còn đồng chí nào tích cực công tác nữa. Trúc Phu Bình lại tiếp tục chuyển rời chủ đề câu chuyện lên người của Trương Đảo Long, có thể thấy hắn rất muốn kéo giúp Trương Đảo Long một tay trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, hắn thật sự thấy được ánh mắt của Trúc Phu Bình lóe lên chút chờ mong. Trúc Phu Bình chờ đợi cái gì? Không phải trong sự việc này còn có gì đó nữa sao? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân trầm ngâm rồi nói. Chủ tịch Trúc, sự kiện khu quy hoạch kỹ thuật cao không phải vừa mới tiến hành điều tra sao? Tôi tin tưởng khối chính quyền thành phố sẽ có một ý kiến xử lý thích hợp nhất. Điều này tôi cũng tin tưởng, đúng như những gì Chủ tịch Vương đã nói, kể từ khi Lý Khang Lộ gặp chuyện không may thì hệ thống xây dựng bây giờ thật sự là lòng người bàng hoàng, rất nhiều công tác đều không ra đầu ra đuôi. Tôi cảm thấy Chủ tịch Lưu Nham Phú trông nom công tác tài chính có vẻ nhàn nhã, phải biết rằng nên gia tăng trọng trách cho anh ấy, nếu không chúng ta cứ bận rộn cả ngày mà anh ấy thì nhàn nhã dạo chơi cũng không được. Trúc Phu Bình vừa cười vừa nói về chuyện phân công công tác của Lưu Nham Phú, dù nói về phương diện nào thì đều là chuyện tốt. Bây giờ Trúc Phu Bình muốn ném khối công tác của Lý Khang Lộ cho Lưu Nham Phú, tất nhiên là vì Vương Tử Quân đi rất gần với Lưu Nham Phú. Nguồn tiuyenfull.vn. Tôi tin tưởng năng lực của Chủ tịch Nham Phú. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Trúc Phu Bình rồi nói. Trúc Phu Bình nói chuyện 10 phút trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi cáo từ quay về phòng mình, đến khi về đến phòng thì trong lòng hắn vẫn chưa bình tĩnh. Hắn nghĩ đến nụ cười của Vương Tử Quân mà trong lòng đầy cảm giác không phục. Hai bên đều là thường ủy Thị ủy, cùng là phó chủ tịch thành phố, dù hắn không phải là thường vụ nhưng lại công tác nhiều năm, Vương Tử Quân có vị trí trên hắn thì cũng phải thua kém về độ nặng. Vì thế mà trước nay Trúc Phu Bình luôn xem mình mạnh mẽ hơn Vương Tử Quân. Nhưng nếu bây giờ so sánh với Vương Tử Quân thì hắn thật sự cảm thấy uất ức cho vị trí phó chủ tịch của mình. Hắn cố gắng điều hòa tâm tình của mình, sau đó cầm điện thoại lên bấm số, vài tiếng tút vang lên, điện thoại nối thông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vàng của Trương Đảo Long. Chủ tịch Trúc, sự việc kia thế nào rồi? Chương 470, hợp tung liên hoàn đều có tính toán trong lòng. Trúc Phu Bình và Trương Đảo Long có quan hệ không tệ. Lúc này nghe thấy giọng điệu vội vàng của cục điện lực thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khốn khổ thay cho đồng bạn của mình. Những lời mà hắn đã chuẩn bị sẵn cũng không thể nói ra được, hắn chỉ cười nói. Tôi đã liên hệ với Chủ tịch Tử Quân, Chủ tịch vẫn rất hiểu khả năng công tác tốt đẹp của anh. Vậy thì tốt rồi. Trương Đảo Long nói ra hai câu vậy thì tốt, cơ thể giống như thoải mái hơn rất nhiều, giống như được xả hơi. Sau đó hắn mắng lớn. Nhâm Sương Bình rõ ràng là loại bác sĩ nham hiểm, bây giờ thấy Bí Thư Thiết có chuyện thì nhanh chóng chạy sang chân của Đồng Quốc Khánh. Hắn ta ép tôi không phải là để cho Đồng Quốc Khánh xem sao. Không phải muốn cho Bí Thư Thiết mất mặt sao. Còn bà nó, cứ tưởng mình là Bí Thư Thị ủy, tôi khinh. Trúc Phu Bình nghe thấy Trương Đảo Long mở miệng mắng thì thật sự sinh ra đồng cảm, nhưng hắn tuyệt đối không bày tỏ ý nghĩ của mình. Dù hắn và Trương Đảo Long đều là người của Tiết Diệu Tiến. Nhưng những tình huống có thể nói năng cẩn thận thì hắn sẽ tuyệt đối không nói bậy. Vì vậy hắn chỉ khẽ cười mà thôi. Chủ tịch Nhâm, Trúc Phu Bình đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nếu nói trong khu văn phòng khối chính quyền thành phố người nào linh thông tin tức nhất thì đó phải là thư ký trưởng Đào Chính Đào. Người này là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền, hắn công tác thật sự nhận được sự hài lòng và tán thưởng của Nhâm Sương Bình. Lúc này Nhâm Sương Bình khẽ vung vẫy cây bút trong bàn tay. Trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhưng sau đó lại nói. Bây giờ anh Trúc lại muốn chạy sang ôm đùi Vương Tử Quân, xem ra lúc này trận tuyến của anh Tiết bên kia đã loạn. Đào Chính Đào biết rõ anh Tiết là ai, nghĩ đến tình huống trước kia lãnh đạo của mình nhắc đến Tiết Diệu Tiến, dù là đối diện với người nào thì cũng một hai xưng hô Bí Thư Tiết, lúc đó trong lòng hắn thật sự có chút cảm giác đau lòng. Nhưng bây giờ hắn đã không còn cảm giác kia. Hắn thật sự hy vọng Nhâm Sương Bình có thể lợi dụng cơ hội lần này để có thể tiến lên một bước, cũng dìu dắt mình tiến lên một bước, thế nên hắn lại càng không dám đắc tội với Chủ tịch Nhâm Sương Bình vào lúc này. Chủ tịch Nhâm, tôi cảm thấy thật sự là như vậy, nhưng ngài cũng không thể không đề phòng loại người như Vương Tử Quân. Anh Đào cứ yên tâm, Vương Tử Quân này dù có chút bản lĩnh nhưng còn chưa đủ tư cách để có thể được đẩy lên làm Bí Thư Thị ủy. Nhâm Sương Bình dùng giọng hăng hái giống như đã nắm bắt được tất cả để nói với Đào Chính Đào.
Đào Chính Đào là người làm thư ký trưởng nhiều năm, rất có thủ đoạn hầu hạ các vị lãnh đạo. Bây giờ thấy Nhâm Sương Bình lên tinh thần như vậy thì cũng nhanh chóng nói ra vài câu vui vẻ, cố gắng làm cho tâm tình của Chủ tịch Nhâm càng vui vẻ hơn. Ơn Đào, sự việc xảy ra ở khu quy hoạch kỹ thuật cao thật sự quá kịp thời, Trương Đào Long là ái tướng tâm phúc của Tiết Diệu Tiến, bây giờ sẽ là một con khỉ bị đưa lên bàn mổ. Nhâm Sương Bình khẽ cong miệng cười hì hì nói. Sự việc này phải nghiêm túc điều tra, phải xử lý thật nghiêm, phải dùng tốc độ nhanh nhất để làm cho đám cán bộ không tuân theo quy củ một bài học nhớ đời. Chủ tịch Nhâm cứ yên tâm, phòng giám sát của khối chính quyền thành phố sẽ cố gắng điều tra cho thật tốt. Đào Chính Đào dùng giọng cực kỳ có tinh thần nói với Nhâm Sương Bình. À, anh Đào, anh cũng đã ở trên vị trí thư ký trưởng văn phòng không ít năm, nói ra cũng đã đến thời điểm đề bạt, nhưng nếu không có anh làm quản gia thì tôi thật sự khó thể nào phản ứng kịp. Nhâm Sương Bình cũng không nhắc đến khu quy hoạch kỹ thuật cao, hắn thay đổi chủ đề nói về những chuyện liên quan đến Đào Chính Đào. Đó là những lời mà Đào Chính Đào thật sự thích nghe nhất, hắn thấy Chủ tịch Nhâm nói về mình thì khẽ chà sát tay nói. Chủ tịch Nhâm, tôi cũng quen công tác ở bên cạnh ngài, sau này ngài cũng không thể không quan tâm đến tôi được, tôi còn muốn tiếp tục phục vụ ngài ở công tác bên phía thị ủy. Đào Chính Đào nói những lời vỗ mông ngựa với Nhâm Sương Bình, lại lờ mờ biểu hiện tâm ý của mình. Hắn nói đến thị ủy phục vụ cho Nhâm Sương Bình, chính là Nhâm Sương Bình biến thành bí thư thị ủy, chính mình tiếp tục phục vụ sẽ là thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Ha ha ha, tốt, anh Đào, tôi cũng không nỡ rời xa anh, hai chúng ta sau này sẽ vẫn là như thế này. Nhưng bây giờ anh cũng không thể mãi tiếp nhận công tác văn phòng, bây giờ Lý Khang Lộ xảy ra chuyện, phần công tác kia còn chưa có ai gánh vác, tôi thấy bây giờ anh nên vung tay lên ngựa gánh vác trọng trách. Như vậy sau này đề bạt cũng sẽ dễ nói hơn. Nhâm Sương Bình lên tiếng làm cho Đào Chính Đào thật sự vui sướng, chưa nói phạm vi phân công công tác của Lý Khang Lộ là thật sự béo bở, nếu dùng thân phận thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền để chủ quản công tác của một vị phó chủ tịch thành phố, như vậy chẳng khác nào tăng thêm độ nặng cho mình. Nếu hắn thật sự làm tốt công tác, như thế chuyện đề bạt lên phó chủ tịch cũng không là vấn đề. Thế là hắn thật sự cảm ơn rối rít đi ra khỏi phòng làm việc của Nhâm Sương Bình. Nhâm Sương Bình nhìn hình bóng Đào Chính Đào bỏ đi, gương mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn không phải cũng chỉ nói cho hay về phương diện đề bạt Đào Chính Đào, hắn nói và thật sự muốn làm như vậy. Đối với Nhâm Sương Bình thì bây giờ tiến lên làm bí thư thị ủy chỉ là chuyện xếp hạng ba mà thôi. Chuyện quan trọng đầu tiên là hắn cần phải nhanh chóng xác lập quyền uy của mình trong thành phố Đông Bộ. Trước kia vì làm tốt quan hệ với Tiết Diệu Tiến mà hắn luôn nịnh bợ, thế cho nên uy tín của hắn trong ban ngành là cực kỳ thấp. Bây giờ nhà của Tiết Diệu Tiến đã sắp đổ, Nhâm Sương Bình đã có tư thế sắp tiến lên thay thế cho chức vụ bí thư thị ủy, như vậy hắn phải xác lập uy tín cho chính mình. Muốn xây dựng được uy tín phải thực hiện được hai vấn đề, một là nắm được quyền nhân sự, chỉ cần mình có thể bổ nhiệm được Đào Chính Đào để đám người kia thấy được hy vọng, như vậy uy tín của mình sẽ tăng lên. Một vấn đề còn lại chính là phải đè được người ta, cũng giống như trên, chính là đẩy một người rời khỏi vị trí, làm cho người ta phải sợ hãi khi đối đầu với mình. Hai phương diện kia đều có thể xác lập được uy tín, Nhâm Sương Bình chọn phương án đẩy ngã Trương Đào Long, nhưng hắn lại thầm cảm thấy đối tượng thích hợp nhất để mình lập uy chính là Vương Tử Quân. Nghĩ đến Vương Tử Quân thì Nhâm Sương Bình cảm thấy hàm răng của mình ngứa ngáy điên cuồng, vị phó chủ tịch thường vụ kia tồn tại ở bên cạnh giống như cái xương mắc trong cổ. Chính hắn cũng không thể không thừa nhận cái xương kia cực kỳ khó gặm. Đợi đến khi mình làm bí thư thị ủy, để xem tên khốn Vương Tử Quân kia còn ầm ĩ được gì. Nhâm Sương Bình thầm mắng một câu, sau đó hắn bắt đầu suy xét những vấn đề khác. Trước mắt hắn phải lập ra uy tín, sau đó phải có được chút thành tích. Hắn đã có kế hoạch ở phương diện này, nghĩ đến tình cảnh mình bàn bạc với người kia mà hắn chợt cảm thấy hưng phấn. Nếu kế hoạch kia được thực hiện, tin chắc cả tỉnh, thậm chí là cả các tỉnh chung quanh cũng phải giật mình. Nhâm Sương Bình vô thức gõ tay lên mặt bàn, hắn thản nhiên dựa lưng lên ghế, trong miệng khẽ hát một đoạn kinh kịch. Dưới sự giám sát của Nhâm Sương Bình, sự việc liên quan đến khu quy hoạch kỹ thuật cao được điều tra rất nhanh chóng, chỉ mất một ngày đã có bản báo cáo xuất hiện trên bàn làm việc của hắn. Hắn nhìn bản báo cáo điều tra, gương mặt càng xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Chính Đào làm không tệ, anh in ra hai phần cho tôi cần dùng đến nó. Nhâm Sương Bình khẽ vung bản báo cáo trong tay rồi dùng giọng hài lòng nói với thư ký trưởng Đào Chính Đào. Đào Chính Đào nghe được lời tán thưởng của Chủ tịch Nhâm thì trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn đã bỏ ra không ít sức lực vì bản điều tra này,
Bây giờ nhận được lời tán thưởng của Chủ tịch Nhâm, tất nhiên hắn cảm thấy những cố gắng của mình là không phí công. Đào Chính Đào nhận bản báo cáo trong tay của Nhâm Sương Bình, hắn chạy như điên về phía phòng in ấn. Khi Nhâm Sương Bình đọc báo cáo kiểm tra thì trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, La Hồng Trương đang nhanh chóng trả lời câu hỏi của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, sự việc là như vậy, khi ấy cũng tôi cũng không dự đoán được bọn họ sẽ có phản ứng mạnh mẽ như vậy. La Hồng Trương dùng ánh mắt cực kỳ cẩn thận nhìn Vương Tử Quân, hắn cúi đầu lên tiếng. Dù hắn là thân thích của Triệu Nguyên Cố, thế nhưng hắn vẫn hiểu rõ vài vấn đề có liên quan. Triệu Nguyên Cố dù làm tấm ván bắc cầu cho hắn, nhưng muốn được Chủ tịch Vương tán thành thì còn phải xem biểu hiện của hắn là như thế nào. Hắn lên tiếng cũng không khác gì nội dung báo cáo ngày hôm qua, nhìn qua cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Vương Tử Quân nghe xong thì nhìn La Hồng Trương nói. Không dự đoán được cũng không có nghĩa là các anh không có trách nhiệm, công tác cần phải xem xét tinh tế, cũng không được nói những lời chối bỏ trách nhiệm. Nếu các anh công tác nghiêm túc và cẩn trọng hơn, sẽ không xuất hiện vấn đề vào lúc này. Chủ tịch Vương, chúng tôi phát sinh vấn đề trên phương diện công tác, đối với những vấn đề này thì hôm qua Bí Thư Trương đã lên tiếng nhận kiểm điểm. La Hồng Trương thấy lời nói của Vương Tử Quân cực kỳ nghiêm túc thì vội vàng lên tiếng. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Kinh nghiệm công tác nhiều năm dưới cơ sở đã nói cho hắn biết rõ, nhiều khi lãnh đạo lên tiếng phê bình nặng nề cũng không phải là chuyện gì xấu, đôi khi phê bình anh chính là xem anh như người một nhà. Trong sự kiện lần này Trương Đảo Long khó tránh khỏi trách nhiệm, La Hồng Trương cũng có trách nhiệm không nhẹ, dù sao thì hắn cũng là phó chủ nhiệm được phân công quản lý của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Vương Tử Quân gật đầu từ chối cho ý kiến, La Hồng Trương dù không rõ Vương Tử Quân có ý gì, thế nhưng sự việc đã đến nước này thì hắn cũng không thể không cứng đầu nói. Chủ tịch Vương, sự việc lần này chúng tôi thừa nhận mình đã làm không tốt và gánh vác trách nhiệm, nhưng tất cả đều xuất phát từ góc độ có lợi cho sự phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của La Hồng Trương nhưng lại không lên tiếng đáp trả. La Hồng Trương nói về những hạng mục công tác không dễ dàng gì trong khu quy hoạch kỹ thuật cao, nào là liên hệ với chính quyền và đảng ủy, làm công tác với nhân dân, v.v. Sau khi tố khổ một lúc lâu thì La Hồng Trương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân không bày tỏ điều gì nhưng La Hồng Trương cũng hiểu lần này mình đến không uổng công. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn La Hồng Trương rời đi, trong lòng suy tư về những gì mà đối phương vừa nói. Theo những gì mà La Hồng Trương đã nói thì Vương Tử Quân cảm thấy sự kiện lần này nên xử lý theo kiểu giảm bớt lực ảnh hưởng là lựa chọn hay nhất. Nhưng Nhâm Sương Bình là người muốn nắm sự việc lần này để biến thành một đòn tấn công mãnh liệt với Tiết Diệu Tiến thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa hắn ở trên sự việc lần này sẽ bày tỏ thế nào? Vương Tử Quân thầm suy xét vài vấn đề, hắn chợt cảm thấy trong lòng rối loạn. Hắn nhấc điện thoại gọi cho Triệu Quốc Lương, để Triệu Quốc Lương thông báo cho Thái Thần Bân đi theo mình ra ngoài một chuyến. Triệu Quốc Lương thấy vẻ mặt Vương Tử Quân khá ngưng trọng, hắn cũng không dám nói nhiều. Sau khi Vương Tử Quân phân phó đi đến khu quy hoạch kỹ thuật cao thì chiếc xe Audi màu đen đã chạy đi như bay. Khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố Đông Bộ vì vừa mới được quy hoạch xây dựng nên nhìn qua chỉ là một khu đất vừa được định hình mà thôi, lẻ loi giữa vùng đất trống đó là vài xí nghiệp đang hoạt động sản xuất. Vì Vương Tử Quân không được phân công quản lý khu quy hoạch kỹ thuật cao, thế nên trước nay hắn chỉ đến địa điểm cắt băng khánh thành khu quy hoạch kỹ thuật cao một lần mà thôi, sau đó cũng chưa từng đến nơi này. Chủ tịch Vương, có nên thông báo cho chủ nhiệm La hay không? Triệu Quốc Lương nhìn Vương Tử Quân đang đưa mắt nhìn qua cửa sổ rồi lên tiếng hỏi. Vương Tử Quân chợt lắc đầu nói. Chúng ta chỉ đến xem, cũng đừng làm ảnh hưởng đến bọn họ. Thần Bân, đi đến con đường mà khu quy hoạch kỹ thuật cao đang xây dựng. Thái Thần Bân lên tiếng đồng ý, một lát sau đã đi đến một con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng còn chưa kịp thi công. Con đường này có lẽ cũng phải 8 làn xe, cũng sẽ là một con đường lớn trong thành phố Đông Bộ. Xe chạy không quá xa thì thấy nhiều ngôi nhà bị phá hủy, Vương Tử Quân thấy những căn nhà kia rất tồi tàn nhưng lại nằm chắn ngay giữa đường. Chủ tịch Vương, khu quy hoạch kỹ thuật cao vừa rồi đã tiến hành cưỡng chế ở chỗ này. Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân bảo dừng xe lại thì lên tiếng. Vương Tử Quân gật gật đầu, hắn định xuống xe, đúng lúc thấy trong khoảng sân của căn nhà kia có một tên thanh niên đang đi qua đi lại rồi lớn tiếng nói. Nhà này là của chúng ta, tiền các người đã nhân, chúng ta không bán. Vương Tử Quân nghe được âm thanh kia thì chợt sững sờ, thế là cũng không xuống xe mà nhìn về phía tên thanh niên đang lên tiếng. Đó là một tiểu tử hơn 20, cơ thể tráng kiện giống như một con trâu,
lúc này hắn đang cực kỳ tức giận, đang vung vẫy hai tay nói với người trong nhà. Trình Nhị Đắc, tôi nói cho anh biết, nhà này là bố anh đã bán cho tôi, chúng ta có hợp đồng giấy trắng chữ đen, anh nói không bán là sao? Cũng không nhìn lại xem mình là gì. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi ra, lúc này trên mặt tên kia có treo nụ cười khinh thường. Khi thấy tên đàn ông này thì Vương Tử Quân không khỏi có chút chấn động, đây không phải tên đàn ông mình đã gặp ở cổng khối chính quyền thành phố sao? Triệu Ngọc Sơn, mày rõ ràng là loại lừa đảo, nếu mày không sớm biết nhà tao ở trong khu giải tỏa đền bù, mà sẽ mua nhà tao sao? Hơn nữa số tiền mày trả thậm chí còn không đủ đóng học phí cho con tao, con bà nó cùng là hàng xóm với nhau, sao mày lại khốn nạn như vậy? Nguồn tiuyenfull.vn. Trình Nhị Đắc sau khi nghe thấy đối phương lên tiếng thì càng tỏ ra tức tối, hắn vừa mắng vừa tiến lên ép sát người Triệu Ngọc Sơn. Nếu nói về hình thể thì Triệu Ngọc Sơn cao lớn như trâu và Trình Nhị Đắc kém xa, thế nhưng Triệu Ngọc Sơn không những tỏ ra sợ hãi còn lớn tiếng nói. Trình Nhị Đắc, mày làm gì vậy? Muốn đánh nhau sao? Vậy thì cứ đánh vào đây này, nếu mày không đánh thì sẽ là cháu tao. Tao nói cho mày biết này Trình Nhị Đắc, anh đây cái gì cũng sợ, chỉ duy nhất không sợ đánh nhau. Chương 471, đánh chó còn phải xem mặt chủ. Nhị Đắc, cậu muốn làm gì? Khi Trình Nhị Đắc vung nắm đấm thì một tên người đàn ông chạy đến, người này hơn 50, gương mặt đen nhẻm, trên người khoác một chiếc áo đơn sơ. Lão chạy vài bước đã đến bên cạnh Trình Nhị Đắc. Tiểu tử ngốc này, muốn làm gì vậy? Còn không tranh thủ cút về nhà đi. Triệu Ngọc Sơn thấy người đàn ông kia chạy đến thì gương mặt chợt trầm xuống. Ông Trình, con trai ông thật sự rất hung hăng, chúng ta đã ký hợp đồng mua bán, còn chuẩn bị đánh cả tôi, đúng là sinh được đứa con tốt. Cậu Ngọc Sơn, cậu cũng đừng chấp nhất đứa bé này. Từ nhỏ nó đã không có mẹ, tôi làm cha thật sự quản giáo không tốt, nếu nó có gì không đúng thì kính xin cậu nể mặt tôi, tha thứ cho một chút. À, bác Trình đã nói như vậy thì tôi cũng không chấp nhất. Nhưng tôi phải nói rõ ràng, hôm nay đứng trước mặt con của bác, tôi hỏi bác có phải đã tự nguyện bán căn nhà này cho chúng tôi rồi không? Bây giờ căn nhà này đã được giải tỏa, con của bác lại muốn đến lấy nhà về, ông nói xem có phải là đùa quá trớn rồi không? Triệu Ngọc Sơn vừa nói vừa chỉ về phía căn nhà. Bác bán nhà cho tôi không trả cho bác thiếu một đồng nào, bây giờ bác lật lọng như vậy, có phải cảm thấy tôi dễ ức hiếp quá không? Cậu Ngọc Sơn, Triệu Ngọc Sơn. Con bà nó mày đúng là gái điếm nhưng lại muốn người ta lập bàn thờ, giống như trên đời này chỉ có mình mày là người tốt vậy. Người nào không biết nhà các ngươi đã sớm biết nơi này sắp di rời giải tỏa, thôn của chúng tao có hơn 20 nhà, anh em chúng mày mua hơn 9 nhà, mày tưởng chúng tao là những đứa ngốc sao? Trình Nhị Đắc thấy Triệu Ngọc Sơn ức hiếp bố mình, lại nói với lý lẽ hào hùng như vậy, thế là trong lòng rất căm tức, không khỏi chỉ về phía Triệu Ngọc Sơn rồi chửi ầm lên. Trình Nhị Đắc, tiểu tử mày đừng đứng đây nói bậy, mày thử to mồm một lần nữa xem ông có cho mày biết tay không. Chúng tao đã sớm biết được tin tức chỗ này sẽ di rời giải tỏa, như vậy thì thế nào? Triệu Ngọc Sơn nhìn lướt qua Trình Nhị Đắc, sau đó lớn tiếng nói. Trình Nhị Đắc cũng là một người nóng tính, thấy Triệu Ngọc Sơn kiêu ngạo như vậy thì giống như sao hỏa đụng địa cầu, lửa giận bùng lên dữ dội. Khi Trình Nhị Đắc chuẩn bị ra tay thì lại bị bố vỗ mạnh lên vai. Tiểu tử hồn đãn muốn làm gì vậy? Theo tôi quay về. Ông lão vừa túm lấy Trình Nhị Đắc vừa cố sống cố chết kéo vào nhà. Trình Nhị Đắc, mày nếu thật sự có gan thì ở lại cho tao. Triệu Ngọc Sơn thấy Trình Nhị Đắc bị bố kéo đi thì càng tỏ ra đắc ý, nhanh chóng thét gào với Trình Nhị Đắc. Ông Trình giữ chặt lấy con trai Trình Nhị Đắc, không cho hắn quay đầu lại. Thế là hai cha con bọn họ rời khỏi căn nhà dưới vẻ hùng hổ tức tối của Triệu Ngọc Sơn. Chú! Vừa rồi là có chuyện gì vậy? Vương Tử Quân từ trên xe bước xuống không khác gì một thanh niên bình thường, hắn đưa một điếu thuốc cho ông Trình đang ngồi trên mặt đất rồi mở miệng tùy ý hỏi. Không có gì, chỉ là chút chuyện trong nhà mà thôi. Ông Trình nhận điếu thuốc rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Tử Quân, khi phát hiện đây chỉ là một tên thanh niên hơn 20 thì yên lòng trở lại, nhưng lại không nói một lời về sự kiện vừa rồi. Vương Tử Quân cười cười, cũng không tiếp tục hỏi. Kinh nghiệm công tác ở xã Tây Hà Tử đã nói rõ cho hắn biết nên liên hệ với những người dân chất phác này như thế nào, thế nên hắn mới lấy thuốc mời và thuận tiện nói về chuyện nhà cửa với ông Trình, đồng thời cũng nhanh chóng nói ra thân phận của mình, hắn nhanh chóng biến thành một giáo viên. Khi nói chuyện với ông Trình thì hắn biết thôn này gọi là Triệu Lâu Thôn, hiện tại nằm trong khu vực quản hạt của khu quy hoạch kỹ thuật cao,
cả nhà ông Trình đều ở trong thôn Triệu lâu này. Chú Trình, vừa rồi cháu nghe nói đến chuyện nhà cửa, rốt cuộc có chuyện gì sao? Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, thế là nhanh chóng chuyển đề tài lên đúng trọng điểm. Ông Trình tuy muốn hành quân lặng lẽ chẳng muốn nhắc đến tình huống cãi vã vừa rồi, thế nhưng trong lòng lại rất không thoải mái. Lúc này lão thấy Vương Tử Quân đề cập đến vấn đề thì không tự chủ được phải thở dài một hơi. Nói ra thì chuyện này cũng là lỗi của tôi, nếu lúc đó không ham điều kiện của anh em Triệu gia, tôi cũng sẽ không bán nhà của mình cho anh em của bọn họ. Bây giờ thì chính quyền di rời giải tỏa căn nhà để xây dựng khu quy hoạch kỹ thuật cao, giá tiền tăng lên gấp đôi, chúng tôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có lý cũng không thể mở miệng được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nối tiếp của ông Trình thì thuận thế hỏi. Xem ra anh xem Triệu gia thật sự có ánh mắt đầu tư, người ta quá may mắn, cũng không còn cách nào khác. Cái gì mà may mắn, bọn họ có người công tác trên thị ủy, đã sớm biết khu vực này sắp đền bù giải tỏa, thôn này có hơn 20 hộ nhưng lại bị bọn họ mua mất 9 nhà. Đám người kia không dám ức hiếp những kẻ nhà giàu, chỉ biết làm khốn khổ đám dân nghèo chúng tôi. Ông Trình lúc này đã xem Vương Tử Quân như một đối tượng thổ lộ, sự việc này bị lão áp chế trong lòng thời gian qua, cực kỳ khó chịu. Lão bán nhà không những tự mình hối hận, thậm chí còn bị cả nhà oán trách, thật sự khó thể nào chịu nổi. Sau một lúc trò chuyện với Vương Tử Quân, lão đã xem người này là đối tượng tâm sự, thế cho nên cũng không giữ lại điều gì, trực tiếp nói rõ tất cả. Chú nói bọn họ cố ý mua nhà để hưởng tiền đền bù với mức chênh lệch cao sao? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói. Bọn họ làm như vậy chính là phạm pháp. Phạm pháp, hi hi. Trong thôn Triệu lâu này thì lời nói của anh em bọn họ chính là pháp luật, hừ hừ. Trình Nhị Đắc vừa rời đi không biết lại từ nơi nào chạy ra, hắn dùng giọng tràn đầy khinh thường nói. Ông Trình đang nói chuyện với Vương Tử Quân thì nghe thấy con trai của mình lên tiếng, thế là không khỏi đứng lên nói. Tên súc sinh này, sao lại nói với thầy Vương như vậy, còn không mau nhận lỗi với thầy Vương. Hừ. Trình Nhị Đắc đưa mắt đánh giá Vương Tử Quân, sau đó nghiêng mặt đi. Căn bản là không có ý nói lời xin lỗi. Con trai có bộ dạng như vậy thì ông Trình cũng tỏ ra rất khó chịu, đúng lúc lão đang bực bội đỏ mặt tía tai thì Vương Tử Quân khẽ vung tay lên nói. Chú Trình, tuy cháu không học pháp luật nhưng sự việc mà anh em Triệu gia đang làm nhất định là trái pháp luật, dù các người từng ký hợp đồng nhưng nếu tố cáo lên tòa án thì hợp đồng kia cũng sẽ bị triệt tiêu. Cậu nói thật sao? Trình Nhị Đắc chợt quay đầu lại dùng giọng khó tin hỏi Vương Tử Quân. Đó là tất nhiên, anh cảm thấy tôi còn lừa anh sao? Vương Tử Quân nở nụ cười tùy ý, ngôn từ rất chuẩn xác. Dù là thật thì chúng tôi cũng không thể tố cáo được, cậu thanh niên à. Cảm ơn thuốc của cậu, chúng tôi đi đây. Ông Trình dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Tử Quân, sau đó kéo tay con trai Trình Nhị Đắc đang định lên tiếng, cả hai đi vào trong thôn không quay đầu lại. Ông Trình kia thật sự quá mẫn cảm, Vương Tử Quân nhìn hai cha con Trình Nhị Đắc đi vào trong thôn. Hắn lắc đầu khẽ cười rồi đi vào trong xe của mình. Chúng ta quay về thôi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khu vực đền bù giải tỏa, sau đó khẽ khoát tay nói với hai người Triệu Quốc Lương. Tiết Diệu Tiến là bí thư thị ủy, trước kia phòng làm việc của hắn thật sự đông như chảy hội, nhưng bây giờ người đến lại ít hơn nhiều. Tiết Diệu Tiến vẫn ngồi thẳng tắp trên ghế của mình ở sau bàn làm việc giống hệt như trước kia, trước mặt hắn là Trương Đảo Long với bộ dạng cực kỳ đông cứng. Trương Đảo Long nhìn về phía Tiết Diệu Tiến rồi nói. Bí thư Tiết, tôi thừa nhận phương pháp của tôi có tồn tại chút vấn đề, thế nhưng ngài cũng cần nghe tôi giải thích. Ngài nghĩ lại mà xem, chúng tôi dùng trăm phương ngàn kế để đẩy mạnh công tác đền bù giải tỏa, cũng không phải đang muốn chứng thực nhiệm vụ của đảng ủy chính quyền với khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng tôi sao? Tên họ Nhâm kia có ý gì? Trên sự kiện này thuần túy là lấy công báo thủ tư, căn bản không cho khu quy hoạch kỹ thuật cao chúng tôi có cơ hội làm kiểm điểm. Lại thừa cơ hội để nắm bắt, người này quá độc ác rồi. Trương Đảo Long trước nay ăn nói khá lớn, hơn nữa bây giờ lại đang tức giận, thế cho nên âm thanh cũng cao hơn bình thường khá nhiều. Tiết Diệu Tiến lau kính, đợi Trương Đảo Long phát tác xong thì lạnh lùng ngẩng đầu nói. Thế nào, cảm thấy mình chịu uất ức sao? Anh cảm thấy oan uổng sao? Thế nào mà anh không nghĩ lại xem, nếu anh làm xong công tác, hiệu suất đề cao, thì còn ai đâm chọc vào anh? Tôi cảm thấy người ta chĩa vào anh là tìm đúng đối tượng rồi, ai bảo bản thân anh công tác không tốt. Rèn sắt phải lợi dụng lúc còn nóng sốt, nếu bản thân không thể nào cứng rắn như thép thì cũng đừng tìm lý do lung tung. Đền bù giải tỏa không phải là một chuyện nhỏ,
anh không thể nào giải quyết nhanh chóng thì dùng phương án cưỡng chế, anh cảm thấy mình là ai? Tiết Diệu Tiến lên tiếng không chừa cho Trương Đảo Long chút thể diện nào. Trương Đảo Long chợt đỏ mặt, hắn cúi đầu trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Bí thư Tiết, tôi cũng không phải muốn chọc giận ngài, tôi chẳng qua chỉ không quen nhìn cách làm của vài người. Bọn họ căn bản không phải nhằm vào sự kiện đền bù giải tỏa lần này, bọn họ chú tâm chĩa vào tôi, bọn họ muốn đẩy tôi ra khỏi vị trí để cho người khác nhìn vào mà sợ hãi, để thấy rõ kết cục đi theo với ngài. Bằng! Tiết Diệu Tiến vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Đảo Long. Trương Đảo Long, không có bất kỳ chứng cứ nào thì đừng nói ra những lời như vậy, những lời này có thể thoát ra từ miệng một chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao được sao? Tôi nói cho anh biết. Nhanh chóng thu lại những lời như vậy, nếu để tôi nghe được những tin đồn như thế, đừng trách tôi không khách khí với anh. Trương Đảo Long có một cảm giác e ngại theo bản năng với Tiết Diệu Tiến, lúc này thấy Bí Thư Tiết Diệu Tiến nổi giận thì nhanh chóng nói. Bí Thư Tiết, ngài không nên tức giận, tôi cũng chỉ nói như vậy trước mặt ngài mà thôi. Tiết Diệu Tiến không nói gì thêm, hắn nâng ly lên làm một ngụm, gương mặt trầm trầm xuống. Hắn đưa mắt xem xét báo cáo. Đây là báo cáo của văn phòng khối chính quyền thành phố, trên văn kiện đã có hai chữ của Nhâm Sương Bình, đã duyệt. Bí thư Tiết, hôm nay sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, nói là xử lý vụ việc đền bù giải tỏa của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Rất nhiều người nói hội nghị thường ủy lần này chủ yếu muốn đẩy một vị chủ nhiệm như tôi ra khỏi vị trí hiện tại. Tôi cũng không quá chú trọng đến vị trí lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng tôi cũng tuyệt đối không thể nhìn đám tiểu nhân làm bậy trên đầu ngài. Trương Đảo Long nhìn gương mặt trầm mặc của Tiết Diệu Tiến, hắn lại tiếp tục lớn gan nói. Tiết Diệu Tiến lấy ra một điếu thuốc, hắn cũng không châm lửa mà đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó nói với Trương Đảo Long. Có một số việc không nên suy nghĩ bậy bạ, thị ủy tổ chức hội nghị thường ủy để xử lý vấn đề của khu quy hoạch kỹ thuật cao, đó là sự quan tâm với công tác của anh. Lúc này anh phải áp chế tâm tính của mình, nếu có bất kỳ hành vi nào hồ đồ, tôi sẽ cắt chức anh ngay. Trương Đảo Long không những không nổi giận với câu nói cứng rắn cuối cùng của Tiết Diệu Tiến, ngược lại gương mặt lại rất vui vẻ. Khi Tiết Diệu Tiến làm bí thư huyện ủy cũng từng nói lời này với Trương Đảo Long, khi đó hắn sinh ra cảm giác bí thư Tiết Diệu Tiến đã bỏ qua cho mình. Trương Đảo Long rời khỏi phòng làm việc nhưng vẻ Tiết Diệu Tiến vẫn rơi vào trầm mặc, điếu thuốc được hắn lật qua lật lại trong tay, hắn cũng không có ý châm lửa. Hội nghị thường ủy lần này thật sự là hội nghị lần đầu tiên mà Tiết Diệu Tiến không thể nào nắm chắc. Không những tình cảnh của hắn lúc này rất khó khăn, thậm chí nhìn vào sự kiện của khu quy hoạch kỹ thuật cao thì càng thấy mình rơi vào tình huống bất lợi. Gọi thư ký trưởng đến đây cho tôi. Tiết Diệu Tiến bấm một số điện thoại rồi dùng giọng trầm trầm phân phó thư ký Trương Hiểu Đông. Có câu nước lên thuyền lên nước rút thuyền xuống, Trương Hiểu Đông thật sự có cảm xúc rất sâu với tình hình vào lúc này. Hắn là thư ký của Tiết Diệu Tiến. Bình thường hắn là một cái thang mà bất kỳ lãnh đạo đơn vị hay ban ngành nào ở thành phố Đông Bộ cũng phải đi qua. Nhưng bây giờ vật đổi sao đời, khi Tiết Nhất Phàm bị cơ quan chấp pháp đưa đi, địa vị của hắn cực kỳ lung lay. Dù bây giờ ngoài sáng thật sự không có biểu hiện gì cả, thế nhưng Trương Hiểu Đông lại có thể nhìn thấy nhiều ý nghĩa trên gương mặt cực kỳ ẩn giấu kia. Bọn họ phần lớn đều cho rằng Bí Thư Tiết đã không còn khả năng giữ được chức vụ, thế cho nên bắt đầu làm bất hòa mối quan hệ với Bí Thư. Nếu không để đến khi Nhâm Sương Bình tiến lên làm bí thư thị ủy thì chỉ sợ rằng bọn họ sẽ bị tính sổ. Trước khi Trương Đảo Long đến phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến thì đã có liên lạc với Trương Hiểu Đông, bây giờ Trương Hiểu Đông nghe bí thư Tiết Diệu Tiến phân phó như vậy thì trong lòng chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Hạc Dương. 10 phút sau Lý Hạc Dương đến phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến, hắn đứng ở vị trí của mình ngay trước bàn làm việc theo thói quen, sau đó nói. Bí thư Tiết. Anh tìm tôi sao? Tiết Diệu Tiến nhìn thoáng qua Lý Hạc Dương, lúc này mới nói. Cũng không phải tìm cậu sao? Hà Dương, ngồi xuống đi. Tiết Diệu Tiến khẽ đặt văn kiện trong tay xuống, sau đó lại đưa một văn kiện do khối chính quyền đưa đến cho Lý Hạc Dương. Hạc Dương, cậu xem qua văn kiện này đi. Lý Hạc Dương cúi đầu nhìn văn kiện, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng. Thật ra trước khi đến phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến thì hắn đã được đọc qua văn kiện này. Dù sao thì hắn cũng là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, những văn kiện đưa đến tay bí thư Tiết Diệu Tiến đều phải được hắn xem xét từ trước đó. Đây là văn kiện của phòng giám sát. Lý Hạc Dương khẽ đặt văn kiện xuống trước mặt bí thư Tiết rồi khẽ nói. Ừ, Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Lý Hạc Dương. Bí thư Tiết,
tôi thấy chuyện này chủ yếu là chĩa vào Trương Đảo Long. Sự kiện lần này xảy ra, tôi cảm thấy nhóm Trương Đảo Long dù có phạm sai lầm nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như một số người đang nghĩ, ở rất nhiều vấn đề bọn họ nhìn vào bằng ánh mắt một phân thành hai. Lý Hạc Dương cầm lấy một điếu thuốc rồi dùng giọng điệu suy xét cẩn thận nói. Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu, hắn gọi Lý Hạc Dương đến chính là muốn nói như vậy, nhưng bây giờ nghe thấy Lý Hạc Dương nói rõ ràng thì không tiếp tục che giấu nữa. Anh liên hệ với bí thư Phạm và bí thư Bằng cho tôi. Vâng, nhưng bí thư Tiết, anh xem chuyện này chúng ta có nên liên hệ với Chủ tịch Vương không? Lý Hạc Dương trầm ngâm một chút rồi khẽ nói với Tiết Diệu Tiến. Liên hệ với Vương Tử Quân. Vẻ mặt Tiết Diệu Tiến chợt trở nên không tốt, hắn đã công tác nhiều năm ở thành phố Đông Bộ, bình thường người ta đều phải nhìn vào mặt hắn mà công tác, bây giờ tất cả đã có phần biến đổi. Anh cảm thấy điều này là cần thiết sao? Tiết Diệu Tiến cũng không từ chối nhưng cũng không đồng ý, giọng điệu của hắn không cao nhưng lại tràn đầy nghi vấn. Lý Hạc Dương cũng không nói gì thêm, Tiết Diệu Tiến dù không nói rõ ý nghĩ của mình, nhưng Lý Hạc Dương là tâm phúc của Tiết Diệu Tiến. Hắn nào không biết rõ bí thư Tiết Diệu Tiến đang nghĩ cái gì. Khi Lý Hạc Dương đề xuất liên hệ với Vương Tử Quân, lúc này trong một quán trà, Nhâm Sương Bình đang ngồi với bí thư Phạm Bằng Phi. Hai người ở trong một gian phòng, không có lái xe và thư ký đi theo, hai người giống như đã xóa bỏ tất cả hào quang trong ánh mắt, ngồi uống trà giống hệt như hai người đàn ông bình thường. Anh Phạm, chúng ta đã làm đồng sự với nhau khá lâu rồi phải không? Nhâm Sương Bình khẽ uống hai hớp trà rồi phá vỡ bầu không khí yên lặng. Phạm Bằng Phi hiểu rõ mục đích Nhâm Sương Bình tìm mình, thế nhưng hắn vẫn đến đây. Lúc này nghe được câu mở màn của Nhâm Sương Bình, hắn cũng cười nói. Đã làm đồng sự hơn 10 năm, thời gian trôi qua khá vui vẻ, chỉ chớp mắt thì, hì hì, cả hai đã già rồi. Đúng vậy, nhớ năm xưa anh công tác ở huyện Đằng Nhạc, khi đó anh là bí thư huyện ủy, là một vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhất thành phố Đông Bộ chúng ta. Nhâm Sương Bình cảm khái một câu rồi nói tiếp. Thật sự hoài niệm về tình huống anh truy tôi đuổi ở dưới huyện, cũng vì vậy mà hai bên mới có tình cảm đến bây giờ. Chủ tịch Nhâm, anh đừng nói tôi, anh phát triển trong huyện cũng không tồi, đặc biệt là khi anh tiến lên làm lãnh đạo, thật sự đẩy huyện Đằng Nhạc phát triển lên một nấc thang mới xưa nay chưa từng có. Phạm Bằng Phi thầm đánh giá ý nghĩ của Nhâm Sương Bình, lại mở miệng nói với Nhâm Sương Bình. Ha ha ha, anh Phạm. Hai người chúng ta tuy nhập gánh công tác thời gian không ngắn nhưng lại ít khi cùng dùng cơm với nhau, thế nhưng anh có nghĩ qua chưa, thậm chí là xưa nay cũng chưa từng uống trà chung. Nhâm Sương Bình rót đầy ly trà cho Phạm Bằng Phi, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. Phạm Bằng Phi suy nghĩ một lát rồi vỗ vỗ đầu mình nói. Chuyện này thật sự là tôi chưa từng nghĩ qua, bây giờ xem xét lại thì thật sự rất đúng, trước nay chúng ta cũng chưa từng uống trà với nhau bao giờ. Đấy. Tôi cảm thấy trí nhớ của mình vẫn rất tốt, nhưng này anh Phạm, có lẽ sau này cơ hội để hai người chúng ta cùng ngồi dùng trà sẽ càng thêm tăng tiến mà thôi. Nhâm Sương Bình nâng ly trà lên rồi đột nhiên nói. Bí thư Bằng Phi, anh có cảm thấy bí thư Tiết sẽ tiếp tục giữ vững vị trí của mình không? Phạm Bằng Phi đang suy tư về những lời nói của Nhâm Sương Bình, lại không ngờ Nhâm Sương Bình đột nhiên hỏi như vậy, thế là hắn chợt ngẩn ngơ, đồng thời trong lòng chợt nổ tung. Tiết Diệu Tiến còn có thể tiếp tục ở trên vị trí bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ nữa sao? Ý nghĩa này không những có trong đầu Phạm Bằng Phi một thời gian ngắn, thật sự đã xuất hiện từ lâu rồi. Phạm Bằng Phi có chút trầm ngâm, hắn đang chuẩn bị lấy cớ để từ chối, chợt nghe thấy Nhâm Sương Bình nói. Cũng không có, bí thư Tiết ở trên vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ một thời gian không quá dài, dù Tiết Nhất Phạm xảy ra chuyện thì cũng sẽ ngồi được rất lâu. Anh Phạm, tuy tôi thấy quan điểm của anh là không tồi, nhưng có đôi khi người ta phải đi về phía trước. Sau khi bí thư Tiết ra đi, tôi là bí thư thị ủy, anh là chủ tịch thành phố, thế nào? Lời nói của Nhâm Sương Bình giống như rạch trời xé đất, đập mạnh lên người Phạm Bằng Phi. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Phạm Bằng Phi, cảm giác bị đè nén biết bao năm chợt bùng phát dữ dội. Chủ tịch và phó bí thư nắm công tác tổ chức tuy chỉ có chút cách biệt nhưng lại chính là chênh lệch trời và đất. Làm phó bí thư nắm công tác tổ chức thì rất quan trọng thế nhưng dù gì thì cũng chỉ là một trợ thủ mà thôi, còn chủ tịch thì khác, không những cấp bậc hành chính cao, còn là lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Phạm Bằng Phi ngẩng đầu nhìn Nhâm Sương Bình mà vẻ mặt liên tục biến đổi, thị ủy sẽ tổ chức hội nghị về vấn đề đền bù giải tỏa của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Hội nghị này cũng không phải là Tiết Diệu Tiến sắp xếp, nhưng vì có sự đồng ý của Đồng Quốc Khánh,
lúc này dù Tiết Diệu Tiến có không muốn tổ chức hội nghị thì cũng chỉ có thể ngồi cười trên đài chủ tịch mà thôi. Đồng Quốc Khánh ngồi bên cạnh Tiết Diệu Tiến, cũng giống như những cuộc họp trước đó, nhưng Vương Tử Quân ngồi cách đó không xa lại thấy một vấn đề, tuy Đồng Quốc Khánh không phải ngồi ở vị trí trung tâm, thế nhưng vị trí của Đồng Quốc Khánh chính là trung tâm tất cả ánh mắt của các vị thường ủy thị ủy. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía Đồng Quốc Khánh, hắn thấy Đồng Quốc Khánh tươi cười nhìn mình. Nhâm Sương Bình ngồi đối diện với Đồng Quốc Khánh cũng nở nụ cười tự đắc và khẽ gật đầu với mình. Trưởng phòng Đồng, các đồng chí, từ khi khu quy hoạch kỹ thuật cao được đẩy mạnh xây dựng đến nay đã có tiến độ phát triển rất tốt nhưng cũng có tồn tại không ít tì vết. Chủ đề của hội nghị lần này chính là tìm ra bệnh tật, thấy rõ chỗ thiếu hụt, đẩy mạnh sự phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Tiết Diệu Tiến bắt đầu mở miệng trầm giọng nói với đám người trong phòng họp. Tiết Diệu Tiến tuy đã trải qua đả kích nặng nề, nhưng hắn vẫn là một người trí tuệ chính trị cao vời, có thể làm cho người ta tin tưởng cao độ. Hắn tuy không nói nhiều nhưng lại trực tiếp khoanh vòng tròn cho sự việc ở khu quy hoạch kỹ thuật cao, đó chính là tìm bệnh tật mà không phải là gì khác. Tuy Vương Tử Quân rất tán thưởng thủ đoạn của Tiết Diệu Tiến, thế nhưng từ sâu trong lòng lại thấy thủ đoạn của Tiết Diệu Tiến cũng không quá tốt. Vì nó thật sự không có tác dụng quá lớn, tuy hắn là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, nhưng lúc này cũng không còn là vị bí thư nhất ngôn cửu đỉnh như xưa nữa rồi. Bí thư Tiết nói rất đúng, tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi cũng đã xem xét và hiểu được vài phần về những công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao trong thời gian gần đây. Khu quy hoạch kỹ thuật cao có nhiệm vụ khó khăn, nhưng càng đối mặt với khó khăn thì chúng ta càng không nên lùi bước. Bây giờ khu quy hoạch kỹ thuật cao gặp phải vài vấn đề, điều này yêu cầu chúng ta phải công tác cực kỳ nhiệt tình và có thái độ chăm chú công tác, phải toàn lực thúc đẩy xây dựng khu quy hoạch kỹ thuật cao. Nhâm Sương Bình khẽ gạt tàn rồi tiếp tục nói với Đồng Quốc Khánh. Trưởng phòng Đồng, anh xem lúc này chúng ta có nên nghe một vài báo cáo về công tác đền bù giải tỏa của đồng chí Trương Đảo Long hay không? Báo cáo công tác đền bù giải tỏa khu quy hoạch kỹ thuật cao của Trương Đảo Long được chuẩn bị khá toàn diện, nhưng những câu cuối cùng lại biểu hiện chút tâm tình bất mãn với lãnh đạo thị ủy. Tuy những lời bất mãn kia được nói rất ẩn giấu, nhưng hành động mờ ám của Trương Đảo Long căn bản không thể nào lừa được đám cán bộ thường ủy đã đấu tranh chính trị không ít năm ở chỗ này. Sau khi Trương Đảo Long đi ra khỏi phòng họp thì trên mặt Nhâm Sương Bình chợt lộ ra nụ cười chế nhạo, gương mặt bí thư Tiết Diệu Tiến lại trầm xuống. Nhưng lúc này lão cũng không nói gì, giống như căn bản không thấy những lời nói của Trương Đảo Long có gì không bình thường. Trưởng phòng Đồng, đồng chí Trương Đảo Long vừa báo cáo về tình hình công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao, anh có dặn dò gì với công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao hay không? Tiết Diệu Tiến trầm ngâm một lát rồi trầm giọng hỏi Đồng Quốc Khánh. Bí thư Tiết, trước khi đến tôi đã nói rõ rồi, tôi đến chỉ là nghe, quyết định cụ thể thế nào là do hội nghị thường ủy các anh đưa ra. Đồng Quốc Khánh khẽ khoát tay dùng giọng khiêm tốn nói. Hai người chỉ nói vài câu ngắn ngủi nhưng đã biểu hiện đầy đủ ý nghĩ của mình. Hai câu nói của hai người cũng xem như chiêu thức đầu tiên. Cảm ơn trưởng phòng Đồng đã giúp đỡ công tác của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi ta sẽ nói về các vấn đề trong công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao. Gần đây khu quy hoạch kỹ thuật cao có vài công tác làm tôi thật sự không thỏa mãn, đặc biệt là đồng chí Trương Đảo Long càng phải làm kiểm điểm trong công tác đền bù giải tỏa. Bình thường thì bí thư Tiết Diệu Tiến luôn cho ra quyết định vào lúc sau cùng, nhưng bây giờ hắn lại là người đầu tiên nói ra ý kiến của mình. Tiết Diệu Tiến mở đầu như vậy tuy có nhiều chỗ lợi, thế nhưng nếu một khi hỏng việc, nếu số người phản đối nhiều hơn, như vậy uy tín của bí thư Tiết sẽ ngã đổ trầm trọng. Dù sao thì một vị bí thư không khống chế được hội nghị thường ủy cũng chẳng thể nào là bí thư hợp cách. Bây giờ Tiết Diệu Tiến nói ra ý kiến của mình đầu tiên, cũng không phải nói rằng bí thư Tiết không hiểu nguy hiểm của mình, thế nhưng hắn lại muốn thông qua biểu hiện như vậy để bảo vệ Trương Đảo Long. Thật sự có chút ý nghĩa liều chết bảo vệ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cực kỳ tinh thần của Tiết Diệu Tiến, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác cảm khái. Vương Tử Quân ra tay với Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ là không hối hận, hắn chẳng qua chỉ có chút đồng tình với Tiết Diệu Tiến mà thôi. Bí thư Tiết, tôi cảm thấy kiểm điểm cũng không phải là cách hay để giải quyết vấn đề. Vừa rồi đồng chí Trương Đảo Long báo cáo, tôi phát hiện trong ý nghĩ công tác của đồng chí này có vấn đề. Anh ta cũng không phải tìm cách giải quyết vấn đề, mà lại đẩy tất cả vấn đề vào góc khuất khó khăn khách quan. Tâm tính tìm mọi cách từ chối trách nhiệm, thái độ công tác gặp khó khăn đi đường vòng thế này là một hành vi cực đoan khó thể bỏ qua. Trương Đảo Long là lãnh đạo khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng anh ta lại không nhận thức được rõ vấn đề đang tồn tại của khu quy hoạch kỹ thuật cao, đây là một điều cực kỳ nghiêm trọng.
Tôi cảm thấy nếu muốn tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao, như vậy cần phải nhẫn tâm điều chỉnh ban ngành, phải đưa những người không phù hợp với công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao như Trương Đảo Long rời khỏi ban ngành lãnh đạo. Nhâm Sương Bình tuy không quá lớn tiếng nhưng lại nói rất cứng rắn, rất mạnh mẽ, hơn nữa từng lời từng chữ lại thể hiện đầy đủ quyết tâm xử lý Trương Đảo Long của mình. Người nào cũng biết Trương Đảo Long có quan hệ thế nào với Tiết Diệu Tiến, bây giờ Nhâm Sương Bình muốn đổi vị trí của Trương Đảo Long, Chủ tịch Nhâm có ý nghĩ thế nào thì đám người ngồi nơi đây đều hiểu được rõ ràng. Lúc này từng cặp ánh mắt đảo qua người Tiết Diệu Tiến và Nhâm Sương Bình, cuối cùng rơi lên người Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh căn bản giống như không nhìn thấy những ánh mắt phức tạp và không đồng nhất kia, thậm chí không chỉ là những ánh mắt của đám thường ủy, dù là bí thư và chủ tịch có ý kiến trái ngược nhưng hắn giống như không quan tâm, không biết. Lúc này bầu không khí phòng họp rất bình tĩnh, Tiết Diệu Tiến đã dự đoán được những lời phản đối của Nhâm Sương Bình với mình, cho nên hắn có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Khi hắn nhìn về phía Nhâm Sương Bình, hắn thậm chí còn khẽ nở nụ cười. Mọi người có thể thảo luận về ý kiến của đồng chí Sương Bình, anh Phạm, anh nói trước đi. Phạm Bằng Phi được Tiết Diệu Tiến điểm danh và trở thành mục tiêu mọi người nhìn vào chằm chằm. Phạm Bằng Phi là lãnh đạo hàng thứ ba của thị ủy, là phó bí thư nắm công tác tổ chức, hắn chẳng những có quyền lực rất mạnh, hơn nữa còn đi gần bên Tiết Diệu Tiến. Khi Tiết Diệu Tiến ở miệng yêu cầu Phạm Bằng Phi tỏ thái độ, hầu như ai cũng hiểu bí thư Phạm sẽ đồng ý với ý kiến của bí thư Tiết. Lúc mới bắt đầu hội nghị thì Phạm Bằng Phi vẫn tỏ ra cực kỳ chăm chú, nhưng thực tế trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ sợ chỉ mình hắn biết mà thôi. Sau khi nghe Tiết Diệu Tiến điểm danh mình, Phạm Bằng Phi chậm rãi gấp sổ lại, sau đó hắn nhìn qua bốn phía rồi nói. Đối với vấn đề của khu quy hoạch kỹ thuật cao, tôi đã cẩn thận xem xét, tôi cảm thấy những khó khăn mà đồng chí Trương Đảo Long đang gánh vác là thật sự có tồn tại. Lý Hạc Dương khẽ đặt bút xuống, khi Nhâm Sương Bình lên tiếng thì hắn thầm đổ mồ hôi thay cho bí thư Tiết Diệu Tiến. Bây giờ hắn thấy Phạm Bằng Phi lên tiếng giúp đỡ, cảm thấy lần này Trương Đảo Long có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng dù khó khăn thế nào chỉ cần tư tưởng tốt đẹp là có thể tìm được nhiều biện pháp để vượt qua. Ví dụ như sự kiện đền bù giải tỏa lần này, chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng kết quả thì sao? Đó à, vì một số đồng chí không quan tâm đến phương pháp công tác, không tiến hành liên hệ với quần chúng. Cuối cùng làm cho nhân dân đang rất ủng hộ xây dựng khu quy hoạch kỹ thuật cao phải chạy đến cổng văn phòng khối chính quyền thành phố để kêu oan. Các đồng chí, chuyện thế này chúng ta cần phải xem xét lại. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải phân phối lại ban ngành của khu quy hoạch kỹ thuật cao, phải phân phối làm sao cho hợp lý, phải đưa đến một ban ngành có đủ sức đẩy mạnh xây dựng kiến thiết khu quy hoạch kỹ thuật cao để kéo thành phố Đông Bộ phát triển theo. Phạm Bằng Phi lên tiếng thật sự giống nghịch chuyển đất trời. Tình thế đột nhiên biến đổi làm cho gương mặt Lý Hạc Dương nhanh chóng thay đổi. Phạm Bằng Phi trước kia đều tiến lùi theo bí thư Tiết Diệu Tiến, không ngờ bây giờ lại phản pháo quay sang đâm bí thư Tiết. Một đâm của phó bí thư không những làm cho Lý Hạc Dương cảm thấy bất ngờ, thậm chí là Tiết Diệu Tiến cũng bất ngờ. Hắn không ngờ một phó bí thư luôn nói những lời sát son với mình lại cho ra một kết quả như vậy. Tiết Diệu Tiến lúc này dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Phạm Bằng Phi. Nhưng nghênh đón ánh mắt của hắn là gương mặt đông cứng của đối phương. Lúc này Phạm Bằng Phi giống như không nhìn thấy ánh mắt của bí thư Tiết, vẫn tiếp tục múa bút trên quyển sổ của mình. Tôi cũng giúp đỡ ý kiến của Chủ tịch Nhâm, tôi thấy sự kiện này nên điều tra cho tốt mới được. Bí thư Ủy ban Kỷ luật La Kiến Cường dù thật sự giật mình với những thay đổi bất ngờ của Phó Bí thư Phạm Bằng Phi, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng lên tiếng. Khi La Kiến Cường lên tiếng ủng hộ Nhâm Sương Bình thì có vài vị thường ủy đứng lên bày tỏ ý kiến, ngoài vị trưởng phòng tổ chức Tưởng Tuệ Minh có thái độ lập lờ nước đôi không cho ra ý kiến rõ ràng, hầu như các vị thường ủy khác đều nói lời giúp đỡ với Nhâm Sương Bình. Công lao lớn nhất trong tình huống đánh bại bí thư Tiết Diệu Tiến trên hội nghị thường ủy thật sự chính là Đồng Quốc Khánh ngồi đó không mở miệng, thế nhưng kết quả này lại làm cho Nhâm Sương Bình cực kỳ mừng rỡ. Từ sau khi cùng nhập gánh công tác với Tiết Diệu Tiến, hắn bị Tiết Diệu Tiến bao phủ quá chặt, căn bản bí thư Tiết nói gì phải nghe đó. Nhưng lần này Nhâm Sương Bình không những cải biến được thế cục, hơn nữa đứng trên hội nghị còn kéo được nhiều bộ hạ cũ của bí thư Tiết Diệu Tiến sang chiến tuyến bên mình. Tiết Diệu Tiến thật sự xong rồi, tuy Nhâm Sương Bình cũng không phải lần đầu tiên nghĩ về vấn đề này, thế nhưng lúc này hắn lại không khỏi cảm khái. Lúc này một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng. Thế là ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Tử Quân nãy giờ chưa lên tiếng đang ngồi cách đó không xa. Trong một khoảng thời gian trước đó Nhâm Sương Bình luôn xem Vương Tử Quân là trở ngại trên đường phát triển của mình, nhưng bây giờ hắn đang ở trong cảm giác vui sướng khi đánh bại được Tiết Diệu Tiến,
hắn chợt cảm thấy mình đã đánh giá quá cao Vương Tử Quân. Tên phó chủ tịch thường vụ kia tuy có chút thủ đoạn, thế nhưng nếu so với mình thì còn kém xa. Nếu đã có cơ hội tốt như thế này, Nhâm Sương Bình cũng muốn dạy cho Vương Tử Quân một bài học, để xem đối phương nói thế nào, giúp đỡ Tiết Diệu Tiến hay giúp đỡ mình. Với quan hệ giữa Nhâm Sương Bình và Vương Tử Quân, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ không giúp đỡ cho Nhâm Sương Bình hắn, nhưng nếu giúp đỡ Tiết Diệu Tiến thì xem như đưa đầu vào trong. Hi hi, chỉ sợ đối phương sẽ phải nứt đầu trong vố này. Chủ tịch Vương, anh thấy sự việc này thế nào? Tôi nhớ vị phó chủ nhiệm La chủ quản công tác đền bù giải tỏa của khu quy hoạch kỹ thuật cao chính là người được anh đề cử thì phải. Nhâm Sương Bình khẽ đẩy micro đến trước mặt mình, âm thanh càng thêm vang dội. Từ đầu đến giờ Vương Tử Quân vẫn không mở miệng, lúc này tình thế đang nghiêng về một bên, Tiết Diệu Tiến xem như rơi vào tình huống thất bại hoàn toàn, như vậy đại biểu cho thời đại của bí thư Tiết đang đếm ngược ở thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân đang suy tư về tương lai của thành phố Đông Bộ, hắn chợt nghe thấy lời nói của Nhâm Sương Bình, thế là khẽ đặt bút xuống rồi cười cười nói với Nhâm Sương Bình. Bí thư Tiết, Chủ tịch Nhâm, tôi chỉ muốn nói hai câu, đó là không có điều tra, như vậy sẽ không có quyền lên tiếng. Khu quy hoạch kỹ thuật cao công tác thế nào? Tôi bây giờ không nói lời bình luận, nhưng đối với chuyện đền bù giải tỏa. Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, Triệu Quốc Lương đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn đặt một phần tài liệu đến trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn tài liệu rồi gật đầu thỏa mãn, sau đó hắn đặt tài liệu trong tay xuống nói. Đối với công tác đền bù giải tỏa của khu quy hoạch kỹ thuật cao, tôi cả thấy cũng nên đề xuất phê bình với thái độ công tác của bọn họ. Bọn họ công tác có hiện tượng cầu thả, thế nhưng công tác có sai lầm mới làm cho một vài người hữu tâm chui vào chỗ trống. Trước đó đám người kia đã mua các căn nhà nằm trong diện đền bù di rời với giá thấp, sau đó tiến hành uy hiếp để khu quy hoạch kỹ thuật cao đền bù với giá cao. Vương Tử Quân nói cũng không quá nhiều nhưng làm cho vẻ mặt đám người trong phòng họp chợt có vài phần cổ quái. Nếu như có người cố ý gây rối, đó cũng không còn là vấn đề của ban ngành khu quy hoạch kỹ thuật cao, mà vừa rồi bọn họ lớn tiếng thảo luận với nhau, chỉ là một trò lố bịch. Gương mặt Nhâm Sương Bình chợt đỏ bừng, hắn đang vui sướng hưởng thụ thắng lợi thì bị Vương Tử Quân đánh cho một gậy ngất xỉu. Nhâm Sương Bình trịnh trọng tuyên bố ban ngành khu quy hoạch kỹ thuật cao có vấn đề, căn cứ vào vấn đề của công tác di rời giải tỏa. Nhưng khi hắn đang thắng lợi thì có người nói căn cứ đó có vấn đề, cũng không phải là các đồng chí trong ban ngành khu quy hoạch kỹ thuật cao có vấn đề, là có người dở trò quỷ. Đây là đơn tố cáo tập thể của 9 hộ dân trong vùng di rời giải tỏa của khu quy hoạch kỹ thuật cao với anh em Triệu Ngọc Sơn, đây là đơn khởi tố của tòa án với anh em bọn họ. Vào năm ngoái, khi khu quy hoạch kỹ thuật cao vừa được phê chuẩn thì những người này đã thông qua các loại thủ đoạn để mua lại 9 căn nhà của thôn dân. Vương Tử Quân cũng không tiến hành bình luận về vấn đề này, nhưng càng như vậy thì đám người nơi đây càng hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Khi hắn đưa tài liệu lên thì vẻ mặt bọn họ liên tục biến đổi. Chủ tịch Vương, nếu anh đã biết rõ như vậy sao không lấy ra sớm? Vẻ mặt Nhâm Sương Bình thật sự bức bối, hắn dùng giọng có hơi khàn nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Nhâm, anh cũng thấy rồi đấy, tôi cũng chỉ là vừa nhận được tài liệu này mà thôi. Vương Tử Quân nhìn về phía Nhâm Sương Bình rồi khẽ nói. Vẻ mặt Tiết Diệu Tiến vốn rất tái nhợt chợt khôi phục lại nụ cười, hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói. Chuyện này nếu đã điều tra rõ ràng thì cũng không cần tiếp tục nghị luận, chúng ta nhất định phải đả kích những kẻ lợi dụng lỗ hổng để trục lợi, đặc biệt phải xử lý nghiêm túc kẻ phát tán tin tức. Đám cán bộ của khu quy hoạch kỹ thuật cao cũng công tác không được tốt, nếu bọn họ sớm phát hiện ra được hiện tượng này sẽ không sinh ra vấn đề. Hạc Dương, lát nữa sau khi tan họp anh cho ra một thông cáo của thị ủy, tiến hành phê bình ban ngành khu quy hoạch kỹ thuật cao. Lúc này Tiết Diệu Tiến đã khôi phục lại bộ dạng hăng hái thường ngày. Dù thế nào thì hắn cũng đã quay về vị trí bí thư nhất ngôn cửu đỉnh như trước. Nhưng dù là Vương Tử Quân hay Đồng Quốc Khánh đều hiểu thời đại trước kia của bí thư Tiết đã kết thúc từ lúc này. Quá khứ đã qua, thời đại của mình đã qua, điều này Tiết Diệu Tiến hiểu rất rõ, hắn nhìn Lý Hạc Dương đang làm bản ghi chép, trong lòng sinh ra cảm giác uể oải. Cửa phòng họp chậm rãi mở ra, đám thường ủy từ bên trong đi ra, nhưng lúc đi cũng không quên quay đầu nhìn về phía Vương Tử Quân. Chương 472, lấy oán trả ơn, đắc thế thì càn rỡ. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tử Quân đến phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến, nhưng lúc này Tiết Diệu Tiến ngồi trong phòng làm việc lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ suy sụp tinh thần. Tuy vẫn là người cũ, bàn làm việc cũ,
nhưng Tiết Diệu Tiến lúc này đã làm cho người ta sinh ra cảm giác không còn là một vị bí thư hùng cứ thành phố Đông Bộ, không còn là một vị bí thư chỉ điểm Sơn Hà Nhất Ngôn Cửu Đỉnh nữa rồi. Chủ tịch Tử Quân, cậu ngồi đi. Tiết Diệu Tiến thấy Vương Tử Quân đi đến thì đứng lên rồi vung tay lên nói với Vương Tử Quân. Lúc này Tiết Diệu Tiến giống như có chút phấn chấn tinh thần, lại trở thành vị bí thư làm cho người ta ngưỡng mộ. Cảm ơn bí thư Tiết. Vương Tử Quân cười cười với Tiết Diệu Tiến, sau đó ngồi xuống cách đó không xa. Hiểu Đông, cậu pha bình trà mua về từ lúc đi khảo sát tỉnh Phúc Kiến cho Chủ tịch Vương nếm thử, sau này cũng mong Chủ tịch Vương thường xuyên đến đây uống trà, vì cơ hội uống được trà ngon của tôi là không còn nhiều. Tiết Diệu Tiến thấy Trương Hiểu Đông lấy loại trà bình thường ra chuẩn bị đi pha thì vung tay trầm giọng nói. Trương Hiểu Đông cũng không ngờ Tiết Diệu Tiến lại nói như vậy, thế là cơ thể không khỏi cứng đờ. Nhưng hắn đã làm thư ký cho bí thư Tiết Diệu Tiến được khá lâu, lúc này cũng không thể làm khó được hắn, cho nên hắn tuy có chút khiếp sợ nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Trương Hiểu Đông đặt hộp trà xuống vị trí cũ, sau đó mở một ngăn kéo nhỏ ở bên dưới. Tiết Diệu Tiến không thể nào tiếp tục ở lại thành phố Đông Bộ thời gian quá lâu, đây chính là nhận thức chung của mọi người, nhưng bí thư Tiết nói ra những lời như vậy càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trong sáng của Tiết Diệu Tiến, hắn định mở miệng thì Tiết Diệu Tiến đã khoát tay cản lại. Chủ tịch Tử Quân, cậu không cần phải nói lời an ủi tôi có thể buông vị trí của mình được. 2 năm trước tôi cảm thấy thành phố Đông Bộ này căn bản không thể nào rời khỏi tay tôi. Thế nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra vấn đề, địa cầu vẫn quay mà không cần ai động vào, thành phố Đông Bộ không có tôi vẫn phát triển tốt. Bí thư Tiết, dù là lãnh đạo thượng cấp hay cán bộ dân chúng thành phố Đông Bộ đều hiểu rõ những cống hiến của anh là như thế nào, thành phố Đông Bộ có thành tích phát triển kinh tế như hôm nay đều không ly khai khỏi sự lãnh đạo tài tình của anh. Vương Tử Quân nói ra những lời này thật sự rất thật tình, tuy Tiết Diệu Tiến công tác có không ít khuyết điểm, nhưng hắn công tác vài năm đã thay đổi bộ mặt của thành phố Đông Bộ. Có công trạng đưa một thành phố phát triển trung bình tiến lên vị trí hàng đầu trong tỉnh Sơn Nam, dù là ai cũng không thể chối bỏ được. Tử Quân nói ra những lời này thật sự làm tôi cảm thấy xấu hổ, tôi tuy đã cho ra nhiều công lao nhưng cũng phạm phải không ít sai lầm, tôi đáng lý ra không nên cho con gái. Tiết Diệu Tiến cũng không nói tiếp, Vương Tử Quân cũng không tiếp lời. Vương Tử Quân tuy không chút áy náy vì mình đánh ngã Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ, thế nhưng hắn cũng không muốn giả vờ làm người tốt trước mặt bố của Tiết Nhất Phàm. Cậu xem, tôi lại nhắc đến bọn họ, ai làm thì người đó phải chịu, nếu bọn họ đã làm ra những trò tham ô đến mức như vậy, cũng nên trả giá cho việc mình làm. Tiết Diệu Tiến nói rất thoải mái nhưng Vương Tử Quân có thể nghe được từ trong những lời như vậy có chút khổ sở. Dù sao thì đó là con gái và cũng là một thủ hạ được Tiết Diệu Tiến tán thưởng, nếu sự việc kia rơi lên đầu ai thì khó thể nào tỏ ra thờ ơ cho được. Tiết Diệu Tiến uống một ly trà và vẻ mặt khôi phục như thường, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Tử Quân, nói thật thì lúc đầu tôi cũng phản đối cậu đến nhận chức phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Vì chuyện này mà tôi thậm chí còn từng trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Vương Tử Quân cũng biết rõ điều này, thế nhưng sự việc không ngờ lại được Tiết Diệu Tiến nói ra với mình, vì nó liên quan đến bản thân nên hắn chỉ chọn phương án trầm mặc. Tiết Diệu Tiến cũng không có ý cho Vương Tử Quân mở miệng, hắn cũng không chờ Vương Tử Quân mở miệng mà nói. Lúc đó tôi đề cử Lý Khang Lộ, tôi cảm thấy nếu cậu ta có thể là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, như vậy cậu ta có thể xúc tiến thành phố phát triển mạnh mẽ. Nhưng sự thật chứng minh ý kiến của tôi là sai, chủ tịch Vương đến mới thật sự là một nguồn gió mới cho thành phố Đông Bộ. Chúng ta cũng không nên nhắc lại những chuyện này, sự việc hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu. Tiết Diệu Tiến lại chuyển chủ đề sang khu quy hoạch kỹ thuật cao, nếu không có Vương Tử Quân ra tay, chỉ sợ uy tín của hắn đã mất sạch, thậm chí ngay cả Trương Đảo Long cũng khó thể nào vượt qua kiểm tra. Bí thư Tiết cũng không cần cảm ơn tôi ở sự kiện của Trương Đảo Long, dù sao tôi cũng là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, ngài nói xem có đúng không? Vương Tử Quân nghe thấy Tiết Diệu Tiến lên tiếng cảm tạ mình thì khoát tay chặn lại, sau đó trầm giọng nói. Tiết Diệu Tiến cười cười nói. Chuyện này trước tiên phải cảm ơn cậu, thành phố Đông Bộ có nhiều vị phó chủ tịch, vào lúc quan trọng cũng chỉ có chủ tịch Vương là cho ra chỗ dựa mà thôi. Không đợi Vương Tử Quân lên tiếng, Tiết Diệu Tiến tiếp tục nói. Dù tuyến trên có cho ra đánh giá thế nào về công tác của tôi, nhưng tôi thật sự không còn thích hợp là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ. Sau khi tôi rời khỏi thành phố Đông Bộ, Nhâm Sương Bình rất có thể là người kế nhiệm, nếu giao thành phố Đông Bộ vào trong tay người này,
tôi cũng thật sự không yên lòng. Nhâm Sương Bình có thể kế nhiệm vị trí bí thư của Tiết Diệu Tiến, điều này Vương Tử Quân cũng từng nghĩ tới. Nhưng dù nhìn vào từ bất kỳ phương diện nào, Nhâm Sương Bình nhận chức bí thư của Tiết Diệu Tiến cũng không có bất kỳ tác dụng nào tốt với Vương Tử Quân. Đồng Quốc Khánh không thể nào đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ, hắn sẽ được trọng dụng vào chức vụ khác. Tiết Diệu Tiến xem như hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn không chờ Vương Tử Quân mở miệng thì đã nói đến người Đồng Quốc Khánh. Khi nói đến người này, nói rằng Đồng Quốc Khánh sẽ được trọng dụng vào chức vụ khác, trong lời nói của Tiết Diệu Tiến có chút hâm mộ. Rõ ràng nếu so sánh con đường của mình và Đồng Quốc Khánh, Tiết Diệu Tiến thật sự rất hâm mộ. Vương Tử Quân cũng thấy rất hứng thú với Đồng Quốc Khánh, thế nhưng hắn quan tâm hơn đến vấn đề Nhâm Sương Bình có thể là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ. Nếu Nhâm Sương Bình lên chức, như vậy sẽ là một tai nạn không nhỏ với hắn. Tuy bây giờ nhìn qua thì thấy lực ảnh hưởng của hắn đã vượt qua Nhâm Sương Bình ở khối chính quyền thành phố, nhưng nếu Nhâm Sương Bình tiến lên làm bí thư thị ủy, như vậy ưu thế của hắn với Nhâm Sương Bình sẽ mất sạch. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng không phải là chủ tịch thành phố, chỉ là một vị phó chủ tịch thường vụ, nếu muốn chơi cao tay với một vị bí thư là cán bộ lãnh đạo lâu năm của thành phố Đông Bộ, như vậy là thật sự rất khó khăn. Chủ tịch Tử Quân, tôi cảm thấy Nhâm Sương Bình không phù hợp làm bí thư thị ủy Đông Bộ, ngược lại tôi thấy cậu là người phù hợp hơn. Tiết Diệu Tiến khẽ cười nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Tiết thật sự quá để mắt đến tôi rồi. Vương Tử Quân khẽ cười. Gương mặt khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có. Tiết Diệu Tiến cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, hắn lấy ra một phần văn kiện rồi nói. Ngày hôm qua Nhâm Sương Bình đưa cho tôi một phần báo cáo điều chỉnh phân công của khối chính quyền thành phố, cậu nhìn qua một chút đi. Điều chỉnh phân công công tác khối chính quyền thành phố. Vương Tử Quân chợt sững sốt, nếu nói điều chỉnh phân công công tác của khối chính quyền thành phố, trước khi Nhâm Sương Bình phản ánh với bí thư Tiết thì phải liên hệ với mình cái đã chứ. Nhưng bây giờ đối phương căn bản không thông qua trao đổi với mình, trực tiếp ném báo cáo phân công đến tay Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân khẽ lật qua lật lại bản báo cáo, hắn thấy vài phần phân công công tác cho các vị phó chủ tịch. Trong đó phân công cho mình và các vị phó chủ tịch khác căn bản là không có gì biến đổi, nhưng cuối cùng chính là thư ký trưởng Đào Chính Đào lại là người tiếp nhận phần công tác vốn thuộc về phó chủ tịch Lý Khang Lộ. Với thân phận phó thư ký trưởng kiêm chủ quản khối xây dựng, nếu văn kiện này được thông qua, như vậy địa vị của Đào Chính Đào ở khối chính quyền thành phố sẽ tăng tiến mạnh mẽ, tuy không phải là phó chủ tịch nhưng thậm chí còn nặng hơn các vị phó chủ tịch xếp cuối cùng vài phần. Nhâm Sương Bình là người thúc đẩy sự việc này, tất nhiên uy tín của hắn sẽ tăng mạnh, càng có cơ hội tiến thêm một bước tiếp nhận vị trí chống của Tiết Diệu Tiến. Đồng Quốc Khánh cũng có một phần trong văn kiện này, ngày hôm qua anh ta gọi điện thoại cho tôi, dù không nói rõ nhưng ý nghĩa lời nói lại xem như đồng ý. Tiết Diệu Tiến đưa tay chống eo. Dùng giọng giống như tùy tí nói. Đồng Quốc Khánh cố ý, Tiết Diệu Tiến thì phải đối, nhưng bây giờ âm thanh của Đồng Quốc Khánh thật sự mạnh hơn Tiết Diệu Tiến rất nhiều. Nếu Đồng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình thật sự phổ biến được văn kiện này, chỉ sợ Tiết Diệu Tiến sẽ khó thể nào ngăn cản được. Tiết Diệu Tiến nói đến phần văn kiện thay đổi phân công của khối chính quyền thành phố, ngay sau đó giống như đã quên đi sự việc này. Hắn tiếp tục nói vài lời với Vương Tử Quân về những chuyện không đâu vào đâu. Sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện phân công, nếu bản phân công kia thật sự được chứng thực, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi với hắn. Vương Tử Quân không biết liên hợp các vị phó chủ tịch đối phó với đề nghị này có phải là biện pháp tốt không? Tuy bây giờ đứng bên cạnh Nhâm Sương Bình chỉ có một vị phó chủ tịch, thế nhưng nếu mình biểu hiện quá cường thế ở phương diện này, như vậy Đồng Quốc Khánh sẽ ra mặt. Biết đâu mình sẽ được ăn táo nhưng sẽ thu lấy một mớ rắc rối. Chủ tịch Vương, đây là báo cáo vận hành kinh tế của thành phố trong tháng này. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc được một lúc thì Đào Chính Đào cười ha hả đi đến. Khi thấy Đào Chính Đào đi đến thì Vương Tử Quân không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ đây là cái gì. Nhưng cảm giác sững sờ chỉ đến với Vương Tử Quân sau giây lát, hắn đã nhanh chóng trở lại bình tĩnh tiếp nhận văn kiện của đối phương, hắn vừa xem vừa cười nói. Thư ký trưởng Đào, sao anh lại tự mình đưa đến văn kiện này? Xem ra Quốc Lương làm thư ký không hợp cách rồi. Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng phê bình Quốc Lương, cậu ấy là một mầm mống tốt, cũng là nhân tài của văn phòng khối chính quyền chúng ta, đối với nhân tài thì chúng ta phải cực kỳ coi trọng mới được. Hơn nữa Quốc Lương là thư ký của ngài, tôi là thư ký trưởng cũng là thư ký của ngài, nếu có bất kỳ văn kiện tư liệu nào, tôi đưa đến cho ngài cũng là như vậy mà thôi.
Đào Chính Đào mang theo nụ cười nịnh nọt khẽ cười với Vương Tử Quân rồi nhanh chóng nói. Vương Tử Quân dù không thể nào không thừa nhận câu nói của Đào Chính Đào, nhưng trong miệng lại cười ha hả nói. Anh Đào đúng là, thư ký và thư ký trưởng nào có giống nhau. Mời anh ngồi. Đào Chính Đào cũng không cho Vương Tử Quân cơ hội khách khí, hắn vừa ngồi xuống vị trí không xa Vương Tử Quân, vừa lấy thuốc ra mời Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, thật ra tôi cảm thấy thư ký và thư ký trưởng cũng giống như nhau, chúng tôi đều phục vụ cho lãnh đạo các ngài. Nếu có chuyện gì thì ngài có thể phân phó với tôi, nếu không thì tôi sẽ nghĩ rằng lãnh đạo có ý kiến với mình, như vậy tôi thật sự ngủ không yên. Chủ tịch Vương, tôi còn có một việc xin chỉ thị của anh. Sau khi đàm tiếu hai câu cùng Vương Tử Quân thì Đào Chính Đào chợt nghiêm túc nói. Anh nói đi. Vương Tử Quân biết rõ Đào Chính Đào sẽ không tự nhiên chạy đến phòng làm việc của mình, thế là hắn khoát tay cười nói, tỏ ý cho Đào Chính Đào cứ tự nhiên lên tiếng. Là thế này, Chủ tịch Vương, thời gian sắp tới văn phòng khối chính quyền sẽ có chút điều động nhân sự. Quốc Lương là đồng chí công tác tốt, thành tích rõ ràng, người người đều biết. Hơn nữa cậu ấy có lý lịch tốt, càng là người ở trong phạm vi được đề bạt. Chỉ là danh sách có hạn, thế cho nên Chủ tịch Nhâm cho ra chỉ thị, chủ yếu dùng các cán bộ công tác lâu năm, tuy cần phải nhìn vào năng lực nhưng cũng phải xem xét cống hiến cho thành phố Đông Bộ. Chúng ta cũng không thể để cho các đồng chí công tác lâu năm vì thành phố Đông Bộ phải chịu thiệt thòi được. Đào Chính Đào nói, sau đó tỏ ra có chút khó khăn. Vốn tôi cảm thấy để cho đồng chí Quốc Lương làm trưởng khoa tổng hợp là rất tốt. Nhưng thư ký Triệu Kim Vi của Chủ tịch Sử đã công tác ở thành phố chúng ta hơn chục năm rồi. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của Đào Chính Đào, hắn nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, lại thản nhiên nói. Chuyện đề bạt trong văn phòng khối chính quyền thì anh làm thư ký trưởng cứ làm chủ, nếu đã có chỉ thị của Chủ tịch Nhâm, như vậy anh nên thực hiện theo đúng chỉ thị của lãnh đạo. Đào Chính Đào rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với vẻ mặt tự đắc, bước chân rất thong thả. Hắn cảm thấy bản thân mình giống như nhẹ đi vài phần. Những ngày này đối với Đào Chính Đào thì thật sự giống như vận may đến liên tục, không những hắn có thể theo chân Chủ tịch Nhâm đi đến vị trí quan trọng hơn, mà chính hắn cũng nước lên thuyền lên theo Chủ tịch Nhâm, cũng sải bước tiến tới. Thật sự không uổng phí 2 năm mình bán mạng cho Chủ tịch Nhâm. Đào Chính Đào nghĩ đến tình huống ngày hôm qua tự tay mình đưa văn kiện cho Chủ tịch Nhâm, hắn thật sự cảm thấy rất vui. Tút tút tút. Chuông điện thoại di động vang lên trong túi áo của Đào Chính Đào, hắn vừa đi đường khẽ gật đầu chào hỏi những nhân viên khối chính quyền đang cúi người chào mình vừa nhìn thoáng qua số điện thoại hiện trên màn hình. Alo! Đào Chính Đào tiếp nhận điện thoại rồi dùng giọng thản nhiên nói. Thư ký trưởng Đào, anh có bận rộn gì không? Một âm thanh mang theo vài phần căng thẳng vang lên từ đầu dây bên kia. Kim Vi, nếu là người khác gọi điện thoại thì tôi thật sự có chút bận rộn, nhưng chị gọi điện thoại cho tôi. Tôi dù có bận rộn cũng phải dừng lại. Đào Chính Đào vừa tiếp tục đi về phía trước vừa mở miệng dùng giọng trêu đùa nói. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full. Thư ký trưởng, anh lại cười tôi rồi, nếu như là vậy thì tôi cũng không dám. Tuy Đào Chính Đào không có mấy liên hệ với người phụ nữ này, thế nhưng hắn lại tình nguyện trêu đùa với nàng vài câu, sau đó hắn cười ha hả nói. Kim Vi cũng đừng nên dựa vào tôi, nếu chị dựa vào tôi. Một ông lão như tôi sẽ chịu không nổi. Đáng ghét, thư ký trưởng Đào. Kim Vi, tôi vừa trong phòng làm việc của Chủ tịch Vương đi ra, chị cần phải cảm ơn tôi đấy nhé. Đào Chính Đào nghe thấy giọng nói mềm nhũn của đối phương thì trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác bay bổng. Anh thích thế nào thì cứ như vậy là được chưa thư ký trưởng của tôi. Một giọng nói vui mừng và dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia, điều này làm cho Đào Chính Đào sinh ra cảm giác mê say. Trong lúc đề bạt nhân viên của văn phòng khối chính quyền, Triệu Kim Vi và Triệu Quốc Lương đều là hai vị phó trưởng khoa của khoa tổng hợp, nhưng nếu nói về lực cạnh tranh thì Triệu Quốc Lương mạnh hơn Triệu Kim Vi rất nhiều. Nếu là bình thường thì Đào Chính Đào cũng không có tâm tư gì khác, nhưng bây giờ Nhâm Xương Bình ép quá mạnh, hắn không khỏi cảm thấy lung lay. Vương Tử Quân thì thế nào? Đối phương tuy là phó chủ tịch thường vụ thành phố, thế nhưng trong phương diện điều chỉnh nhân sự của văn phòng khối chính quyền, đối phương phải nghe theo mình. Đồng Quốc Khánh cầm một bản phân công của khối chính quyền thành phố Đông Bộ, hắn vừa xem vừa uống trà, bộ dạng rất nhàn nhã. Nhưng lúc này ngoài phòng làm việc của hắn lại có không khí rất bận rộn, vì mỗi ngày đều có không ít người dùng đủ mọi loại danh nghĩa để tìm đến bắt chuyện và báo cáo với hắn. Đồng Quốc Khánh thật lòng rất chán ghét những hiện tượng này, cho nên đại đa số trường hợp hắn để cho thư ký của mình đối phó,
hắn chỉ gặp những người cần thiết, những người khác căn bản là không tiếp kiến. Tốt tốt tốt. Đồng Quốc Khánh nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó hắn gấp văn kiện lại rồi đứng lên khỏi ghế dùng giọng cung kính nói. Trưởng phòng, tôi là Quốc Khánh. Quốc Khánh, sự việc ở thành phố Đông Bộ thế nào rồi? Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang nói hai câu chuyện phiếm với Đồng Quốc Khánh rồi dùng giọng ân cần hỏi. Trưởng phòng yên tâm, thành phố Đông Bộ không có vấn đề gì, tâm tình của Tiết Diệu Tiến tuy có hơi giảm sút nhưng làm việc rất tốt, phối hợp tốt với tổ công tác, thật sự có lực tác động mạnh và thúc đẩy kinh tế thành phố Đông Bộ tiếp tục phát triển. Đồng Quốc Khánh trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Theo tính toán của phòng thống kê thành phố Đông Bộ, quý một năm nay thành phố Đông Bộ sẽ phát triển mạnh hơn cả năm ngoái. Vậy là tốt rồi, lúc này lãnh đạo tỉnh ủy thật sự rất quan tâm đến tình huống của thành phố Đông Bộ. Sự việc liên quan đến đồng chí Diệu Tiến đã được điều tra rõ ràng, nhưng anh ấy sẽ không thể tiếp tục làm bí thư thành phố Đông Bộ. Lúc này nhiệm vụ chủ yếu của các anh là thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Đông Bộ, tìm phương án phân phối cho thành phố Đông Bộ một ban ngành có lực lượng và có tính tương tác. Tuy trưởng phòng Hứa chỉ nhấn mạnh hai điểm này nhưng Đồng Quốc Khánh đã sớm suy xét rõ ràng, hắn vẫn cung kính nói sẽ làm việc theo chỉ thị của lãnh đạo, cố gắng hết sức hoàn thành phân công của lãnh đạo. Ha ha ha, anh Đồng, anh cũng đừng nói ra những quyết tâm bề ngoài với tôi, nếu anh có quyết tâm thì tìm lãnh đạo tỉnh ủy mà nói, tôi nói cho anh biết tin tức ở phòng tuyên truyền đã xác thực, anh cần phải làm tốt công tác thí điểm, đừng để vịt luộc chín bay đi mất. Hứa Tiền Giang lúc này nói chuyện rất thân thiết. Trưởng phòng Hứa cũng không còn dùng thân phận của lãnh đạo để nói với Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh hiểu rõ ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Hứa, tuy hắn rất muốn sau khi nhận chức sẽ được ngồi ngang hàng với Hứa Tiền Giang, thế nhưng hắn vẫn rất an phận, dù sao thì mình cũng chưa ngồi lên chức vụ kia. Vương Tử Quân nhìn Triệu Quốc Lương rời khỏi phòng làm việc của mình, cảm giác tức giận gia tăng vài phần. Tuy Triệu Quốc Lương cũng không có biểu hiện thất vọng gì cả, thế nhưng Vương Tử Quân cũng hiểu. Triệu Quốc Lương rõ ràng khó thể nào lau đi cảm giác bức bối khi mất đi cơ hội lần này. Vương Tử Quân biết rõ những lời nói của Đào Chính Đào, nhưng đó là vấn đề đề bạt của văn phòng khối chính quyền thành phố, tất cả đều do thư ký trưởng Đào Chính Đào quyết định. Hơn nữa Triệu Quốc Lương là thư ký của Vương Tử Quân, hắn lại càng không thích hợp nói chuyện với Đào Chính Đào. Đào Chính Đào rõ ràng hiểu sâu về vấn đề này, thế cho nên hắn mới tự tìm đến Vương Tử Quân, như vậy cũng xem như ném cho Vương Tử Quân chút thể diện. Càng chặn miệng Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương anh sao có thể dùng người không khách quan, sao có thể mở miệng đề bạt Triệu Quốc Lương cho được. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Nhâm Sương Bình thì có một kế hoạch bùng lên trong đầu Vương Tử Quân, lúc này nó càng lúc càng rõ ràng. Dù thế nào thì hắn cũng phải cản chân Nhâm Sương Bình tiến lên vị trí bí thư thị ủy, Đào Chính Đào lại càng không thể cho làm người chủ quản công tác của Lý Khang Lộ. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi nhấc điện thoại lên. Hắn vừa bấm số thì tổ công tác gọi điện thoại đến. Nhân viên của tổ công tác dùng giọng rất khách khí thông báo cho Vương Tử Quân là Đồng Quốc Khánh muốn tìm gặp nói chuyện. Phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh không cùng tầng với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, đúng lúc Đồng Quốc Khánh đang ghi chép gì đó ngẩng đầu cười cười nhìn hắn, lại dùng giọng khách khí nói. Chủ tịch Tử Quân, anh ngồi xuống đó đi, tôi sắp xếp xong rồi. Đồng Quốc Khánh nói sắp viết xong nhưng đến khi buông bút thì đã quá 5 phút đồng hồ. Trong thời gian Đồng Quốc Khánh ngồi trên bàn làm việc ghi chép, Vương Tử Quân vẫn ngồi đó với nụ cười trên môi, căn bản không có chút cảm giác hay cảm xúc gì khác. Chủ tịch Tử Quân, đã để anh chờ lâu rồi, uống trà đi. Đồng Quốc Khánh uống hai ngụm trà rồi mới nói tiếp. Hai ngày trước Chủ tịch Nhâm có đưa đến cho tôi một văn kiện điều chỉnh phân công của khối chính quyền thành phố, tôi cảm thấy nó rất tốt. Lý Khang Lộ đã xảy ra chuyện, khối công tác mà anh ấy phụ trách nhất định phải đổi người, anh cảm thấy đồng chí Đào Chính Đào như thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.